Chương 683 một tòa núi đá. Nguyên bản phải về nhà hai người, trực tiếp đi sân bay. Một trận chuyên dụng phi cơ tự Ngân Châu sân bay cất cánh, mang theo một trận tiếng rít, phóng lên cao. Sân bay bên ngoài, Lâm Thanh Hạm dựa vào xe đầu, ngẩng đầu nhìn không trung, kia giá phi cơ chậm rãi biến mất ở nàng tầm mắt giữa. Lâm Thanh Hạm thở dài, lấy ra điện thoại, bát thông Tô Du dãy số, cứu, là làm ta hiện tại trở về sao? Gió thổi động Lâm Thanh Hạm áo gió. Trương Huyền ngồi ở trên phi cơ, nhìn Bạch Chỉ phát tới tư liệu, mày gắt gao nhăn lại. Ở Vân Tỉnh, có một tòa sắp muốn khai thác núi đá, bị Vân Tỉnh Thạch Vương cầm xuống dưới. Đương khai thác ngày đầu tiên, Thạch Vương liền phát hiện không thích hợp. Này tòa núi đá mỗi một cục đá, đều trình chúng tinh cùng nguyệt chi trạng. Hơn nữa bên trong cục đá, mang theo một loại cực cường từ trường, di động ở chỗ này đều không có tín hiệu. Thạch Vương đương trường liền thét ra lệnh công nhân đình chỉ khai thác. Hơn nữa cùng Bạch Chỉ liên hệ. Nhiều năm đổ thạch thói quen, làm Thạch Vương tin tưởng vững chắc rất nhiều đồ vật, hắn minh bạch, này tòa núi đá, tuyệt đối không phải chính mình có thể chạm vào, này sơn, ở Thạch Vương trong lòng, chỉ có một người có thể khai. Đương Thạch Vương liên hệ Bạch Chỉ sau, Bạch Chỉ trước tiên liền đuổi tới Vân Tỉnh, Bạch Chỉ không có Thạch Vương như vậy nhiều cố kỵ, đương trường liền khai số tảng đá, này một khai, làm Bạch Chỉ vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn lần này qua đi. Tổng cộng liền khai không đến 10 tảng đá, thế nhưng sinh sôi khai ra tới một khối linh thạch. Bạch Chỉ đương trường nói cho Thạch Vương, làm Thạch Vương không cần đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời liên hệ Trương Huyền. Quang Minh đảo cùng Ngân Châu có mười mấy tiếng đồng hồ sai giờ, gần 10 cái giờ phi hành sau, Trương Huyền ở Quang Minh đảo sắc trời đem hắc thời điểm tới. Bạch Chỉ đám người đã nhận được Trương Huyền muốn tới tin tức, đều ở sân bay bên chờ đợi. Phi cơ rớt xuống. Cửa khoang mở ra, Trương Huyền bước đi ra tới. Chờ ở sân bay bên, phân biệt là Tương Lai, Bạch Chỉ, Peace, cùng với Vân Tỉnh Thạch Vương. Thạch Vương là một cái mau 50 tuổi nam nhân, tóc cố ý nhiễm hắc quá, ăn mặc một thân bạch sam. Liền Thạch Vương bản nhân theo như lời, hắn làm này một hàng, là dùng chính mình sinh mệnh tới đổi lấy thiên mệnh, tóc nhiễm hắc, bạch liền chậm, kéo dài chính mình thiên mệnh, đối với loại này mê tín cách nói. Phần lớn người đều là đương cái chê cười nghe một chút, nhưng Thạch Vương bản nhân lại là tin tưởng vững chắc không thôi. Không thể tưởng được a, lớn như vậy một tòa đảo đều là của ngươi. Thạch Vương nhìn thấy Trương Huyền, ra tiếng mở miệng, Bạch Chỉ cũng không có nói cho Thạch Vương Trương Huyền chân chính thân phận, Thạch Vương cũng không có hỏi nhiều, hắn là cái thực người thông minh, hơn nữa hắn người như vậy, cũng đã thấy ra rất nhiều đồ vật, có một số người, có một số việc, không cần thiết biết đến quá nhiều, giống như là lần này núi đá. Thạch Vương lại tò mò, đều sẽ không chính mình đi khai. Trương Huyền cười hướng Thạch Vương chào hỏi, không nghĩ tới người còn có thời gian tới ta này thăm. Ha ha, Thạch Vương cười lớn một tiếng, người lúc ấy huyết tẩy ta vài tòa núi đá, ta lần này cũng đến tới ăn nhiều uống nhiều, như thế nào đến kiếm điểm trở về mới được. Trương Huyền trong lòng rất rõ ràng, lần này Thạch Vương tới đây, khẳng định là Bạch Chỉ yêu cầu, kia tòa núi đá, nếu thật có thể khai ra linh thạch, kia ý nghĩa quá trọng đại. Bạch Chỉ làm như vậy, cũng có thể lý giải. Thạch Vương bản nhân, tuy rằng không rõ ràng lắm kia núi đá trung khai ra rốt cuộc là cái gì, nhưng xem hiện tại những người này thái độ, cũng có thể minh bạch một vài, hắn trong lòng không có so đo, đơn giản coi như tới độ cái giả. Đây là người trưởng thành chi gian ăn ý, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, sẽ không nói phá. Trương Huyền cùng Thạch Vương nói chuyện phiếm vài câu, theo sau ánh mắt nhìn về phía Tương Lai, có phân tích kết quả ra tới sao. Ân, Tương Lai cầm một cái máy tính bảng, hướng Trương Huyền gật gật đầu, ở ngươi đến phía trước nửa giờ, vừa vặn đem kia tòa núi đá toàn bộ thành phần phân tích ra tới. Tương Lai ở trên màn hình vẽ ra một số liệu đồ, giao cho Trương Huyền. Trương Huyền nhìn thoáng qua, cả tòa núi đá, chiếm địa diện tích có 8 km vuông, cao nhị 11 mễ, cũng không tính một tòa núi lớn, trong Tương Lai số liệu trên bản vẽ biểu hiện, cả tòa sơn, đều bị một loại kỳ dị năng lượng quấy nhiễu. Giống như là một kiện quần áo, đem cả tòa sơn từ đầu tới đuôi bao vây lại. Lão đại, loại này năng lượng, cùng linh thạch giống nhau như đúc, cường độ tạm thời không biết, hết thảy đều yêu cầu khai thác ra tới mới có thể biết. Tương Lai ở Trương Huyền bên tai nhỏ giọng nói. Trương Huyền suy tư một phen, phái người đi qua sao? Ân, Tương Lai gật đầu, đã an bài người đi, hiện tại đem kia tòa sơn hoàn toàn phong bế lên. Hành, Trương Huyền hướng Tương Lai ba người phất phất tay. Các người đi trước vội, ta cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Trương Huyền đi đến một bên, ôm Thạch Vương bả vai, này núi đá sự,
còn có người biết sao? Thạch Vương lắc lắc đầu, ta không có cho người khác nói qua, bất quá ta một cái hợp tác đồng bọn, biết ta thu cái núi đá sự, còn lại đồ vật hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Một bên không xa Bạch Trì, rõ ràng đem Thạch Vương nói nghe vào trong tai, cố ý chiều Trương Huyền bên kia nhìn thoáng qua, thấy được Trương Huyền bối ở sau người, không ngừng lắc lư bàn tay. Tạm thời không cần động thủ, Bạch Trì hạ giọng nói. Quang Minh đảo ngày đêm luân phiên. Tân một ngày, Thái Dương dâng lên, chiếu rọi ở Quang Minh đảo thượng. Trương Huyền cùng tương lai cộng đồng từ phòng thí nghiệm chung đi ra, hai người đối kia tòa núi đá tư liệu, nghiên cứu cả đêm, tương lai thông qua các loại phân tích, cuối cùng phủ định núi đá toàn bộ đều là linh thạch khả năng tính. Linh thạch tuy rằng bao vây ở vật liệu đá nội, nhưng như cũng có thể sinh ra mỏng manh từ trường. Nếu là một cả tòa sơn linh thạch, kia sinh ra từ trường cộng minh, không thể nghi ngờ là thật lớn, khẳng định không ngừng là làm di động chạy tới Tân Hào, hết thảy điện tử phương tiện, đều sẽ không nhạy. Nhưng nghe Thạch Vương theo như lời, bọn họ khai thác này tòa núi đá ngày đó, vẫn là dùng đại hình khí giới. Bất quá tuy rằng sẽ không cả tòa sơn đều là linh thạch, nhưng số lượng khẳng định cũng sẽ không ở số ít. Đương biết được đều không phải là cả tòa sơn đều là linh thạch sau. Trương Huyền không có gì thất vọng cảm giác, ngược lại là đại tùng một hơi. Hiện tại Quang Minh đảo, tổng cộng cũng liền có được tam khối linh thạch, trong đó một khối là Trương Huyền lúc trước khai ra tới, một khối là Diệt Triệu gia thời điểm, từ Triệu gia sở lấy, còn có một khối, chính là Bạch Trì khai ra tới. Này tam khối linh thạch, nếu làm thị tộc biết, tuyệt đối sẽ đưa tới đỏ mắt, càng đừng nói cả tòa sơn đều là linh thạch, nếu thật là như vậy, tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Trương Huyền đều có thể nghĩ đến. Sẽ đưa tới thị tộc như thế nào tranh đoạt, máu chảy thành sông, chỉ sợ cũng chỉ là bắt đầu đi, rốt cuộc đối với thị tộc tới nói, linh thạch thật sự là quá trọng yếu. Ở khoảng cách Quang Minh đảo không xa mặt biển thượng, một con thuyền cano, chính chiều Quang Minh đảo xử tới, cano thượng phóng vô số tràn đầy thùng xăng, ở này đó thùng xăng bên, đứng một người hồng y nam nhân. Hồng y nam nhân đôi tay lưng đeo ở sau người, ánh mắt nhìn ra xa Quang Minh đảo phương hướng, trong miệng hừ lạnh nói. Kẻ hèn một cái thế tục thế lực thôi, Trương Huyền. Ta đảo muốn nhìn, người có cái gì tư cách ở trước mặt ta cản rỡ, chỉ bằng ngươi một cái kẻ hèn ngự khí. Ta một tay nhưng niết. Cano tốc độ thực mau, hồng y nam nhân trong mắt, tràn ngập tràn đầy hận ý. Chương 684 ta linh thạch. Quang Minh đảo thượng cư dân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đại gia làm chuyện thứ nhất, chính là chiều trên đảo kia tòa lâu đài cổ trước cửa tập hợp, đi cảm thụ khí. Bạch Trì cùng đại trưởng lão đã sớm tới rồi quảng trường trung ương, ở hai người bọn họ trước mặt, phóng ba viên lớn nhỏ không đồng nhất linh thạch. Giờ phút này, ba viên linh thạch đều bị đặt ở tán linh trận phía trên. Đại trưởng lão lấy cực nhanh tốc độ lật xem một quyển sách cổ. Đại trưởng lão, thế nào, có thể được không? Bạch Trì trên mặt mang theo thần sắc khẩn trương, nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão không nói gì, như cũ không ngừng lật xem sách cổ, một tờ một tờ. Tốc độ thực mau, kia sách cổ thượng văn tự, Bạch Trì một cái đều không quen biết. Vài phút sau, đại trưởng lão đồng tử đột nhiên co rụt lại, khẩn nhìn chằm chằm sách cổ một tờ, trên mặt tràn ngập kinh hỉ thần sắc, tìm được rồi. Tìm được rồi, Bạch Trì cũng là sắc mặt biến đổi, lập tức vọt lại đây, tuy rằng xem không hiểu sách cổ thượng văn tự, lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm. Đại trưởng lão đem ngón tay ở một hàng tự thượng, bởi vì thời gian nguyên nhân, chữ viết đã phi thường mơ hồ. Đại trưởng lão đọc cũng thực gian nan. Đại trưởng lão trong miệng lẩm bẩm, ngữ tốc thực mau, Bạch Trì nghe xong nửa ngày cũng chưa nghe rõ đại trưởng lão rốt cuộc đang nói gì. Đại trưởng lão, ngươi nói gì đâu? Bát quái tứ giác. Cái gì? Bạch Trì vẻ mặt nghi hoặc. Bát quái tứ giác, đại trưởng lão lại lặp lại một lần, liền thấy hắn đôi tay nhanh chóng điểm ở tán linh trận thượng. Theo đại trưởng lão động tác, khắc có tán linh trận đá phiến, dần dần phát sinh một ít biến hóa. Đá phiến quanh thân, đột nhiên bắn ra một đoạn, giống như là phóng tạp mang VCD giống nhau. Bắn ra tới địa phương, che kín lớn nhỏ không đồng nhất chỗ hồng. Thấy như vậy một màn đại trưởng lão, run rẩy đôi tay, cầm lấy từ Triệu ra lấy về tới kia khối linh thạch, chậm rãi bỏ vào đá phiến chỗ hồng chung, theo sau lại cầm lấy Bạch Trì Tân khai ra tới kia khối linh thạch, cũng thả đi vào. Đương hai khối linh thạch để vào đá phiến nháy mắt, một trận cuồng phong, không duyên cớ xuất hiện. Là cái dạng này, cảm thụ được đột nhiên quát lên cuồng phong, đại trưởng lão trên mặt mang theo mãnh liệt vui mừng, sách cổ ghi lại, đem số khối linh thạch đồng thời đặt tán linh trong trận, có thể khởi đến trồng lên hiệu quả,
ta vừa mới sở phóng kia hai khối linh thạch, ở tán linh trận chính phía trên, đem linh thạch đặt ở nơi đó, có thể gia tăng linh khí nồng đậm trình độ, còn lại ba phương hướng, cũng đều có bất đồng hiệu quả. Nghe đại trưởng lão nói, Bạch Trì hít sâu một hơi, hắn đến bây giờ, còn không có ở trong cơ thể sinh ra khí, dĩ vãng ngồi ở chỗ này, cảm thụ cực kỳ bé nhỏ, nhưng lúc này đây, lại làm hắn có thực rõ ràng cảm giác. Đại trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên, tục truyền nghe ghi lại, thời cổ thiên địa linh khí đầy đủ, mỗi một người từ sinh ra kia một khắc khởi, sở hô hấp khí, chính là linh khí, cái kia thời đại, cao thủ san sát, cường giả tung hoành, nếu, ta là nói nếu, chúng ta có thể được đến cũng đủ nhiều linh thạch, tuyệt đối có thể đem này tòa đảo, biến thành thời cổ bộ dáng, linh khí đầy đủ, chúng ta hậu đại, đời đời con cháu, đều nhưng hưởng thụ phúc trạch, thật cho đến lúc này, nơi này sẽ trở thành một chỗ thánh địa. Cuồng phong ở đại trưởng lão dưới chân cuốn lên, càng ngày càng mãnh liệt, như vậy mãnh liệt cảnh tượng, phảng phất cũng ở ấn chiếu đại trưởng lão trong lòng khát vọng. Lúc trước, Đường thị sắp muốn tiêu diệt, liền một khối linh thạch đều tìm kiếm không đến, Trương Huyền đột nhiên xuất hiện, mang cho Đường thị hy vọng, lại cấp Đường thị cung cấp quang minh đảo như vậy một chỗ nơi. Hiện nay Đường thị, mỗi một người, mỗi ngày đều có thể đắm chìm trong linh khí dưới, từ một khối linh thạch không có, cho tới bây giờ có được tam khối lớn nhỏ không đồng nhất linh thạch, này mang cho đại trưởng lão tin tưởng, đại trưởng lão cảm giác, chính mình thực sự có khả năng nhìn thấy kia linh khí tràn ngập một màn. Tại đây tòa trên đảo, đang ở đại trưởng lão trong lòng khát vọng mênh mông hết sức, một đạo cuồng tiếu tiếng vang lên, ha ha ha, này thật là một bút ý ngoại chi hỉ a, tam khối linh thạch. Kẻ hèn một cái thế tục thế lực, không dám có được tam khối linh thạch. Đây là vì ta chuẩn bị đại lễ. Này một đạo cuồng tiếu thanh, làm đại trưởng lão cùng Bạch Trì đồng thời cả kinh, hai người chiều tiếng cười truyền đến địa phương nhìn lại, liền thấy một đạo hồng y thân ảnh, chính khoanh tay lập với không trung. Thấy như vậy một màn Bạch Trì, thân thể đột nhiên chấn động, đôi mắt trừng lớn, này, trôi nổi. Không phải, đại trưởng lão lắc lắc đầu, hắn ánh mắt trói chặt ở hồng y thân ảnh trên người, ngự khí hóa hình. Hắn đã tới rồi hóa hình cảnh, đạp lên chính mình khí thượng, chỉ cần khí đủ đủ, liền có thể đặng với phía chân trời. Hóa hình, Bạch Trì trong miệng lẩm bẩm đại trưởng lão nói, đây là hắn còn tiếp xúc không đến cảnh giới. Đại trưởng lão nhìn hồng y thân ảnh, mở miệng nói, các hạ là người phương nào? Tới ta quang minh đảo chuyện gì? Người quang minh đảo, hồng y thân ảnh cười cười, nguyên lai Đường thị người, đã thuộc sở hữu với một cái thế tục thế lực a. Đại trưởng lão mày nhăn lại, Đường thị đi vào quang minh đảo sự tình, căn bản là không có tiết lộ đi ra ngoài, người này là từ đâu mà biết. Hồng y thân ảnh lấy ra một khối màu đỏ sậm mặt bằng hình thoi lệnh bài, ném tới đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão ánh mắt, tỏa định ở kia khối lệnh bài phía trên có khắc ẩn tự mặt trên. Thần ẩn hội, đại trưởng lão trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt giữa mang theo thật sâu kiêng kỵ. Thị tộc, sở dĩ lánh đời không ra, một phương diện là bởi vì cùng phía chính phủ có hiệp nghị, về phương diện khác, chính là đã chịu thần ẩn hội giám thị. Hồng y nam nhân cười nói, đem linh thạch giao ra đây đi, kia không phải các ngươi hẳn là có được đồ vật, thuận tiện, làm kia họ Trương ra tới bái ta. Bái ngươi, Bạch Trì khinh thường nhìn hồng y nam nhân liếc mắt một cái, ngươi là cái gì ngoạn ý. Bạch Trì tuy rằng biết rõ thực lực của chính mình không bằng đối phương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn có người như vậy xưng hô Trương Huyền, dùng ra bái tự. Làm càn, hồng y nam nhân hướng Bạch Trì hét lớn một tiếng, lại không có động thủ, hắn đem ánh mắt phóng hướng đại trưởng lão. Linh thạch là ngươi chủ động giao cho ta trên tay, vẫn là làm ta chính mình đi lấy. Các hạ, ngươi tuy rằng là thần ẩn hội người, nhưng ngươi hiện tại cách làm, chỉ sợ là không hợp quy củ. Đại trưởng lão đi phía trước đi rồi hai bước, đem tán linh trận đá phiến tre ở phía sau. Quy củ, hồng y nam nhân khẽ cười một tiếng, ngươi là nói thần ẩn hội quy củ, vẫn là thị tộc quy củ. Nếu là thị tộc quy củ, ta hiện tại hoài nghi, ngươi Đường thị kiềm giữ tam khối linh thạch, muốn thức tỉnh huyết mạch. Lý nên đem kia dư thừa linh thạch giao cho ta tay. Nếu là thần ẩn hội quy củ, này quang minh đảo, chính là ta thần ẩn hội phụ thuộc, ta tưởng lấy gì, ai dám nhiều lời. Đại trưởng lão trước người, một cổ khí xoáy tụ chậm rãi hình thành, các hạ, người như vậy, là tính toán muốn minh đoạt. Đoạt, lấy chính mình đồ vật, có thể nào xưng là đoạt đâu. Nếu ngươi không tiễn, ta đây liền chính mình lấy. Hồng y nam nhân giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hắn cả người bạo khởi mà đến, xông thẳng đại trưởng lão mà đi. Thật nhanh, đại trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô,
hắn căn bản là thấy không rõ hồng y nam nhân động tác, ngự khí cùng hóa hình chi gian chênh lệch, thật sự là quá lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 685 chúng ta làm việc, chính là như vậy. Hồng y nam nhân cơ hồ ở ngay lập tức chi gian, liền đến đại trưởng lão trước mặt, giơ lên một quyền, thẳng tắp chiều đại trưởng lão trên người đánh đi. Đại trưởng lão trợn mắt nhìn này một quyền ly chính mình càng ngày càng gần, ngự khí cảnh hắn, liền năng lực phản kháng đều không có, đôi tay theo bản năng hộ ở phần đầu trước, tận lực bảo vệ yếu hại. Hồng y nam nhân này một quyền tin tưởng 10 phần đánh ra, lại sắp tới đem đụng tới đại trưởng lão thời điểm, bị người ngăn lại. Một đạo hổ gầm tiếng động, từ đại trưởng lão bên tai vang lên, đại trưởng lão trong tưởng tượng đánh sâu vào cũng không có chuyển đến, hắn trợn mắt nhìn lại, phát hiện Trương Huyền, không biết khi nào, đã đứng ở chính mình trước người. Một con khí trạng mãnh hổ, chính mở ra bồn máu mồm to, chiều hồng y nam nhân táp tới, tại đây chỉ khí trạng mãnh hổ hạ, hồng y nam nhân bước chân liên tục lui về phía sau. Hóa hình, đại trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô, Trương Tiểu Hữu, người cũng đến hóa hình cảnh. Trương Huyền gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, đại trưởng lão, không có việc gì đi. Không có việc gì, đại trưởng lão lắc lắc đầu, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vốn dĩ đối hồng y nam nhân đã đến, tràn ngập lo lắng, nhưng hiện tại nhìn đến Trương Huyền cũng tới rồi hóa hình, yên tâm không ít. Cùng lúc đó, đại trưởng lão trong lòng cũng ở kinh ngạc cảm thán, Trương Huyền tiềm lực, thật sự quá mức kinh người, hắn mới tuổi này, còn ở tu luyện tài nguyên như thế thiếu thốn dưới tình huống. Liền đạt tới hóa hình, về sau tiền đồ, không thể hạn lượng. Hồng y nam nhân liên tiếp lui vài bước, tránh thoát Trương Huyền đánh ra mãnh hổ, hắn mày nhăn lại, không thể tưởng được, người cũng tới rồi hóa hình cảnh. Như thế nào, rất khó sao? Trương Huyền nhún vai. À, hồng y nam nhân cười lạnh một tiếng, kẻ hèn hóa hình mà thôi, này đó là người cuồng vọng tư bản sao? Trương Huyền, người đối Triệu thị hành động, lý nên tiếp thu thần ẩn hội chế tài. Trương Huyền nhướng mày, nga, hắn Triệu thị ở ta trên đầu ị phân, ta giết bọn họ, có vấn đề sao? Hồng y nam nhân quát to, thần ẩn hội có quy củ, ngự khí cảnh không được đối người thường ra tay, ngươi đã phạm vào cấm kỵ, hôm nay ta tới, chính là đại biểu thần ẩn hội trừng phạt ngươi. Hồng y nam nhân tuy rằng ngoài miệng nói kẻ hèn hóa hình, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, vừa mới Trương Huyền biến thành ra kia chỉ mãnh hổ, đã bước đầu cụ bị một ít linh tính, cái này làm cho hắn rõ ràng. Trương Huyền cảnh giới, so với chính mình còn muốn cao thâm một ít, cho nên hắn hiện tại mới có thể lấy thần ẩn hội đảm đương đề tài, đi áp Trương Huyền, nếu không lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Nghe hồng y nam nhân nói quy củ, Trương Huyền sờ sờ cằm, suy tư nói, cái này quy củ, thật đúng là rất có ý tứ, Bạch Trì. Lão đại, Bạch Trì nhìn về phía Trương Huyền. Đi, phiến hắn, Trương Huyền nhìn đỏ mắt y nam nhân. Hồng y nam nhân đồng tử co rụt lại. Hét lớn, họ Trương, ngươi dám. Ngự khí cảnh không được đối người thường ra tay a, này quy củ, thật đúng là có ý tứ. Trương Huyền khóe miệng gợi lên tươi cười, con người của ta, thích nhất làm chút có ý tứ sự tình. Bạch Trì chiều hồng y nam nhân trước người đi đến. Trương Huyền thanh âm tiếp tục vang lên, nhớ kỹ nga, ngự khí cảnh cũng không thể đối người thường ra tay, ta này huynh đệ, còn không có đạt tới ngự khí cảnh đâu, người muốn ra tay, nhưng chính là phá hư quy củ. Trương Huyền nói chuyện trong quá trình, Bạch Trì đã muốn chạy tới hồng y nam nhân trước người, giơ lên cánh tay. Hồng y nam nhân khẩn nhìn chằm chằm Bạch Trì, tiểu tử, người muốn chết sao? Bạch Trì bĩu môi, mới không để ý đến hồng y nam nhân nói cái gì, giơ lên bàn tay, dùng sức chiều hồng y nam nhân trên mặt rút đi. Hồng y nam nhân bước chân dùng sức vừa dẫm, chuẩn bị bạo lui thân hình, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp nhúc nhích chút nào, cổ chân thượng một cổ cự lực. Gắt gao hạn chế ở chính mình. Hồng y nam nhân cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình hai chân cổ chân, bị một vòng khí sở quấn quanh, gắt gao bắt lấy, phát hiện này, làm hồng y nam nhân trong lòng bỗng nhiên cả kinh, hắn đều không có phát hiện này khí khi nào đem chính mình cuốn lấy. Cũng liền ở hồng y nam nhân này cả kinh thời điểm, Bạch Trì bàn tay, hung hăng chịu đến hồng y nam nhân trên mặt. Bang một tiếng giòn vang, làm hồng y nam nhân cảm giác không khí đều động lại. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt, chính mình, bị một người bình thường phiến một cái tát. Tiếp tục, Trương Huyền thanh âm lại một lần vang lên. Bạch Trì lại lần nữa giơ lên cánh tay, lại một cái tát phiến ở hồng y nam nhân trên mặt. Lại đánh, Trương Huyền tiếp tục ra tiếng.
Hồng y nam nhân nhìn trước mắt Bạch Trì, thân thể không tự giác phát ra run rẩy, đã bao nhiêu năm. Nhiều ít năm không có người dám như vậy khiêu khích quá chính mình. Ai nhìn thấy chính mình, không phải tất cung tất kính, dâng lên tối cao lễ nghi. Hôm nay, chính mình thế nhưng bị một người bình thường phiến bàn tay. Bạch Trì giơ lên bàn tay. Đủ rồi, Hồng y nam nhân hét lớn một tiếng, bên ngoài thân linh khí tung hoành, làm vỡ nát thoải mái ở chính mình cổ chân thượng khí hoàn. Bạch Trì không hỏi không màng, một cái tát tiếp tục trừ hạ. Hồng y nam nhân giơ lên cánh tay, khổng lồ khí ở trong tay hắn ngưng kết. Con kiến, cho ta chết. Hồng y nam nhân hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một quyền chiều Bạch Trì mặt ném tới. Hồng y nam nhân này một quyền, căn bản là không phải Bạch Trì có thể chống đỡ, này mang theo hóa hình cảnh cuồng bạo thực lực, một quyền đủ để nổ nát Bạch Trì đầu. Đứng ở cách đó không xa Trương Huyền, bước chân dùng sức vừa dẫm, cả người như mũi tên rời dây cung chiều Hồng y nam nhân vào tới, làm thần ẩn hội một viên, người phá hủy quy củ, lý nên bị phạt. Trương Huyền tốc độ thực mau, mau đến ở đây không có một người có thể thấy rõ, bao gồm Hồng y nam nhân. Bạch Trì chỉ cảm thấy một trận gió từ chính mình bên cạnh xẹt qua, kia treo ở chính mình bên hông chủy thủ, đồng thời biến mất, cùng với, đứng ở chính mình trước người Hồng y nam nhân. Hồng y nam nhân bị một cổ cự lực oanh phi, bay ra mười mấy mét sau, mới tạp đến mặt đất, đem mặt đất tạp ra nẻ, có thể thấy được lần này, hắn bị thương lực đạo có bao nhiêu trọng. Trương Huyền, người dám đối ta động thủ, Hồng y nam nhân còn không có đứng dậy, liền phát ra hét lớn một tiếng. Trương Huyền phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, thân hình xuất hiện ở Hồng y nam nhân trước người, một tay dùng sức chiều Hồng y nam nhân ngực chụp đi. Ở Trương Huyền phía sau, một con chừng người cao mãnh hổ, mở ra bồn máu mồm to, phát ra một tiếng rít gào, vươn lợi chảo, chiều Hồng y nam nhân ấn tới. Hồng y nam nhân hóa ra một con liệp báo, lại chỉ có nửa người lớn nhỏ, nháy mắt đã bị mãnh hổ xé rách. Ngươi, Hồng y nam nhân vừa muốn lên tiếng, lại biểu tình ngẩn ra. Nhìn về phía chính mình ngực, khó có thể tin nói, ngươi. Ngươi làm sao dám, ta chính là thần ẩn hội đệ tam khu, hộ. Ở Hồng y nam nhân ngực trái tim vị trí, đang cắm một phen đoản chủy, đúng là Trương Huyền vừa mới thuận tay từ Bạch Trì bên hông rút ra. Máu tươi từ Hồng y nam nhân khóe miệng tràn ra, hắn nhìn chính mình ngực, ta là thần ẩn hội, đệ tam khu, hộ pháp, ngươi làm sao dám sát. Xin lỗi. Trương Huyền khóe miệng hơi hơi mỉm cười, dùng tay bắt lấy chủy thủ nhược điểm, dùng sức nhấn một cái, ở Hồng y nam nhân trước ngực quấy, chúng ta làm việc, chính là như vậy. Chương 686 thần bí kim loại. Theo Trương Huyền quấy chủy thủ, Hồng y nam nhân khóe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nùng, hắn há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm, đến lúc này, hắn cũng không dám tin tưởng, Trương Huyền thật sự dám đối với chính mình ra tay, chính mình lần này, chính là đại biểu thần ẩn hội mà đến. Máu tươi theo Hồng y nam nhân khóe miệng chảy xuống, Hồng y nam nhân khẩn nắm chặt song quyền, cũng chậm rãi buông ra. Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, đem kia đem chủy thủ rút ra. Đi xử lý rớt, Trương Huyền mở miệng ra tiếng. Lập tức có mấy người đã đi tới, kéo động Hồng y nam nhân thi thể. Đường thị đại trưởng lão đứng ở phía sau, nhìn Trương Huyền như vậy quyết đoán ra tay, trực tiếp muốn Hồng y nam nhân mệnh, trong lòng có chút phát lạnh, nhưng đồng thời cũng ở may mắn. Đại trưởng lão sống nhiều năm như vậy, cũng gặp qua quá nhiều sự tình, hắn thực minh bạch, đối với một cường giả tới nói, nhân từ, là lớn nhất khuyết tật, Trương Huyền không phải một cái nhân từ người như vậy, về sau sẽ có được vô hạn khả năng. Đường thị đi vào Quang Minh Đảo, tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn, giả lấy thời gian, khả năng đường thị thật sự có thể trở về đỉnh, đứng ở thị tộc giữa hàng đầu. Lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Bạch Trì có chút sầu lo hỏi. Không có việc gì. Các ngươi nắm chặt tăng lên thực lực, hết thảy sự, đều có ta. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi ngày hôm qua cho ta nói sự, như thế nào? Thành công, đại trưởng lão trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Thành công, Trương Huyền trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Trương Tiểu Hữu, ngươi xem, đại trưởng lão duỗi tay chỉ vào phía sau tán linh trận đá phiến, này đá phiến thượng trận pháp, có thể hoàn toàn thay đổi linh khí hoàn cảnh. Chỉ có chúng ta có cũng đủ linh thạch, hoàn toàn có thể cho cả tòa đảo đều bị linh khí bao trùm, trên đảo mỗi người, đều có thể hô hấp nồng đậm linh khí, cho đến lúc này, cả tòa Quang Minh đảo, đều sẽ biến thành tổ tiên sách cổ chung ghi lại như vậy, trở thành một chỗ chân chính thánh địa. Hảo, Trương Huyền hưng phấn gật đầu, đại trưởng lão, liền nhiều phiền toái ngươi nghiên cứu sách cổ,
đối phương diện này, ta rốt đặc cán mai, linh thạch sự, ta tới nghĩ cách. Đại trưởng lão gật gật đầu, nắm chặt trong tay sách cổ, này mặt trên ghi lại đồ vật, ở về sau nhật tử giữa, đặc biệt quan trọng. Lão đại, điều tra ra, tương lai thanh âm, từ một bên vang lên, nàng cầm một cái máy tính bảng, bước nhanh đi tới, chúng ta phòng ngự hệ thống sở dĩ vô pháp cảm ứng được xâm nhập giả đã đến, là bởi vì khí năng lượng, có thể cách trở nhân thể tự mang nhiệt lượng, sở hữu nhiệt cảm ứng dụng cụ, đều không thể có tác dụng. Vừa mới hồng y nam nhân xâm lấn thời điểm, Trương Huyền khiến cho tương lai đi đối chiếu phương là như thế nào lặng yên không một tiếng động xông tới, rốt cuộc quang minh đảo có hoàn thiện phòng ngự hệ thống, trừ bỏ lần trước giống Chessia như vậy hắc nhập hệ thống đóng cửa phòng ngự thi thố bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể vô thanh vô tức tiến vào. Che chắn, Trương Huyền hỏi, có cái gì phương pháp có thể giải quyết sao? Tương lai lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, ta tạm thời không có gì biện pháp giải quyết, bất quá. Ta phát hiện một loại tân tài liệu, lão đại, người tới phòng thí nghiệm nhìn xem đi. Trương Huyền gật gật đầu, đi theo tương lai chiều phòng thí nghiệm đi đến. Bạch Chỉ Tắc mang theo trên đảo người, ở quảng trường tu luyện, khí nồng đậm, sẽ làm mọi người đối khí cảm ứng càng sâu, đồng thời tu luyện hiệu quả cũng càng tốt. Trương Huyền đi theo tương lai tới phòng thí nghiệm, trong tương lai phòng thí nghiệm chung, có một cái phong kín khoang, phóng một khối thép tấm. Lão đại, người xem cái này. Tương lai duỗi tay hư không một hoa, liền ở trước mặt thú nhận một cái giao diện từ thực tế ảo hình ảnh phóng ra mà thành, theo tương lai cánh tay động tác, phát sinh thay đổi. Tương lai điều ra một cái video, rõ ràng phóng đại hiện ra ở Trương Huyền trước mắt. Video chung, kia khối thép tấm đặt ở một cái trong suốt phong kín trong khoang thuyền, bốn phía phân bố rất nhiều ống dẫn, mỗi một cái ống dẫn, đều ở hướng phong kín khoang nội bài phóng khí thể. Tương lai giải thích nói, lão đại, cái này ống dẫn nội khí thể, tất cả đều là khí bất đồng hình thái năng lượng biểu hiện, thực nghiệm kết quả tỏ vẻ, phong kín khoang nội kim loại, hoàn toàn có thể cách trở khí hình thức, khí càng là vô pháp tại đây loại kim loại thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, có thể nói, loại này kim loại, chính là khí thiên địch. Tương lai vung tay lên, một cây cánh tay máy cánh tay từ phòng thí nghiệm trên vách tường vươn, cánh tay máy trên cánh tay cầm một khối thép tấm. Lão đại, người xử đập một chút này khối thép tấm. Trương Huyền gật gật đầu, lùi về phía sau một bước, hít sâu một hơi, mãnh một quyền chém ra. Một con mãnh hổ từ Trương Huyền phía sau phát ra, thẳng đến kia khối thép tấm mà đi, hậu đạt 2 cm thép tấm, bị mãnh hổ lợi chảo một chút liền cấp đâm thủng, lưu lại chảo ngân. Tương lai lại vung tay lên, lại có một con cánh tay máy cánh tay vươn, cánh tay máy trên cánh tay bắt lấy đặt ở phong kín trong khoang thuyền kia khối thép tấm, phóng tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền không đợi tương lai nói chuyện, lại một quyền chém ra, vẫn là như vừa rồi như vậy, một con mãnh hổ đánh tới, nhưng lúc này đây, mãnh hổ không có thể trực tiếp xé xuyên thép tấm, ở một chảo huy thượng thép tấm sau, hoàn toàn tiêu tán. Mà này khối thép tấm, trừ bỏ chấn động một chút bên ngoài, không có một chút sự tình. Nhưng thật ra bắt lấy thép tấm cánh tay máy cánh tay, ở Trương Huyền này một kích quán tính hạ, trực tiếp bẻ gãy. Lúc trước, Dương Hải Phong toàn thân đều từ máy móc chế thành, chẳng qua cái loại này máy móc, chỉ có thể phòng bị khí rất nhỏ ảnh hưởng, tỉ như khí sẽ tiến vào nhân thể, đối nhân thể sinh ra ảnh hưởng, làm người ở mấy ngày nội hành động không tiện như vậy, nhưng sẽ không xâm lấn máy móc mạch điện. Nhưng Dương Hải Phong kia cụ thép tấm thân hình, chung quy vô pháp hoàn toàn tá rớt khí thương tổn tính. Vẫn là có thể bị đánh xuyên qua. Nhưng này khối kim loại, có thể nói hoàn toàn đem khí thương tổn tính tá rớt, cũng sinh ra rời đi, lại còn có một chút bắn ngược hiệu quả. Nếu ngày đó Dương Hải Phong thân thể là từ loại này kim loại chế thành, Trương Huyền trừ bỏ bằng vào tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn dỡ xuống bên ngoài, không có một chút biện pháp. Một khi loại này máy móc người tốc độ cùng lực lượng so ngự khí cao thủ hiếu thắng, như vậy bằng vào loại này kim loại chế thành thân thể, hoàn toàn có thể nghiền áp ngự khí cao thủ. Một cái máy móc người muốn tăng lên tốc độ cùng lực lượng cường độ, có thể so chân nhân muốn dễ dàng quá nhiều, đơn giản chính là cái số liệu đổi chỗ vấn đề. Trương Huyền đối này khối kim loại, cũng là cảm thấy chút kiêng kỵ, hắn suy nghĩ, nếu chính mình ngày nào đó đụng phải như vậy máy móc người, nên như thế nào đối phó, nếu thật sự tốc độ cùng lực lượng không bằng đối phương, có phải hay không cũng chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Trương Huyền tự hỏi rất nhiều loại phương pháp, được đến kết quả, đều là giống nhau, chỉ bằng vào mượn tự thân, tuyệt đối vô pháp chiến thắng như vậy máy móc người, rốt cuộc máy móc không giống nhân thể, có như vậy nhiều tử huyệt cùng nhược điểm. Trương Huyền hỏi tương lai, này kim loại là ngươi từ nào tìm?
Tương Lai nhìn mắt Trương Huyền, mở miệng nói, đây là lần trước Chessia tỷ tỷ dẫn người đột kích đánh khi lưu lại, ta ở một đống chiến cơ hài cốt chung phát hiện, này khối kim loại tạo thành bộ phận, cùng đã biết toàn bộ kim loại đều không giống nhau, này thành phần ta đến bây giờ cũng vô pháp hoàn toàn phân tích. Chessia, Trương Huyền trước mắt, hiện lên cái kia tóc bạc sóng vai nữ nhân. Chương 687 khắp nơi hiện thân. Tương Lai lại đưa tới một con cánh tay máy cánh tay, đem kia khối kim loại lấy đi phóng hảo, lão đại, ta hiện tại chỉ cần có thể phân tích ra loại này kim loại giữa thành phần, là có thể đem này dung nhập đến chúng ta phòng ngự hệ thống chung, đến lúc đó khi đem vô pháp che chắn chúng ta nhiệt cảm ứng hệ thống, cũng coi như là biến tướng giải quyết hôm nay nan đề. Trương Huyền gật gật đầu, phương diện này sự tình, người hiện tại liền đặt ở đệ nhất vị hảo, trên đảo phòng ngự hệ thống, là trọng trung chi trọng, từ hôm nay trở đi, các ngươi tư tưởng cũng nên biến một chút. Quang Minh đảo không hề là cái kia thế giới ngầm vương giả, thế giới này, có quá nhiều chúng ta không biết đồ vật, chúng ta sở đối mặt địch nhân, cũng càng ngày càng cường đại. Tương Lai gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng nhìn Trương Huyền, hơi hơi hé miệng, có loại muốn nói lại thôi hương vị. Trương Huyền ra tiếng, muốn nói cái gì, ngươi liền nói. Lão đại, ta suy nghĩ, ta muốn hay không lại mở ra một lần cái kia đồ vật. Tương Lai nói đến cái kia đồ vật bốn chữ khi. Trong mắt mang theo một mạt kiêng kỵ, đồng thời lại có một ít hưng phấn. Trương Huyền không có lập tức trả lời Tương Lai vấn đề, mà là lại hỏi Tương Lai, gần nhất làm kiểm tra rồi sao? Làm, Tương Lai trả lời. Kết quả thế nào? Kết quả, Tương Lai trên mặt lộ ra một mạt khó xử. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ôm Tương Lai bả vai, chiều phòng thí nghiệm ngoại đi đến, chúng ta hiện tại có được đồ vật, đã rất nhiều, người vì này tòa đảo, cũng phụng hiến quá nhiều, cái kia đồ vật. Liền vĩnh viễn quên mất đi, ta yên lặng thời gian dài như vậy, giống như là Chessia nói như vậy, ta cũng nên có chút lãnh tụ bộ dáng, đi làm điểm cái gì, các người bảo vệ tốt này tòa đảo, còn lại sự tình, giao cho ta tới liền hảo. Tương Lai thân thể chấn động, Trương Huyền ngữ khí, tuy rằng bình đạm, nhưng ở Trương Huyền nói chung, Tương Lai cảm nhận được một loại quyết tâm, một loại dị thường cường đại quyết tâm. Lão đại, ngươi là muốn. Trương Huyền bước chân một đốn. Nhìn về phía phòng thí nghiệm ngoại xanh lam không trung, làm bạch trì truyền xuống đi, lấy thủ lăng nhất tộc thân phận, triệu khai cổ võ đại hội, lúc này đây, từ ta tự mình chủ trì. Cổ võ thế gia đại hội, Tương Lai đồng tử co rụt lại, lão đại, người nghĩ kỹ rồi sao? Không có gì tưởng hảo không nghĩ tốt, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lúc trước lục lão nhân đem này gánh nặng giao cho ta trên vai, sớm muộn gì đến ta tới khiêng, ta tổng không thể làm lão nhân kia chết không nhắm mắt đi. Cổ võ thế gia đại hội, thế ở phải làm. Tương Lai trên mặt lộ ra kích động thần sắc, ta đây hiện tại lập tức trở về cho ta biết ra ra, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, hắn chờ đợi ngày này, chờ lâu lắm. Hoa Hạ cổ võ, bổn ứng đứng ở thế giới đỉnh, chỉ vì không người lãnh đạo, biến thành năm bè bảy mảng, nếu lão đại ngươi chịu tiếp được cái kia vị trí, ta tưởng, ông nội của ta bọn họ, nhất định sẽ vui vẻ điên rồi. Ha ha, ngươi nhà đầu này, Trương Huyền xoa xoa Tương Lai đầu. Người về nhà phía trước đem ta đưa tới Vân Tỉnh đi, ta đi xem kia tòa sơn. Hảo, Tương Lai dùng sức gật đầu. Một giờ lúc sau, một trận phi cơ, từ Quang Minh đảo cất cánh. Trương Huyền, Tương Lai, cùng với Bạch Trì ba người, ngồi ở phi cơ nội, hướng Hoa Hạ phương hướng mà đi. Yến Kinh, Tô Gia. Lâm Thanh Hạm đứng ở Tô Gia chủ thính giữa, Tô Gia sở hữu cao tầng, giờ phút này cũng đều ở chủ trong phòng, Tô Du đứng ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh. Hai người sở chạm vị trí, đều không phải là chủ vị, ở chủ vị ngồi, có khác một thân. Một người thân xuyên màu trắng áo dài trung niên nam nhân, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Lâm Thanh Hạm cùng Tô Du. Sau một lúc lâu, người này hừ lạnh một tiếng, ta Tô Thị Đại Tộc, ở các ngươi trong tay, thế nhưng biến thành này phiên bộ dáng, ta nếu là các ngươi, đương hổ thẹn tự sát, không mặt mũi nào đối mặt tổ tiên. Trung niên nam nhân lưu trữ một đầu tóc dài đến vai. Trung niên nam nhân từ chủ vị thượng đứng lên, đi đến Lâm Thanh Hạm trước người, đánh giá Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, nghe nói, người cùng kia Quang Minh đảo có quan hệ. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, thân là Tô gia đương đại gia chủ, thế nhưng cùng một bình thường thế tục thế lực có điều liên hệ, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Từ hôm nay trở đi, từ bỏ ngươi thân là Tô gia gia chủ toàn bộ quyền lợi, từ hôm nay sau, Tô gia, ta nói tính. Đương nhiên, đối ngoại người như cũ là gia chủ, bất luận kẻ nào, không được bại lộ ta tồn tại, minh bạch sao? Tô Du cúi đầu, không rên một tiếng,
không phải hắn không giúp Lâm Thanh Hạm nói chuyện, mà là không dám. Trước không nói trước mặt người này ngày đầu tiên đã đến, liền một người quét ngang toàn bộ Tô gia cường đại thực lực, chỉ là đối phương thân phận, liền không phải chính mình có thể phản bác, nếu từ bối phận đi lên tính, người này, so với chính mình, muốn cao hai bối, chẳng sợ chính mình phụ thân ở, cũng phải gọi đối phương kêu một tiếng thúc bá. Trung niên nam nhân lớn tiếng mở miệng, từ hôm nay trở đi, này Tô gia, là ta Tô Văn Hiến Tô gia, các ngươi, sẽ trở thành Tô thị phụ thuộc, đương Tô thị trả giá kia một ngày, tự sẽ cho dư các ngươi tương ứng chỗ tốt, đương nhiên, ở trả giá phía trước, các ngươi cũng muốn vì Tô thị, phụng hiến chính mình một phần lực lượng, Tô gia xuất thế, yêu cầu hùng hậu tài chính làm chống đỡ, ta muốn các ngươi, khuynh tẫn hết thảy. Minh bạch sao? Minh bạch, Tô Du cúi đầu trả lời. Tô Văn Hiến ánh mắt nhìn quét chỉnh gian chủ thính, cuối cùng một lần nữa dừng ở Lâm Thanh Hạm trên người, như thế nào, người không nói lời nào, là có ý kiến. Lâm Thanh Hạm nhìn Tô Văn Hiến, không có ra tiếng. Ha ha, Tô Văn Hiến cười lạnh một tiếng, nữ oa, người không phải là suy nghĩ, làm ngươi cái kia cái gọi là địa ngục quân vương, tới giúp ngươi xuất đầu đi. Ở chúng ta Tô thị trước mặt, cái gì địa ngục quân vương, cái gì quang minh đảo, chó má không tính. Tô Văn Hiến duỗi tay, trống rỗng nhéo, thế tục tối cao vũ lực, ở ngự khí trước mặt, toàn vì con kiến, cái gọi là lực lượng, đều không phải là quyền cước công phu lợi hại. Ở Tô Văn Hiến này trống rỗng nhéo dưới, trong đại sảnh kia gỗ đặc điêu khắc mà thành chủ tọa, nháy mắt hóa thành bột mịn, như vậy một màn, làm Tô gia người chừng lớn đôi mắt, này đã vượt qua bọn họ nhận chi. Này, mới là lực lượng, hiểu sao? Tô Văn Hiến ánh mắt nhìn một vòng, hắn ánh mắt nói qua chỗ. Không có một người dám cùng hắn đối diện, tất cả đều thấp hèn đầu. Nữ oa, nghe nói người ở Tây Bắc Ngân Châu, hơi có chút thế lực, vừa vặn, nơi đó có chúng ta coi trọng một miếng đất, người liền thu lại đây đi, dựa theo chúng ta yêu cầu, đi làm. Tô Văn Hiến lấy ra một chương bản vẽ, ném đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, người có thể làm lơ ta nói, nhưng hậu quả, ta tưởng không phải ngươi có thể thừa nhận, cho ngươi một tháng thời gian, một tháng nội, nếu ta nhìn không tới ta muốn thành quả, ta trước diệt này Tô ra. Lại diệt kia cái gọi là quang minh đảo, không cần hoài nghi ta lời này chân thật tính, nhớ kỹ, kia cái gì quang minh đảo, ở ta Tô thị trước mặt, chó má đều không tính. Cùng lúc đó, đều hải Trúc gia. Trúc gia trang viên, rời xa nội thành, giờ phút này, Trúc gia trang viên nội, mạo khí nồng đậm khói đen, ánh lửa ở Trúc gia giữa thiêu đốt, trang viên nội, vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Chạy, chạy mau, đi quang minh đảo, thê lương tiếng hô, từ Trúc gia nội truyền ra. Chương 688 Thạch Vương Nữ Nhi. Đều hải Trúc gia, ánh lửa tận trời. Trang viên đại môn, bị hoàn toàn toàn khóa chết, tường cao phía trên, dao mổ hoành lập. Lão gia hỏa, cho ta nói, đồ vật ở đâu? Một người cầm đao, đứng ở Trúc Nguyên Cửu trước người, lớn tiếng quát lớn. Trúc Nguyên Cửu cả người là huyết, trong mắt lại không có một chút ít chịu thua, nếu muốn đổ vật. Nằm mơ. Tìm chết, người nọ một đao bối nện ở Trúc Nguyên Cửu xương sống thượng. Trúc Nguyên Cửu một ngụm máu tươi phun ra. Nói hay không, người nọ đem mũi đao để ở Trúc Nguyên Cửu ngực. A, Trúc Nguyên Cửu khẽ cười một tiếng, cổ võ cùng thị tộc, sớm tại nhiều năm trước liền sinh ra khác nhau, các người thị tộc nhìn như cường đại, kỳ thật căn bản là không có vào đời khả năng, các người tự nhận cao nhân nhất đẳng, trên thực tế, đã cùng toàn bộ thế giới chạch đường dây, chờ đợi các người chỉ có hủy diệt. Người nọ hừ lạnh một tiếng, họ Lục đã chết, ai còn có thể chế hành chúng ta thị tộc. Thật là như vậy sao? Trúc Nguyên Cửu lau khóe miệng vết máu, nếu các ngươi thật sự không sợ, lúc trước vì sao cố ý ở Lục tiên sinh đệ tử trước che giấu khí tồn tại, các ngươi đang sợ, sợ hắn phát hiện hết thảy, nếu không phải cái kia thần bí thế lực xuất hiện, các ngươi như thế nào sẽ lựa chọn gióng trống khua chiêng hiện thế, theo ta được biết, hiện tại còn chưa tới thời điểm đi. Đối phương nheo lại đôi mắt, lão Đông Tây. Ta thật đúng là xem thường ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này, đem Trúc gia sở hữu lực lượng phái ra đi, không riêng gì vì lấy cái kia đồ vật, vẫn là vì điều tra chuyện này đi. Trúc Nguyên Cửu nhếch miệng, không tồi, các ngươi hết thảy, ta đều đã biết, mưu sách trăm năm kế hoạch A, nếu một sớm bị phá, sẽ là bộ dáng gì đâu. Ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm những người này mất mát sắc mặt. Thực đáng tiếc, người nọ giơ lên trong tay trường đao, đối Trúc Nguyên Cửu thật mạnh huy hạ. Ngươi nhìn không tới. Trúc gia bụi mù nổi lên bốn phía. Đồ vật tìm được rồi sao? Một tiếng quát hỏi từ Trúc gia trang viên nội vang lên. Hỏi ra tới, bị một cái tiểu bối lấy đi, kêu Trúc Linh. Đi bắt nàng.
Hoa Hạ Vân Tỉnh, một trận phi cơ rớt xuống. Trương Huyền từ sân bay đi ra, Vân Tỉnh giữa, làm Trương Huyền ký ức sâu nhất, không phải năm đó đổ thạch hành trình, mà là tọa lạc tại đây Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn giữa, tràn ngập thần bí, nơi này địa mạo kỳ lạ, mang theo rất nhiều không biết, Trương Huyền đã từng có ý tưởng, nếu có cơ hội, chính mình phải đi thứ Thập Vạn Đại Sơn, hiểu biết trong đó bí tân. Bất quá lúc này đây, Trương Huyền mục tiêu, cũng không ở Thập Vạn Đại Sơn giữa, mà là Xuân Thành, cũng chính là Thạch Vương sở trụ thành thị. Xuân Thành ba mặt núi vây quanh, Thạch Vương chính là tại đây núi lớn chung, thu mua một đám núi đá. Thạch Vương ở Xuân Thành công ty, tên là Thạch Trai. Thạch Trai ngồi lập với Xuân Thành ngoại ô địa phương, gần mấy năm, Thạch Vương đã dần dần đạm ra đổ thạch giới. Đây là một nhân tài xuất hiện lớp lớp niên đại, Thạch Vương đạm ra đổ thạch giới sau, tự nhiên có người tới thay thế được. Bất quá, Thạch Vương tuy rằng đạm ra, nhưng thanh danh như cũ bên ngoài, Thạch Trai tuy rằng quy mô giống nhau, nhưng lui tới người lại không ít, thả đều là ở Xuân Thành có uy tín danh dự đại nhân vật. Trương Huyền lần này mục tiêu đệ nhất, chính là đi trước Thạch Trai. Linh thạch vấn đề, là trọng trung chi trọng, tin tức này bảo mật cấp bậc, cũng là tối cao. Thạch Vương đã an bài người ở sân bay tiếp cơ, một cái lập có Trương Huyền hai chữ thẻ bài, đứng ở tiếp cơ trước mồm. Trương Huyền liếc mắt một cái liền nhìn đến kia thẻ bài, ở rất nhiều tiếp cơ thẻ bài giữa, tấm thẻ bài kia đặc biệt rõ ràng, chỉ vì quá mức tùy ý, so Trương Huyền tiếp thượng nhất mạn khi dùng giấy A4 không kém bao nhiêu. Trương Huyền tiếp thượng nhất mạn thời điểm, dùng trương giấy A4, hiện tại Trương Huyền trước mặt bãi, chính là một trương tùy ý xé xuống tới giấy xác, đứng ở giấy xác phía sau. Là một cái tóc ngắn mỹ nữ hiển nhiên là vừa kiện xong thân, còn ăn mặc ngày thường tập thể hình dùng quần áo, 1m7 thân cao, là lướt dáng người đột hiện, ở tiếp cơ khẩu đưa tới không ít người ghé mắt, đặc biệt kia một đôi chân dài, càng là làm người ánh mắt dừng lại, lưu luyến quên phản. Nữ nhân ngũ quan tinh xảo, giữa mày tràn ngập một mà tàn nhẫn hơi thở, hiển nhiên cũng không phải một cái hảo tính tình chủ. Trương Huyền đi đến nữ nhân trước mặt, mở miệng nói, người chính là Kha Lan Sinh. Kha Lan Sinh, cũng chính là Thạch Vương thân sinh nữ nhi. Trương Huyền, Kha Lan Sinh dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Trương Huyền một phen. Nhìn dáng vẻ đúng rồi, Trương Huyền gật gật đầu, Thạch Vương hẳn là theo như ngươi nói, ta tới làm về kia tòa núi đá thủ tục. Kia đi thôi, Kha Lan Sinh không có dư thừa vô nghĩa, vung đầu, chiều tiếp cơ khẩu ngoại đi đến. Trương Huyền đi theo Kha Lan ruột sau, cười cười, khó trách mỗi lần Thạch Vương nhắc tới hắn nữ nhi thời điểm. Đều vẻ mặt bất đắc dĩ, từ Kha Lan Sinh này diễn xuất cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải cái gì an phận người. Một chiếc lửa đỏ Ferrari ngừng ở tòa nhà đợi chuyến bay ngoại, Kha Lan Sinh mở cửa xe một màn, lại hấp dẫn một mảnh ánh mắt, hương xe mỹ nữ, không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người. Trương Huyền ngồi vào ghế phụ, còn không có cột kỹ đai an toàn, liền cảm thấy một trận mãnh liệt đẩy bối cảm đánh úp lại, nghe động cơ mãnh liệt vận tốc quay thanh. Hiển nhiên Kha Lan Sinh một chân ga là dẫm rốt cuộc. Dọc theo đường đi, Kha Lan Sinh thấy xe liền siêu, ánh mắt chung mang theo một cổ tử bực bội. Trương Huyền nghi hoặc nói, mỹ nữ, ta hẳn là không trêu chọc ngươi đi. Kha Lan Sinh liếc Trương Huyền liếc mắt một cái, nói đi, này tòa núi đá, ngươi dùng cái gì phương pháp? Cái gì phương pháp? Trương Huyền một đầu mờ mịt. À, Kha Lan Sinh cười nhạo một tiếng, này núi đá là ta đi tuyển. Ta ba thu lại đây, không tính toán khai, lại giá gốc bán cho ngươi. Như thế nào, ngươi cảm thấy là ta uy hiếp ngươi ba? Trương Huyền dựa vào chỗ tựa lưng thượng. Ngươi còn không có cái kia thực lực. Kha Lan Sinh khinh thường nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Ta chỉ muốn biết, ngươi dùng biện pháp gì làm ta ba đem này tòa núi đá giá gốc bán cho ngươi. Trương Huyền nhún vai, ngươi ba không nghĩ khai ngọn núi này, liền bán cho ta lạc. Không nói đúng không? Kha Lan Sinh dùng sức đánh một chút tay lái, ở Kha Lan Sinh đối diện đường xe chạy thượng, đang có một chiếc xe vận tải lớn, đánh tiếng còi, chạy nhanh mà đến. Giờ phút này, Kha Lan Sinh ra được đi ngược chiều tới rồi xe vận tải đối diện mặt, dẫm chết dùng môn, thẳng tắp chiều xe vận tải lớn đánh tới. Kha Lan Sinh tử chết bắt lấy tay lái, hướng Trương Huyền lớn tiếng chất vấn nói. Ngươi dùng cái gì phương pháp? Còn có, ta ba hiện tại người ở đâu? Ta vì cái gì vô pháp liên hệ đến hắn? Trước mắt như vậy tình huống, người bình thường đều sẽ dọa cái hồn phi phách tán, này Ferrari thật muốn cùng xe vận tải đụng phải, tuyệt đối sẽ rơi xuống một cái tan xương nát thịt kết cục, trong miệng có cái gì đều tàng không được, toàn bộ toàn nhổ ra. Kha
Kha Lan Sinh ra được là muốn lợi dụng Trương Huyền sợ hãi tâm lý, chỉ tiếc, lúc này đây Kha Lan Sinh tưởng sai rồi. Trương Huyền vẻ mặt thảnh thơi ngồi ở trên ghế phụ, ta chỉ là đem Thạch Vương bảo hộ lên mà thôi, làm như vậy, đối ai đều hảo. Trương Huyền thảnh thơi bộ dáng làm Kha Lan Sinh sửng sốt, xe vận tải lớn chói tai tiếng còi vang ở Kha Lan Sinh bên tai, Kha Lan Sinh lúc này mới phản ứng lại đây, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem xe một lần nữa xử hồi chính mình trên đường. Chương 689 ta biết thúc thúc ở đâu. Xe vận tải lớn từ Ferrari thân xe bên gào thét mà qua, khoảng cách không đến 10 cm, có thể nói, nếu vừa mới Kha Lan Sinh vãn đánh một giây tay lái, giờ phút này nàng cũng đã biến thành một bãi thịt nát. Này ở quỷ môn quan trước đi rồi một vòng cảm thụ, làm Kha Lan Sinh phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Kha Lan Sinh hạ ý thức nhìn mắt Trương Huyền, phát hiện Trương Huyền liền giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, như cũ vẻ mặt nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia. Kha Lan Sinh hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình của mình, lái xe tốc độ cũng thả chậm không ít. Trương Huyền, ta cảnh cáo ngươi, ta ba muốn xảy ra chuyện gì, ngươi cũng quá không được hảo. Trương Huyền bĩu môi, không nói gì. Kha Lan Sinh đem Trương Huyền đưa tới một gian khách sạn trước cửa, vẻ mặt chán ghét hướng Trương Huyền mở miệng, hôm nay cuối tuần, vô pháp làm thủ tục, ngày mai tiếp ngươi, xuống xe đi. Trương Huyền mở cửa xe, đi xuống xe, mới vừa đem cửa xe đóng lại, còn không có tới kịp hỏi Kha Lan Sinh ngày mai như thế nào liên hệ, đối phương liền một chân ga rời đi. Trương Huyền lắc lắc đầu, tiên tiến khách sạn, đem phòng khai hảo, ở đi vào. Kha Lan Sinh đem xe khai đi rồi, cũng không có rời đi khách sạn quá xa, mà là ở khách sạn một chỗ ngoặt liền đem xe đình hảo, gọi điện thoại đi ra ngoài, hắn đi vào sao? Đã đi vào, nhìn dáng vẻ là không có gì vấn đề. Nhìn chằm chằm hảo hắn hết thảy hành tung, đều trước tiên cho ta biết. Kha Lan Sinh nói xong, cắt đứt điện thoại. Trụ tiến khách sạn Trương Huyền, kéo ra bức màn nhìn thoáng qua, ánh mắt tỏa định ở kia chiếc đang từ góc trung khai ra tới màu đỏ Ferrari mặt trên, hắn lấy ra điện thoại, an bài một người lại đây. Vài phút sau, Trương Huyền rời đi khách sạn, mà hắn sở khai phòng, trụ vào một người khác, Kha Lan Sinh sở an bài người, tự nhiên sẽ không phát hiện Trương Huyền rời đi một màn. Còn đương Trương Huyền chính ở tại khách sạn giữa. Trương Huyền rời đi khách sạn sau, thẳng đến khách sạn ngầm bãi đỗ xe mà đi, nơi này đã sớm thả một chiếc bản địa xe taxi, chìa khóa liền ở bên trong xe phóng. Trương Huyền lưu sướng kéo ra cửa xe, nơi tay khấu dương nội tìm được chìa khóa, phát động chiếc xe, xử ra bãi đỗ xe, đồng thời, Trương Huyền di động thượng thu được một cái tin tức, đúng là Kha Lan Sinh kia chiếc Ferrari chạy động thái, Kha Lan Sinh xe sớm đã bị định vị thượng. Mỗi một giây đi địa phương, đều chuẩn xác không có lầm truyền tới Trương Huyền di động thượng. Trương Huyền nhìn đến, kia chiếc Ferrari, cuối cùng ở một cái trà lâu dừng lại. Kha Lan Sinh sở đi trà lâu, cũng không lớn, chỉ có 2 tầng lâu cao, trang hoàng cổ hương cổ sắc, ở vào cửa thời điểm, Kha Lan Sinh ra kỳ một trương thẻ hội viên, lúc này mới đi vào, nếu không có hội viên, căn bản không tư cách vào cái này trà lâu. Ở trà lâu nội, ngồi một người hơn 20 tuổi thanh niên. Diện mạo xoái khí, trên người kia một bộ ăn mặc, giá trị xa xỉ. Lan Sinh, người đã đến rồi. Thanh niên vừa thấy Kha Lan Sinh, liền đứng dậy. Kha Lan Sinh dọc theo đường đi đều hắc một khuôn mặt, ở nhìn thấy thanh niên thời điểm, lộ ra tươi cười, hứng thú, người tìm ta. Thanh niên gật gật đầu, đi lên trước tới, lôi kéo Kha Lan Sinh tay, ngồi vào một bên. Lan Sinh, người ngày hôm qua cho ta nói sự, ta suy nghĩ một đêm, cái kia núi đá. Tuyệt đối không thể tùy tiện cho người ta. Kha Lan Sinh lắc lắc đầu, không phải ta tưởng cho người ta, mà là ta ba làm ta đem kia núi đá quá cho người ta, huống hồ, ta ba hiện tại hành tung không biết, sinh tử chưa biết, hắn. Ta tìm được thúc thúc, thanh niên nhìn chằm chằm Kha Lan Sinh đôi mắt. Ta ba ở đâu? Kha Lan Sinh vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương đứng lên, tuy rằng ở trên xe, Kha Lan Sinh đối Trương Huyền một bộ khinh thường bộ dáng, nhưng trong lòng nàng, phi thường lo lắng cho mình phụ thân an nguy, nếu không lúc ấy cũng không có khả năng mạo như vậy đại nguy hiểm, đi bước Trương Huyền mở miệng. Lan Sinh, người đừng vội, thanh niên một lần nữa giữ chặt Kha Lan Sinh cánh tay, làm nàng ngồi xuống, theo ta điều tra, thúc thúc hiện tại là ở họ Tào trong tay. Kha Lan Sinh mày nhăn lại, ngươi là nói Tào Thường Lâm. Chẳng lẽ nói, cái kia Trương Huyền là Tào Thường Lâm người? Cái gì Trương Huyền, thanh niên tò mò một tiếng. Kha Lan Sinh cấp thanh niên giải thích, ta ba cho ta gọi điện thoại, làm ta đem núi đá chuyển tới một cái kêu Trương Huyền người danh nghĩa,
người này vừa rồi đến Xuân Thành. Thanh niên ánh mắt vừa động, mở miệng nói, kia hẳn là được, Tào Thường Lâm người kia, ngươi là biết đến, hắn cùng Thúc Thúc hợp tác nhiều năm như vậy, lần này biết Thúc Thúc khai như vậy một ngọn núi, lập tức cùng Thúc Thúc trở mặt, từ bên ngoài tìm người mua, ta nghe được tin tức, Tào Thường Lâm đã thu người mua 100 triệu tiền đặt cọc, lần này giao dịch thành công sau, Tào Thường Lâm ít nhất có thể kiếm 400 triệu. Hắn chính là cái bạch nhãn lang. Kha Lan Sinh trong mắt mang theo nồng đậm hận ý, lúc trước nếu không phải ta ba, hắn đã sớm bị người băm uy cẩu, nào có hôm nay. Thanh niên lắc lắc đầu, Lan Sinh, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, kia tòa sơn, ngươi không thể tùy ý quá đến cái kia Trương Huyền danh nghĩa, nếu không lấy Tào Thường Lâm cách làm, cũng sẽ không tha Thúc Thúc, chúng ta đầu tiên phải làm, là bảo đảm Thúc Thúc an toàn, phải nghĩ biện pháp làm Tào Thường Lâm đem Thúc Thúc thả. Phóng, Kha Lan Sinh cười khổ một chút. Hắn nếu có thể tùy tiện thả ta ba, cũng sẽ không đem ta ba cầm tù đi lên, ta ba trừ bỏ ngày hôm qua cùng ta thông qua một lần lời nói sau, ta rốt cuộc liên hệ không thượng hắn. Thanh niên trầm tư một phen, theo sau mở miệng, Lan Sinh, ngươi đổi cái góc độ suy xét một chút, hiện tại Tào Thường Lâm lấy Thúc Thúc an toàn uy hiếp chúng ta làm sao không thể uy hiếp hắn đâu. Uy hiếp hắn, Kha Lan Sinh nghe không hiểu ra sao. Đúng vậy, uy hiếp hắn, thanh niên thật mạnh gật đầu. Hiện tại Tào Thường Lâm thu người khác 100 triệu tiền đặt cọc, này tòa núi đá, hắn vô luận như thế nào đều đến bán cho người khác, đối phương địa vị rất lớn, nếu bán không được, hắn Tào Thường Lâm cũng sẽ không hảo quá, cho nên, chúng ta giống nhau có thể uy hiếp Tào Thường Lâm. Kha Lan Sinh trước mắt sáng ngời, như thế nào uy hiếp? Rất đơn giản, người đem ngọn núi này, quá đến ta danh nghĩa, sau đó, hỏi Tào Thường Lâm muốn người, đối ngoại tuyên bố, người đã đem sơn giao dịch cho ta. Đường Sơn không ở ngươi nơi này, Tào Thường Lâm tự nhiên sẽ không lại bắt lấy Thúc Thúc không bỏ. Nhưng, Kha Lan Sinh trong mắt có chút lo lắng, nếu Tào Thường Lâm giận dữ, thương tổn ta ba làm sao bây giờ? Sẽ không, thanh niên thực tự tin lắc lắc đầu, Tào Thường Lâm hiện tại quan trọng nhất, không phải tưởng đối Thúc Thúc thế nào, mà là muốn bắt kia tòa sơn đi kiếm tiền, cái này mấu chốt thượng, hắn tuyệt đối sẽ không làm chút cành mẹ đẻ cành con sự tình, đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Chính là Kha Lan còn sống là có chút do dự. Thanh niên bắt lấy Kha Lan Sinh đôi tay, Lan Sinh, ngươi không phải là không tin được ta đi. Kha Lan Sinh vừa nghe lời này, vội vàng lắc đầu, hứng thú, ta không có ý tứ này, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta chỉ là suy nghĩ, chuyện này, đối với ngươi sẽ có cái gì ảnh hưởng, Tào Thường Lâm kia đám người tàn nhẫn độc ác, nếu biết kia tòa núi đá ở ngươi danh nghĩa, nhất định sẽ đối với ngươi động thủ. Chương 690 kế hoạch. Thanh niên nghe Kha Lan Sinh nói, hơi hơi mỉm cười, Lan Sinh, ta thật sự thực vui vẻ ngươi có thể như vậy quan tâm ta, bất quá hiện tại, cũng không phải là tưởng này đó thời điểm, Thúc Thúc an toàn mới quan trọng nhất, việc này không thể lại kéo, nếu ngươi nói cái kia Tào Thường Lâm an bài người đã tới, ngày mai khẳng định chính là Tào Thường Lâm cấp cuối cùng kỳ hạn, như vậy đi, sáng mai, ta sẽ đi tìm ngươi. Hảo, Kha Lan Sinh gật gật đầu. Kha Lan Sinh cùng thanh niên lưu xong một ít chi tiết xong việc. Liền trực tiếp rời đi. Đường Kha Lan Sinh đi rồi, thanh niên cười lạnh một tiếng, lấy ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài, uy, Tào lão bản, là ta, canh hứng thú, bên này vấn đề, ta đã thế ngươi giải quyết, người Tào lão bản này một chuyến, ít nói có thể kiếm 500 triệu, như thế nào cũng đạt được ta tam thành đi. Đang ở gọi điện thoại canh hứng thú, hoàn toàn không có chú ý tới, liền ở chính mình sở chạm vách tường ngoại, đang đứng một người. Trương Huyền trong lòng tính toán canh hứng thú nói như thế tới, biết này tòa núi đá người, không ở số ít, cái kia Tào Thường Lâm sau lưng, là cái nào thế ra người đâu. Trương Huyền đương nhiên sẽ không cảm thấy tùy tiện một cái tập đoàn tài chính liền sẽ tới thu này tòa núi đá, cho tới nay, thì tộc đều không phải là thật sự ngăn cách với thế nhân, bọn họ chỉ là không ở công chúng trước mặt lộ diện mà thôi, giống như là Triệu Thị, bọn họ liền sinh hoạt ở đám người giữa, này Vân Tỉnh, khẳng định cũng có thị tộc nhìn chằm chằm. Hiện tại, này tòa núi đá mới ra tới không lâu, đã bị người theo dõi, này nếu không phải thị tộc, Trương Huyền đều không nghĩ ra rốt cuộc còn có cái gì khác thế lực. Trương Huyền thấy canh hứng thú đã kết thúc trò chuyện, thoải mái dễ chịu nằm ở nơi đó nghỉ ngơi lúc sau, liền lặng yên rời đi, hôm nay phát hiện, làm Trương Huyền quyết định lại quan sát một ngày, hắn cần thiết muốn bảo đảm, lần này sự tình, không bao giờ sẽ bị người khác biết, đây cũng là Trương Huyền lần này lại đây, không có mang theo Thạch Vương. Ngược lại hạn chế Thạch Vương tự do nguyên nhân. Trương Huyền đem Thạch Vương lưu tại trên đảo, cấm hắn cùng ngoại giới liên hệ, đệ nhất,
là lo lắng Thạch Vương đem việc này truyền ra đi, rốt cuộc quan hệ trọng đại. Đệ nhị, còn lại là cố ý chế tạo sương mù, làm cùng việc này có quan hệ người toàn bộ hiện thân, hắn hảo nhất nhất đi xử lý. Trương Huyền rời đi trà lâu sau, liên hệ Hạ Quang Minh đảo ở Xuân Thành người phụ trách, biết được kia tòa sơn như cũ bị hảo hảo trông giữ. Một đêm thời gian, lặng lẽ qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, một chiếc màu đỏ Ferrari chạy ở Xuân Thành trên đường phố, Kha Lan Sinh một tay lái xe, một tay cầm di động, sự tình đã điều tra xong sao. Tiểu thư, tra được, Tào Thường Lâm đích xác thu một cái thần bí người mua 100 triệu tiền đặt cọc, chính là nói kia tòa sơn. Nghe được trong điện thoại người tin tức, Kha Lan Sinh gật gật đầu, đem điện thoại cắt đứt, thẳng đến Thạch Trai mà đi. Thạch Trai tọa lạc ở ngoại ô, chính là một cái 300 nhiều mét vuông nhà mặt tiền, đừng nhìn Thạch Trai không lớn, bên trong gửi cục đá, khởi bước đều là vương thạch cấp bậc, đi vào này khai thạch người, mỗi một đao đi xuống, đều có thể nói là xa hoa đánh cuộc. Kha Lan Sinh đem xe ngừng ở Thạch Trai cửa, tùy tay đem chìa khóa ném cho cửa một người, bước đi tiến Thạch Trai nội. Lúc này, Thạch Trai nội đã có không ít người, đều là tới chơi cục đá. Kha Lan Sinh ánh mắt ở Thạch Trai nội nhìn quét một vòng, cuối cùng tỏa định ở một người trên người, mày nhăn lại, sao ngươi lại tới đây? Lại đây đi dạo a. Đứng ở Kha Lan ruột trước cách đó không xa Trương Huyền nhún vai, hơn nữa ngươi ngày hôm qua lại chưa cho ta lưu liên hệ phương thức. Ta chỉ có thể đến này tới tìm ngươi. Kha Lan Sinh sắc mặt có chút khó coi, vừa định tìm cái lấy cớ làm Trương Huyền trước rời đi, liền nghe phía sau vang lên một đạo thanh âm, Lan Sinh, thực xin lỗi, ta đến muộn, ta đến muộn. Canh hứng thú mồ hôi đầy đầu từ Thạch Trai đại môn chỗ chạy tiến vào. Canh hứng thú vừa vào cửa, liền nhìn đến cùng Kha Lan Sinh đứng chung một chỗ Trương Huyền, biểu tình một đốn, Lan Sinh, vị này chính là... Nga! Ta là tới cùng nàng ký hợp đồng. Trương Huyền mỉm cười hướng canh hứng thú nói. Ký hợp đồng, canh hứng thú trong mắt hiện lên một tia khói mù, nhưng thực mau liền biến mất. Hắn hướng Trương Huyền nói, xin lỗi a, ta là Lan Sinh bạn trai, tìm nàng có điểm việc gấp. Canh hứng thú nói, liền đi kéo Kha Lan Sinh cánh tay, chuẩn bị hướng Thạch Trai trên lầu đi đến. Việc tư từ từ lại liêu, chúng ta trước liêu sinh ý sao? Trương Huyền đi nhanh theo đi lên. Kha Lan Sinh mãnh mà quay đầu lại, nhìn Trương Huyền, ta hiện tại không nghĩ nói sinh ý, minh bạch sao. Trương Huyền nhìn Kha Lan Sinh kia phúc không vui bộ dáng, lấy thác tay, hảo đi, chúng ta đây liền từ từ lại liêu hảo. Kha Lan Sinh cùng canh hứng thú cùng đi lâu. Thạch Trai lầu 2, tất cả đều là tư nhân khu vực, một gian lớn nhất văn phòng, chính là Thạch Vương ngày thường sở đãi địa phương. Kha Lan Sinh cùng canh hứng thú hai người đi đến văn phòng nội. Kha Lan Sinh cẩn thận đem cửa đóng lại, theo sau ngồi xổm văn phòng chỗ ngoặt một cái tủ sắt trước, không ngừng thao tác cái gì. Thực mau, một cái trong suốt folder bị Kha Lan Sinh đem ra, bãi ở canh hứng thú trước mặt. Nhìn đến này folder nháy mắt, canh hứng thú ánh mắt lộ ra một mặt tham lam, bất quá thực mau đã bị hắn che giấu lên. Lan Sinh, đây là kia tòa sơn khai thác quyền, canh hứng thú tận lực bằng phẳng chính mình ngữ khí, ra tiếng hỏi. Ân. Kha Lan Sinh gật gật đầu, chỉ cần bắt được này phân hiệp nghị, chẳng khác nào có được kia tòa sơn. Canh hứng thú cố nén đem Kha Lan tay mơ tiếng trung kiện cướp đi xúc động, nói, Lan Sinh, vậy ngươi hiện tại liền có thể phóng lời nói đi ra ngoài, nói đồ vật ở ta này. Kha Lan Sinh gật gật đầu, đem hiệp nghị chiều canh hứng thú đệ đi. Canh hứng thú nhìn ly chính mình càng ngày càng gần hiệp nghị, kích động thân mình đều không khỏi phát run. Phanh một tiếng trọng vang. Văn phòng đại môn bị người một chân đá văng. Kha Lan Sinh hạ ý thức thu hồi tay, hướng cửa nhìn lại. Canh hứng thú cũng là đột nhiên xoay người, mắt thấy sự tình liền phải thành, rốt cuộc là ai? Trương Huyền đứng ở cửa, lộ ra một bộ tức giận biểu tình, hảo a, chúng ta đều nói tốt giao dịch, người cũng dám đem này phân hiệp nghị lại cho người khác. Ta, Kha Lan Sinh ánh mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, chính mình phụ thân, còn ở trong tay đối phương. Canh hứng thú thật không có nhiều ít hoảng loạn, Thạch Vương chết sống, hắn mới không bỏ trong lòng, ra tiếng nói, tiểu tử, chúng ta làm buôn bán, đương nhiên là ai ra giá cao thì được, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Trương Huyền vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gãy canh hứng thú nói, bước đi tiến vào, hướng Kha Lan Sinh nói, mau, đem hiệp nghị cho ta, bằng không ta liền làm thịt ngươi lão tử. Kha Lan Sinh giờ phút này, biết sự tích bại lộ, vô pháp lại tiếp tục đi xuống, chỉ có thể duỗi tay. Đem hiệp nghị chiều Trương Huyền đệ đi. Lan Sinh, không thể cấp A.
Canh hứng thú sắc mặt quýnh lên, duỗi tay liền hướng Kha Lan tay mơ thượng chi vật cướp đi. Mắt thấy canh hứng thú tay liền phải đụng tới hiệp nghị, Kha Lan sinh nhanh chóng đem tay thu hồi, theo sau có chút cảnh giác nhìn canh hứng thú, người có ý tứ gì? Ta ba mệnh ở bọn họ trong tay nhéo, người không cho ta cấp. Chương 691 Hoàng Thị. Ta, canh hứng thú há miệng thở dốc, muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì, hắn có chút thầm hận chính mình quá mức xúc động. Đừng nhìn Kha Lan sinh là cái nữ lưu hạng người, nhưng hàng năm tập thể hình cùng rèn luyện, làm Kha Lan sinh thân thể cơ năng so người bình thường hiếu thắng quá nhiều, thật muốn dùng sức mạnh, canh hứng thú đều không nhất định là Kha Lan sinh đối thủ, đây cũng là canh hứng thú vì cái gì vẫn luôn chờ Kha Lan sinh chủ động đem đồ vật giao cho chính mình trong tay nguyên nhân. Lan sinh, ta là sợ ngươi đem hiệp nghị cho, bọn họ cũng không thả người a. Ta còn có khác lựa chọn sao? Kha Lan sinh hỏi lại canh hứng thú. Lan sinh, chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp, theo chân bọn họ lại nói, thúc thúc an toàn mới là đệ nhất vị, hiện tại đem hiệp nghị cho hắn, bọn họ liền không còn có cố kỵ. Canh hứng thú ra tiếng, cực lực yêu cầu Kha Lan sinh đem hiệp nghị lưu lại. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, ta đếm ba tiếng, hiệp nghị không cho ta. Ta hiện tại khiến cho người giết Thạch Vương. Một, Trương Huyền này một chữ vừa mới xuất khẩu, Kha Lan sinh ra được lập tức đem hiệp nghị đưa tới. Không thể cấp, canh hứng thú lại lần nữa phi thân một phát, muốn cướp hiệp nghị. Đáng tiếc, lại một lần bị Kha Lan sinh tránh thoát. Kha Lan sinh trong mắt cảnh giác càng ngày càng nùng, nàng lui về phía sau hai bước, cẩn thận nhìn chằm chằm canh hứng thú. Canh hứng thú lại lần nữa cướp đoạt thất bại, hắn nhìn về phía Kha Lan sinh. Nhẹ nhàng mở miệng, Lan sinh, đừng náo loạn, mau, đem này hiệp nghị cho ta được không, nghe lời, ta đây cũng là vì ngươi hảo a. Canh hứng thú, ngươi ly ta xa một chút, Kha Lan sinh hướng canh hứng thú hét lớn một tiếng, nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, canh hứng thú không thích hợp. Ha ha ha, một trận tiếng cười to, từ văn phòng ngoài cửa truyền đến. Một người ăn mặc màu đen tây trang, lưu chữ râu xồm trung niên nam nhân, xuất hiện ở văn phòng trước cửa. Tào Thường Lâm, Kha Lan sinh nhìn thấy này râu xồm trung niên nam nhân nháy mắt, trong miệng gắt gao cắn ra này ba chữ. Ha ha, Lan sinh chất nữ là càng ngày càng xinh đẹp a. Tào Thường Lâm cười nói, theo sau ánh mắt phóng tới canh hứng thú trên người, ta nói họ canh, may mắn ta là để lại một tay a, bằng không đem việc này toàn giao cho ngươi, thật đúng là liền cho ta làm tạp, nhìn dáng vẻ, ngươi kia tam thành tiền, phân không đến lạc. Cái gì, Kha Lan sinh sắc mặt biến đổi. Trong mắt có chút không thể tin tưởng nhìn về phía canh hứng thú, cắn chặt ngân nha, các ngươi hai cái, là một đám. Đứng ở nơi đó canh hứng thú, thấy việc đã đến nước này, không còn có tiếp tục diễn đi xuống ý tứ, thở dài, Lan sinh, ngươi nói, ngươi làm gì một hai phải như vậy cẩn thận đâu. 500 triệu A, tam thành tựu là 100 triệu năm, ai có thể không động tâm A. Kha Lan sinh ánh mắt ở canh hứng thú cùng Tào Thường Lâm chi gian nhìn quét, cuối cùng đột nhiên vừa chuyển. Tỏa định ở Trương Huyền trên người, nếu hai người bọn họ là một đám, vậy ngươi? Trương Huyền nhún vai, ta ngày hôm qua cũng đã nói cho ngươi. Ngày hôm qua, Kha Lan sinh mãnh mà nghĩ tới ngày hôm qua Trương Huyền ở trên xe lời nói, hắn là bảo hộ chính mình phụ thân, nếu thật là nói như vậy, chính mình phụ thân, liền căn bản không ở Tào Thường Lâm trên tay. Canh hứng thú nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn biết chính mình đem này phân hiệp nghị phóng tới nào mà thôi. Tào Thường Lâm hướng Kha Lan sinh ngoắc ngón tay, Lan sinh chất nữ a, nghe thúc thúc nói, đem hiệp nghị giao cho thúc thúc. Ngươi nằm mơ, Kha Lan sinh tử chết nắm trong tay hiệp nghị. Ai, Tào Thường Lâm thở dài, Lan sinh chất nữ, người đây là bức thúc thúc đối với người động thủ a. Tào Thường Lâm búng tay một cái, ở Tào Thường Lâm phía sau, lập tức đi ra hai cái tráng hán. Trương Huyền vội vàng ra tiếng, Tào lão bản, chúng ta có việc hảo thương lượng sao, mới vừa nghe nói. Này một cái hạng mục, ngươi có thể kiếm 500 triệu, không bằng như vậy, ta cho ngươi 600 triệu, ngươi làm ta đem này hạng mục cầm. Ha ha, Tào Thường Lâm cười hai tiếng, ngươi trẻ tuổi, này không phải có tiền hay không vấn đề, đừng nói 600 triệu, hôm nay ngươi chính là cho ta 6 tỷ, này hạng mục, ngươi cũng lấy không đi. Nga, Trương Huyền rất có hứng thú hỏi, Tào lão bản, nói như vậy, ngươi là cho người làm việc. Tào Thường Lâm tuét miệng. Cũng không có trực tiếp trả lời Trương Huyền vấn đề, trực tiếp phất phất tay, hắn phía sau hai gã tráng hán, bước đi tiến văn phòng nội. Ở Tào Thường Lâm nhếch miệng đồng thời, Trương Huyền khóe miệng cũng liệt khai. Liền ở vừa mới, Trương Huyền đưa ra 600 triệu thời điểm,
hắn cố ý quan sát hạ Tào Thường Lâm thần sắc, phát hiện Tào Thường Lâm trong ánh mắt, liền một chút ý động đều không có, thuyết minh hắn đối này 600 triệu cũng không để ý, nhưng hắn vì cái gì lại bởi vì cái gọi là 500 triệu trở mặt đâu. Cái này làm cho Trương Huyền lập tức phải ra một đáp án, đó chính là, Tào Thường Lâm từ đầu đến cuối, đều là vì người khác phục vụ. Biết tin tức này, Trương Huyền cứ yên tâm không ít, nếu không phải vì tiền, liền chứng minh, Tào Thường Lâm cũng không có đem lần này núi đá sự bốn phía tuyên dương. Trương Huyền tới phía trước, liền sợ hãi có người đem tin tức này truyền được đến chỗ đều là, đến lúc đó chính mình muốn phong tỏa tin tức đều không kịp, nhưng hiện tại xem ra, sự tình là chiều đơn giản nhất phương hướng phát triển, chỉ có một thị tộc biết tin tức này. Thị tộc, đương nhiên cũng không nghĩ làm này tin tức ngoại truyền. Kể từ đó, vậy là tốt rồi xử lý a. Trương Huyền duỗi một cái lười eo. Hai gã tráng hán chậm rãi chiều Kha Lan Sinh bên này tới gần. Kha Lan Sinh bước chân vẫn luôn lui về phía sau, đã thối lui đến góc tường. Bang bang! Lưỡng đạo trầm đục tiếng vang lên. Tào Thường Lâm phái ra hai gã tráng hán, giống như đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Xúc ở chỗ ngoặt Kha Lan Sinh, ngơ ngác nhìn chính mình trước người Trương Huyền, khối này nhìn cũng không cường tráng thân hình, như thế nào ẩn chứa lớn như vậy lực lượng. Hắn mới vừa kia hai quyền, mỗi một quyền đều có thể trực tiếp đánh bay bao cát lực lượng đi. Trương Huyền xoay phía dưới, đương nhìn đến Kha Lan Sinh kia phúc không thể tưởng tượng ánh mắt khi, cười khổ một chút, ta nói Kha mỹ nữ, Thạch Vương nếu có thể làm ngươi đem ngọn núi này giao cho ta, ngươi như thế nào cũng đến tin tưởng một chút thực lực của ta đi. Trương Huyền nói xong, lại nhìn về phía Tào Thường Lâm, Tào lão bản, chúng ta có thể đi rồi sao? Đi, Tào Thường Lâm cười cười. Cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, từ Thạch Vương biến mất ngày đó bắt đầu, hắn liền biết, có người đang âm thầm bảo hộ Thạch Vương. Đứng ở văn phòng cửa Tào Thường Lâm, chủ động tránh ra vị trí. Cửa chỗ, lại xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, là hai cái hơn 20 tuổi thanh niên, này hai người diện mạo, có vài phần giống nhau, hai người một lộ diện, liền khinh thường nhìn Trương Huyền, từ đâu ra dã tiểu tử, liền chúng ta hoàng gia sự tình, đều dám quản. Hoàng gia! Trương Huyền nhẹ nhàng cười. Ngươi cười cái gì? Một người thanh niên hướng Trương Huyền quát lớn nói, Trương Huyền trên mặt tươi cười, làm hắn cảm giác được một loại khiêu khích. Ta còn tưởng rằng, các ngươi một mở miệng, liền phải đem hoàng thị đặt ở bên miệng đâu, xem ra, thị tộc hành động, thật đúng là nơi trốn bị quản chế a. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta tưởng, nếu không phải các ngươi nơi nơi bị quản chế, cũng sẽ không hao hết tâm tư tới thu này sơn khai thác quyền đi. Chương 692 mà ta, không chỗ nào cố kỵ. Trương Huyền nói, làm hai gã thanh niên thân thể chấn động, hai người bọn họ cho nhau liếc nhau, trong mắt đều mang theo một tia vẻ mặt kinh hãi, theo sau quay đầu hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, người biết đến còn không ít. Nếu biết chúng ta là thị tộc, người còn dám cùng chúng ta đối nghịch không thành. Hai gã thanh niên trong đó một người, lấy ra một cái bộ đàm, hướng bên trong nói, có điểm ngoài ý muốn, làm người đều lại đây đi. Thanh niên vừa dứt lời, thạch trai dưới lầu, liền vang lên rậm rạp tiếng bước chân, cùng với đạo đạo quát lớn thanh. Đều tránh ra. Mau, không muốn chết liền đi. Từng đạo quát lớn tiếng vang lên, này nghe được Trương Huyền bật cười, như thế nào thị tộc làm việc, cùng xã đoàn đánh nhau giống nhau. Thực mau, những cái đó dày đặc tiếng bước chân dừng lại, bởi vì giờ phút này, những người này đã toàn bộ đi tới thạch trai lầu 2, đem lầu 2 vây gắt gao. Tào Thường Lâm cười nói. Thạch Vương thật đúng là có bản lĩnh a, tìm tới người, dám cùng thị tộc đối nghịch, tiểu tử, ngươi nếu biết thị tộc tồn tại, ta thật muốn không thông, ngươi từ đâu ra dũng khí. Trương Huyền cười cười, ta cũng suy nghĩ, thị tộc là từ đâu ra dũng khí, rõ ràng là một đám nơi trốn bị quản chế tồn tại, còn tự nhận cao nhân nhất đẳng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một người hoàng thị thanh niên vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trương Huyền không có trả lời đối phương nói, mà là hỏi ngược lại. Theo ta được biết, hoàng thị là ở thị tộc giữa, đứng hàng đệ thập tứ đúng không, xen vào đường thị cùng triệu thị trung gian. Là lại như thế nào? Hoàng thị người nghe được lời này, sắc mặt hơi chút có chút khó coi, đệ thập tứ danh, đó chính là thị tộc đứng hàng đếm ngược đệ nhị, chỉ cần chúng ta được đến này linh thạch quảng, sớm muộn gì sẽ siêu việt đứng hàng đệ nhị hoàng nông dương thị. Phụt, Trương Huyền một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Ngươi cười cái gì? Hoàng thị người quát to. Ta cười các ngươi không tiền đồ bái. Trương Huyền lắc lắc đầu, ở ta tiêu diệt triệu thị phía trước, triệu thị người, mục tiêu là muốn đem lũng tây lý thị đều đạp lên dưới chân,
Các ngươi hoàng thị phát hiện như vậy một cái linh thạch quặng, mục tiêu thế nhưng chỉ truy đệ nhị danh, khó trách người triệu thị xếp hạng, muốn ở các ngươi phía trước đâu. Hoàng thị thanh niên thân thể ngột run lên. Diệt triệu thị. Lúc trước triệu thị bị giết một chuyện, ở thị tộc giữa, có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện có đường gia cốc bị giấu phế tích dưới, sau có triệu thị nhất tộc táng với sáng sớm phía trước, này hai việc phát sinh, làm thị tộc người, đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có loại nguy cơ cảm, bọn họ không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai, đang âm thầm ra tay. Nguyên lai là ngươi làm, hoàng thị thanh niên nhìn chằm chằm Trương Huyền, gắt gao nắm nắm tay, hắn tuy nhìn qua tự tin 10 phần, nhưng nghiêm trọng thỉnh thoảng toát ra sợ hãi, vẫn là bán đứng hắn. Hoàng thị cùng triệu thị xếp hạng. Tuy rằng chỉ kém một vị, nhưng thực lực chênh lệch, không ngừng là nhỏ tí tẹo, hoàng thị giữa, tính toán đâu ra đấy, bất quá hai gã ngự khí cao thủ, mà toàn bộ triệu thị, còn lại là có vài tên ngự khí cao thủ, triệu thị tộc trưởng, càng là hóa hình cảnh cường giả. Ngay cả triệu thị đều ở trong một đêm bị giết, chính mình hoàng thị làm sao có thể để được. Trương Huyền một bước vượt trước, tia chớp ra tay, khóa trụ hai gã hoàng thị thanh niên yết hầu, biết sao, các ngươi thị tộc. Bất quá là phủ thêm một tầng thần bí áo khoác, đem này áo khoác lột bỏ sau, các ngươi cái gì đều không phải, các ngươi thực lực lại cường, cũng nơi trốn bị quản chế, mà ta, tắc không chỗ nào cố kỵ. Trương Huyền đôi tay bỗng nhiên dùng sức, bóp gãy hai gã hoàng thị thanh niên cổ, đồng thời lạnh lùng nói, tiêu diệt hoàng thị. Đương Trương Huyền trong miệng tiêu diệt hoàng thị bốn chữ rơi xuống, văn phòng ngoại hành lang nội, vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Kia từng tiếng kêu thảm thiết, giống như luyện ngục. Máu tươi tự mặt đất lưu động, chậm rãi chảy tới văn phòng trước cửa. Đương nhìn đến kia nồng đậm máu loãng sau, văn phòng nội mấy người, đều cảm giác hai chân nhũn ra. Kha Lan Sinh tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua còn uy hiếp người như vậy, liền cảm giác chính mình giống cái ngốc tử giống nhau, như vậy một người, là chính mình có thể uy hiếp sao? Nồng đậm máu loãng trên mặt đất chảy xuôi, hắn thế nhưng còn cười ra tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tục thời gian cũng không trường, một phút sau. Toàn bộ thạch trai, lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa. Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới canh hứng thú trên người, ở Trương Huyền ánh mắt xem ra nháy mắt, Trương Huyền bước chân không tự chủ được lui về phía sau. Trương Huyền thở dài, người nói một chút ngươi, vì cái gì liền như vậy ích lợi huân tâm đâu, không tham dự lần này núi đá sự, ngươi không phải không cần đã chết sao. Đừng, đừng, canh hứng thú thối lui đến góc tường, hắn môi run run, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, cầu xin ngươi. Đừng giết ta. Trương Huyền cười cười, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta, canh hứng thú há mồm, lại không biết nên nói cái gì, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Kha Lan Sinh, xin tha nói, Lan Sinh, cầu xin ngươi, làm hắn đừng giết ta được không, ta thừa nhận là ta nhất thời lợi dục huân tâm, nhưng ta đối với ngươi vẫn là có cảm tình a. Kha Lan Sinh thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua canh hứng thú, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe Trương Huyền nói, ta tưởng. Người xe hẳn là có viễn trình khởi động đi, muốn hay không thử một chút. Viễn trình khởi động, Kha Lan Sinh có chút nghi hoặc nghe Trương Huyền nói, không rõ Trương Huyền vì cái gì đột nhiên nói cái này. Trương Huyền chỉ văn phòng cửa sổ, người xe liền ngừng ở phía dưới, có thể cảm ứng được, đi, thử một chút. Tình huống hiện tại, cùng với Trương Huyền sở biểu hiện ra ngoài cường thế, làm Kha Lan Sinh hạ ý thức liền dựa theo Trương Huyền lời nói đi làm. Có thể nhìn đến. Ở Kha Lan Sinh lấy ra chìa khóa xe thời điểm, canh hứng thú sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đương Kha Lan Sinh ấn xuống viễn trình khởi động cái nút nháy mắt, kia chiếc ngừng ở dưới lầu lửa đỏ Ferrari, nháy mắt hóa thành một đoàn ánh lửa, phát ra một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, kia nổ mạnh dòng khí, đem Kha Lan ruột bên cửa sổ cường hóa pha lê chấn đến ra nẻ mở ra. Kha Lan Sinh ngơ ngác nhìn kia đã hoàn toàn bị tạc phế màu đỏ Ferrari. Chiều này giết người diệt khẩu, có chút quá cũ kỹ a. Trương Huyền hướng canh hứng thú lắc lắc đầu, hoặc là nói, thị tộc làm việc liền bó tay bó chân, muốn giết người, trực tiếp sát liền xong rồi, còn phải làm ngươi chuyên môn an cái này kíp nổ khí. Trương Huyền thanh âm, làm Kha Lan Sinh từ sững sờ giữa phục hồi tinh thần lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, Kha Lan Sinh chậm rãi xoay người, nhìn về phía canh hứng thú, trong mắt thần sắc đạm nhiên, mặt xám như cho tàn. Lan Sinh, ngươi nghe ta giải thích, này không phải ta bổn ý. Không phải ta bổn ý a. Canh hứng thú liên tục xua tay. Trương Huyền yên lặng đi đến Kha Lan ruột sau, vươn một bàn tay, vòng qua Kha Lan Sinh gáy ngọc, bưng kín Kha Lan Sinh đôi mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói, động thủ đi. Lưỡng đạo hàn mang lập lòe,
Hoa hướng về phía Canh Hứng Thú cùng Tào Thường Lâm đầu. Hai tiếng thùng thùng vang lên, nức nở thanh âm, từ Kha Lan Sinh trong miệng phát ra. Vài giây sau, Trương Huyền mới đưa khai che lại Kha Lan Sinh đôi mắt tay, trong văn phòng, không có một chút vết máu, hết thảy sạch sẽ giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chương 693 Linh Hoạt Tâm Tư. Trương Huyền thanh âm từ Kha Lan ruột sau vang lên, là chính ngươi đi ra ngoài, vẫn là ta giúp ngươi đi ra ngoài. Kha Lan Sinh hít sâu một hơi, không nói gì, yên lặng đi ra văn phòng, mới ra văn phòng môn, Kha Lan Sinh liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi, trước mặt trên sàn nhà, cắm một phen lưỡi dao sắc bén. Kha Lan Sinh quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền, theo sau duỗi tay chộp vào này đem lưỡi dao sắc bén thượng, dừng lại vài giây, mới buông tay rời đi. Thấy như vậy một màn Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, Thạch Vương là cái người thông minh, hắn nữ nhi, cũng là cái tâm tư linh hoạt hạng người. Kha Lan Sinh cố ý đem chính mình vân tay lưu tại lưỡi dao sắc bén chuôi đao thượng, cũng đã biểu lộ nàng thái độ. Toàn bộ thạch trai, trống rỗng, một người khách nhân đều không có, kia lúc trước lan tràn đến văn phòng cửa vết máu đã ở trong thời gian ngắn nhất rửa sạch sẽ, trong không khí còn chưa tan đi mùi máu tươi, chứng minh nơi này mới vừa phát sinh quá một hồi tàn sát. Trương Huyền đi ra thạch trai, đi bộ trở lại chính mình chỗ ở. Buổi chiều 4 điểm, Trương Huyền thu được một cái tin nhắn tin tức. Tin tức chỉ có một con số Ả Rập 1. Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phương xa núi lớn, lẩm bẩm mở miệng, như vậy tính ra, hiện tại thị tộc bảng xếp hạng, cũng chỉ thừa 12 gia A. Trước có đường thị chôn với hẻm núi bên trong, sau có triệu thị táng với sáng sớm phía trước, hiện tại, hoàng thị lại bị hủy bởi dục vọng dưới. Trương Huyền lắc lắc đầu, lấy ra di động, bắt thông tương lai dãy số. Đến nào? Lão đại! Đêm nay là có thể đến, dụng cụ có điểm nhiều. Hảo, ta đây chờ ngươi. Trương Huyền nói, cắt đứt điện thoại, này điện thoại còn không có bỏ vào trong túi, lại lần nữa vang lên, nhìn mắt điện báo người, là Mã hội trưởng. Trương Huyền đột nhiên nhớ tới, chính mình lần trước đáp ứng Mã hội trưởng, muốn tham gia cái gì y học giao lưu hội sự. Uy, Mã hội trưởng. Tiểu thần y, người đang bận sao? Mã hội trưởng thanh âm từ điện thoại chung vang lên. Trương Huyền trực tiếp ra tiếng hỏi, là về giao lưu hội sự đi. Đúng đúng đúng, Mã hội trưởng vội vàng ở trong điện thoại đáp, tiểu thần y, chúng ta giao lưu hội định tại Hậu Thiên, liền ở Đức Quốc, ngươi là cùng chúng ta cùng nhau đi, vẫn là. Mã hội trưởng nói chuyện lưu không gian rất lớn. Ta hai ngày này có việc muốn vội, ngươi đi đem địa phương chia ta liền hảo. Hành, chúng ta đây đến địa phương cấp tiểu thần y ngươi phát tin tức, lần này sự, liền nhiều phiền toái tiểu thần y ngươi. Phiền toái cái gì, Trương Huyền cười cười, quay đầu lại liên hệ đi. Hảo, hảo, Mã hội trưởng liên tục đáp. Sắc trời dần dần ám đi, Xuân Thành lại nghênh đón rất nhiều xa lạ thân ảnh, Trương Huyền bắt được kia tòa núi đá khai thác quyền, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Trương Huyền đi vào một tòa núi đá biên, này tòa núi đá, chính là Thạch Vương thu mua lại đây. Số đài máy bay không người lái ở núi đá trên không xoay quanh, quét hạ màu xanh lục quang võng. Tương lai đứng ở Trương Huyền bên người, hướng Trương Huyền cười khổ nói, lão đại, lần này kết quả, so với ta tưởng còn muốn thảm một ít, ta hơi chút làm chút cải trang, nơi này từ trường liền vô pháp ảnh hưởng đến máy bay không người lái, thuyết minh linh thạch số lượng thật sự là hữu hạn. Có một khối là một khối, khai thác hạng mục công việc chuẩn bị thế nào? Chờ lần này thăm dò xong liền có thể làm người khai, tối cao phỏng chừng, sẽ không vượt qua 30 khối linh thạch. Trương Huyền sờ sờ cằm. 30 khối cũng là cái không nhỏ con số, tương lai, ngươi nhà đầu này hiện tại tầm mắt là càng ngày càng cao, nếu cấp đại trưởng lão 30 khối linh thạch, chỉ sợ hắn đến hưng phấn mấy ngày ngủ không yên. Không phải ta tầm mắt cao, tương lai bãi Trương khổ qua mặt, lão đại, là lần này kỳ vọng quá cao, vốn dĩ cho rằng một ngọn núi đều là như thế này, kia linh thạch đến nhiều ít a. Được rồi, thấy đủ đi, Trương Huyền xoa xoa tương lai đầu, thật muốn một ngọn núi đều là linh thạch. Đâu có thể nào chờ đến chúng ta, sớm không biết ở nhiều ít năm trước kia đã bị người lấy ánh sáng, quá hai ngày, ta có việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, này đó cục đá đảo xong sau, trực tiếp giao cho đại trưởng lão. Hảo, tương lai gật đầu. Đúng rồi, Trương Huyền hỏi, về đại hội sự, Bạch Trì truyền quay lại tới tin tức sao? Truyền quay lại tới, cái kia ngu ngốc nói chính chờ hắn lão tử xuất quan đâu, ông nội của ta biết việc này sau, cũng đi thỉnh tổ khí, lão đại. Tổ khí rốt cuộc là cái gì a? Tương lai vẻ mặt tò mò nhìn Trương Huyền, ta hỏi ông nội của ta rất nhiều lần,
hắn đều không nói cho ta. Liên quan đến cổ võ thế gia sinh tử đồ vật, nhìn dáng vẻ, người gia gia thật là chờ đợi ngày này chờ lâu lắm, liền tổ khí đều lấy ra tới. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn sao trời, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm, lão già này, là phát hiện cái gì sao? Núi đá khai thác công tác, suốt đêm tiến hành, thả tương lai an bài phi cơ, lấy sang quý giá cả đem sở hữu khai thác xuống dưới cục đá không vận trở về, thậm chí liền hiện trường khai thạch thời gian đều không lưu, các loại đại hình máy móc vận tác xuống dưới, một tòa núi lớn, ở hừng đông thời điểm, liền đào rỗng 1/4. Trương Huyền vẫn luôn đều lưu lại nơi này, quan sát đến hết thảy, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát phiền toái. 2 ngày thời gian thoảng qua, khai quật công trình phi thường thuận lợi, đường cuối cùng một cục đá bị vận thượng phi cơ sau, Trương Huyền mới yên lòng, thông chi một chút Peace, làm Peace an bài phi cơ đưa Thạch Vương về nước, đồng thời hắn cũng cùng tương lai cùng nhau, thừa thuận gió cơ trực tiếp đi trước Đức Quốc. Làm châu Âu nhất cụ đại biểu tính quốc gia, Đức Quốc kinh tế hệ thống vẫn luôn là xếp hạng thế giới hàng đầu, Âu thức kiến trúc phong cách, cho người ta một loại đại khí hào hùng cảm giác, thâm chịu mọi người yêu thích. Làm Đức Quốc thủ đô Bách Thị, tại thế giới cũng là phi thường nổi danh, lúc trước bị một bức tường ngăn cách gần 30 năm, là châu Âu người không muốn đi đề lịch sử. Trương Huyền không ngừng một lần đã tới này tòa châu Âu thành thị, bất đồng với dĩ vãng tóc đỏ nơi khi tiền hô hậu ủng, lúc này đây Trương Huyền một mình tiến đến, không có kinh động bất luận kẻ nào. Mã hội trưởng cấp Trương Huyền địa chỉ, chính là khai ở Bách Thị một nhà trung y quán. Trương Huyền đối với Bách Thị địa lý vị trí nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa hắn một ngụm lưu loát Đức ngữ, thực nhẹ nhàng liền tới đến Mã hội trưởng sở cấp địa phương. Trương Huyền nhìn trước mắt chiều cao 4 tầng, chiếm địa có 23 vạn mét vuông nước cuộn trào kiểu Trung Quốc kiến trúc, ở người nước ngoài lui tới đường phố Trung, có loại ghi lại Trung Bảo Chi Lâm cảm giác. Này nói là Trung y quán, kỳ thật chính là một gian đại hình Trung y viện. Đi vào trong bệnh viện, Trương Huyền nhìn đến, nơi này bác sĩ cùng người bệnh, hơn phân nửa đều là Hoa Hạ gương mặt, tại đây rời xa Hoa Hạ quốc gia, cho người ta một loại khó có thể hình dung thân thiết cảm. Trương Huyền đi vào bệnh viện sau, trước tiên, liền tưởng cùng Mã hội trưởng liên hệ, di động vừa mới móc ra tới, liền nghe bên cạnh truyền đến một đạo tiếng mắng. Những cái đó Hoa Hạ heo, nói cái gì Trung y so Tây y hiếu thắng, lần này khiến cho bọn họ hảo hảo ra khứu. Không tồi, bằng không này đó Hoa Hạ heo thật đúng là làm không rõ ràng lắm chính mình địa vị, còn chạy tới nói cái gì giao lưu hội, chỉ bằng mấy cây kim thêu hoa. Buồn cười. Chương 694 Trung ngoại y học giao lưu. Trương Huyền ánh mắt chiều một bên nhìn lại, liền thấy hai gã châu Âu gương mặt, ăn mặc màu trắng áo dài nam bác sĩ, chính đại bước chiều bệnh viện nội đi đến. Nghe thấy này hai người lời nói, Trương Huyền đã có thể xác định, bọn họ nói, chính là Mã hội trưởng đoàn người. Trương Huyền đơn giản thu hồi điện thoại, nếu Mã hội trưởng đang ở giao lưu hội nói, chính mình trực tiếp như vậy quấy rầy cũng không tốt, thả nghe này hai cái bác sĩ mặt sau lưu đến đổ vật, hai người bọn họ hiển nhiên là muốn đi cái kia giao lưu hội. Bản thân, Trương Huyền cho rằng giao lưu hội hẳn là ở một căn phòng hội nghị linh tinh địa phương, sau đó bày ra mấy cái y học trường hợp, hai bên cho nhau phát ra y học văn hóa, kết quả đến địa phương Trương Huyền mới phát hiện, này giao lưu hội cử hành địa điểm, thế nhưng là một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hai gã bác sĩ đẩy ra phòng bệnh môn liền đi vào, ở hai người tướng môn đẩy ra nháy mắt, Trương Huyền liền quan sát tới rồi phòng trong cảnh tượng. Chỉnh gian phòng trong, tổng cộng có 15 cá nhân. Trong đó 6 người là Hoa Hạ gương mặt, tam nam tam nữ, Trương Huyền quen thuộc Mã hội trưởng cùng Diêm Lập liền tại đây trong đám người, còn có 9 người đều là châu Âu gương mặt, tính thượng vừa mới đi vào kia 2 người, tổng cộng 11 danh châu Âu người, một người đang ở trên giường bệnh nằm, còn lại 10 người đều ăn mặc màu trắng áo dài, có nam có nữ, nghĩ đến đều là bác sĩ. Thế nào, này bệnh các ngươi trung y như thế nào chị? Còn được xưng có thể y bách bệnh. Kết quả liền này nho nhỏ bệnh trạng đều giải quyết không được. Cho nên nói, trung y, cùng cấp với một cái chê cười. Từng đạo trào phúng thanh âm từ trong phòng bệnh truyền ra. Phòng bệnh chung, Mã hội trưởng chờ 6 gã Hoa Hạ y sư, tất cả đều vẻ mặt khó xử nhìn trên giường ngồi người bệnh. Này người bệnh là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tính, dựa vào trên giường, một tiếng không phát, có thể thấy được, trên mặt hắn cơ hồ không có gì biểu tình, thả cả người cơ bắp căng chặt. Hai tay dính sát vào tại thân thể hai sườn, vừa động đều không thể động. Kiều Ân bác sĩ, không biết, các ngươi nếu trị liệu loại này cơ bắp co rút, đem áp dụng cái gì phương pháp? Một người Hoa Hạ nữ bác sĩ mở miệng hỏi.
bị gọi Kiều Ân bác sĩ, là cái hơn 50 tuổi nam tính, lúc này đứng ở này đó châu Âu bác sĩ phía trước nhất, hiển nhiên là này nhóm người chung đại biểu. Kiều Ân bác sĩ hừ lạnh một tiếng, chúng ta trị liệu, tự nhiên đơn giản, chỉ cần tiêm vào mới nhất dược tề, tự nhiên có thể làm hắn bệnh trạng được đến khang phục, các ngươi trung y, chú ý thoa ngoài da, uống thuốc, hoàn toàn không có tiêm vào một vòng, như thế nào có thể trị liệu. Trung y, nói đến cùng, bất quá là có chút thô kỹ xảo, trị liệu tiểu bệnh có thể, bệnh nặng vô dụng. Kiều Ân bác sĩ vừa dứt lời, tên kia vừa mới từ bên ngoài đi vào tới tuổi trẻ bác sĩ nói tiếp, nhưng cái loại này tiểu bệnh, uống mấy ngày nước ấm, cũng liền chính mình khỏi hẳn, cần gì phải lại trị. Hắn lời này rơi xuống, toàn bộ trong phòng bệnh, tức khắc vang lên một trận tiếng cười to. Kiều Ân bác sĩ vẫy vẫy sau, hắn trợ thủ lập tức lấy tới một chi thuốc tiêm, giao cho Kiều Ân bác sĩ trong tay. Kiều Ân bác sĩ cầm lấy thuốc tiêm, đối với người bệnh bả vai chát đi vào, chậm rãi đem dược tề đẩy đến người bệnh trong cơ thể. Mới vừa hoàn thành tiêm vào, Kiều Ân bác sĩ liền mở miệng, hảo, người có thể thử hoạt động. Có thể nhìn đến, người bệnh trên mặt, xuất hiện một mạt giãy giụa thần sắc, nhưng cánh tay hắn, như cũ vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác. Tiên sinh, người có thể thử hoạt động, Kiều Ân bác sĩ lại lần nữa ra tiếng. Người bệnh hơi hơi lắc lắc đầu, bác sĩ, ta tưởng ta làm không được, ta hai tay, không có một chút chi giác, cảm giác đã không thuộc về ta. Không chi giác, Kiều Ân bác sĩ mày nhăn lại, cái này người bệnh, đã tới bệnh viện vài lần, dựa theo dĩ vãng tình huống, một chi dược tề, có thể nhẹ nhàng giải quyết mới đúng, sao có thể còn không có chi giác. Kiều Ân bác sĩ đem tay đặt ở người bệnh trên vai, dùng sức nhéo một chút, thế nào, có cảm giác? Không có, người bệnh khẽ lắc đầu. Kiều Ân bác sĩ mày nhăn lợi hại hơn, nếu này người bệnh không phải chính mình tìm tới nguyên nhân, hắn thậm chí đều hoài nghi này có phải hay không Hoa Hạ bác sĩ mời đến diễn viên. Kiều Ân bác sĩ vẫy tay một cái, lại đến một chi dược tề. Đứng ở Kiều Ân bác sĩ phía sau trợ thủ nghe vậy, lại mang tới một chi thuốc tiêm, đương Kiều Ân bác sĩ vừa mới chuẩn bị đem thuốc tiêm chát nhập người bệnh trong cơ thể khi, phòng bệnh đại môn, bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Này đột nhiên vang lên thanh âm, làm trong phòng bệnh người, tất cả đều hướng cửa nhìn qua đi. Đương nhìn đến Trương Huyền thân ảnh khi, Diêm Lập cùng Mã hội trưởng hai người, trong mắt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc, chăm miệng một lời nói, tiểu thần y. Diêm đại sư, hắn chính là các ngươi nói thần y. Diêm dựng thân bên một người trung niên nữ bác sĩ trước tiên mở miệng hỏi. Đối, Diêm Lập liên tục gật đầu, lập tức đi lên đi nghênh Trương Huyền. Mà trung niên nữ bác sĩ còn lại là vẻ mặt hồ nghi đánh giá Trương Huyền, phía trước nàng liền nghe Diêm Lập nói, lần này có cái thần y tới trợ trận, đối với Diêm Lập trong miệng thần y, trung niên nữ bác sĩ vẫn là thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc có thể bị Diêm đại sư xưng là thần y người, kia nhất định có rất cao y học tạo nghệ, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là như vậy một người tuổi trẻ người. Phía trước Trương Huyền tọa đàm, là đi rất nhiều người học tập, nhưng cùng toàn bộ Hoa Hạ bác sĩ quần thể so sánh với. Học tập người vẫn là quá ít, thả Trương Huyền huấn luyện, là không cho ghi hình, cho nên tuyệt đại đa số người, vẫn là không rõ ràng lắm Trương Huyền tuổi, trong lòng đều theo bản năng tưởng một cái lão trung y khai tọa đàm, rốt cuộc y học thứ này, là dựa vào thời gian tới tích lũy, một người tuổi trẻ người, chẳng sợ lại có thiên phú, có thể sẽ nhiều ít y thuật, đọc nhiều ít bệnh sử. Dư lại ba gã Hoa Hạ bác sĩ, cũng đều tò mò đánh giá Trương Huyền. Châu Âu bên kia cuối cùng tiến vào hai gã bác sĩ. Tổng cảm thấy Trương Huyền gương mặt có điểm quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra, hai người bọn họ vừa mới chỉ lo nói một ít nhục mạ nói, tự nhiên không chú ý tới đi theo phía sau người. Trương Huyền tiến phòng, liền mở miệng nói, này dược tề lại tiêm vào đi xuống, đều không phải là cứu người, mà là hại người. Hại người, ngươi có ý tứ gì? Từ đâu ra người, thỉnh ngươi đi ra ngoài, Kiều Ân bác sĩ quát lớn nói. Kiều Ân bác sĩ, đây cũng là chúng ta Hoa Hạ giao lưu hội bác sĩ. Mã hội trưởng vội vàng mở miệng nói. Bác sĩ, hắn, giao lưu hội, Kiều Ân bác sĩ khinh thường nhìn mắt Trương Huyền này hơn 20 tuổi tuổi tác, ở y học giữa, thuộc về một cái triệt triệt để tiểu bạch. Kiều Ân bác sĩ hướng Trương Huyền mở miệng nói, ngươi nếu là bác sĩ, nên minh bạch như thế nào y đức, ngươi nói ta là hại người. Chỉ bằng ngươi này một câu, ta là có thể cho các ngươi đại sứ quán đem ngươi trục xuất trở về. Trương Huyền cười khẽ hai tiếng, không nói gì. Mà là nhìn về phía Mã hội trưởng, hỏi, Mã hội trưởng, bọn họ cho các ngươi nói, vị này người bệnh đến chính là bệnh gì?
Mã hội trưởng có chút khó xử trả lời nói, cơ bắp co rút. Ở y học trong lĩnh vực, cơ bắp co rút là thực thường thấy bệnh trạng, nhưng mã hội trưởng đám người lại là bó tay không biện pháp, cái này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường hổ thẹn, không riêng mã hội trưởng, còn lại vài tên hoa hạ bác sĩ, cũng đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Chương 695 cơ bắp co rút. Lần này, có thể đại biểu trung y tới làm giao lưu bác sĩ, kia đều là trong nghề người xuất sắc, mỗi một cái chủ trị y sư, ít nhất đều là giáo thụ cấp bậc, nhưng hiện tại thế nhưng bị một cái nho nhỏ cơ bắp co rút cấp khó trụ, bọn họ một chút đều sẽ không hoài nghi, nếu việc này truyền ra đi, tuyệt đối sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Cơ bắp co rút, Trương Huyền cười cười, quay đầu nhìn về phía Kiều Ân bác sĩ, ta tưởng, người y đức hẳn là không phải giáo ngươi muốn như thế nào đi lầm đạo mặt khác bác sĩ đi. Kiều Ân bác sĩ sắc mặt biến đổi, mở miệng nói, ta không rõ người ý tứ. Trương Huyền mở miệng, người tiêm vào dược tề, đều không phải là trên thị trường đã biết bất luận cái gì một loại dược vật, mà là một loại tên là power năng lượng dược tề. Ta nhớ rõ dùng Anh ngữ là như vậy phiên dịch, các ngươi xưng hô nói, hẳn là phải làm grab, cũng chính là chúng ta hoa hạ ngữ chung lực lượng ý tứ. Loại này dược tề, bên trong ẩn chứa cùng loại thuốc kích thích thành phần, pha loãng thuốc kích thích sở mang đến mãnh liệt hiệu ứng. Lựa chọn đem thời gian đoạn kéo dài, lấy đạt tới khuếch trương nhân thể gân mạch. Do đó làm này có thể ở vừa đến 6 tháng có thể có được so thường lui tới càng cường đại hơn lực lượng, đúng không? Kiều Ân bác sĩ sắc mặt biến ảo, không có mở miệng đi đáp lại Trương Huyền vấn đề, bởi vì hắn rõ ràng, trước mặt cái này hoa hạ người ta nói phi thường đối. Mã hội trưởng nghe được Trương Huyền nói, trong lòng có chút suy đoán, ra tiếng nói, tiểu thần y, người nói khuếch trương nhân thể kinh mạch, chẳng lẽ nói. Không tồi, Trương Huyền gật đầu, người bệnh, căn bản là không phải cái gì đơn giản cơ bắp co rút, mà là tương đối hiếm thấy kinh mạch ngăn cách, mọi người đều rõ ràng, kinh mạch nối liền nhân thể, kinh mạch cách trở, dẫn tới hắn hai tay vô pháp dùng sức, thả ở cố định vị trí, sẽ xuất hiện đánh mất chi giác loại tình huống này. Kinh mạch ngăn cách, loại này cách nói, ta chỉ ở y thư nhìn đến quá. Tên kia trung niên nữ bác sĩ mở miệng. Hoặc là nói như thế nào tương đối hiếm thấy đâu. Trương Huyền nhún vai, đi đến người bệnh trước người, mở miệng hỏi, người không phải lần đầu tiên tìm cái này bác sĩ xem bệnh đi. Người cái này bệnh trạng, liên tục đã bao lâu? Người bệnh động tác rất nhỏ gật gật đầu, đại khái 3 năm trước đây, ta hai tay đột nhiên vô pháp hoạt động, ta hẹn Kiều Ân bác sĩ, mỗi lần tìm Kiều Ân bác sĩ xem xong, chứng bệnh liền sẽ biến mất, bất quá ở 4 đến 5 tháng thời gian, lại sẽ lại lần nữa phát tác. Hoa hạ vài tên bác sĩ vừa nghe, đồng thời chiều Kiều Ân bác sĩ nhìn lại. Kiều Ân bác sĩ sắc mặt tắc có chút nan kham, lấy chính mình lão người bệnh chứng bệnh tới làm giao lưu, bản thân liền phá hư công bằng tính. Trương Huyền nắm lên người bệnh thủ đoạn, vì này xem mạch 30 giây, người bởi vì tiêm vào power, dẫn tới người kinh mạch ở trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương nghiêm trọng, đương power dược hiệu qua đi lúc sau, người kinh mạch cách trở địa phương càng ngày càng nhiều, thả bởi vì người trường kỳ tiêm vào duyên cớ. Thân thể của ngươi đã đối power sinh ra nhất định kháng tính, ta tưởng, ngươi ngày thường uống rượu thời điểm, đối cồn cũng có nhất định miễn dịch lực đi. Đúng đúng, người bệnh liên tục gật đầu, gần nhất một lần uống rượu, đều làm ta có loại ngàn ly không say cảm giác. Trương Huyền mở miệng nói, power thuộc về một loại kiểu mới dung hợp dược tề, trong cơ thể ngươi tự nhiên sẽ sinh ra kháng tính, dĩ vãng một chi dược tề, liền có thể tạm thời làm ngươi kinh mạch khuếch trương, bất quá hiện tại, một chi đã xa xa không đủ. Nhưng hai chi nói, lấy ngươi hiện tại thân thể trạng huống, thứ ta nói thẳng, thân thể của ngươi là có thể thừa nhận, nhưng ngươi trái tim lại thừa nhận không được. Cái gì kêu trái tim thừa nhận không được, Kiều Ân bác sĩ đương trường ra tiếng. Hắn mạch đập nhảy lên, đã đạt tới 1 phút 210 thứ, là người bình thường một chỉnh lần, ta tưởng các ngươi ống nghe bệnh, có thể nói cho các ngươi ta có phải hay không đang nói dối. Trương Huyền đem người bệnh tay buông. Kiều Ân bác sĩ vẻ mặt hồ nghi lấy ra ống nghe bệnh. Đặt ở người bệnh ngực, mới vừa phóng đi lên vài giây, Kiều Ân bác sĩ sắc mặt chính là biến đổi, tại sao lại như vậy? Rút dây động dừng, Trương Huyền thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ta dám cam đoan, ngươi lại tiêm vào một chi, không, chỉ cần 1/3 chi dược tề, hắn liền sẽ lâm vào cơn sốc trạng thái. Này, Kiều Ân bác sĩ há miệng thở dốc, muốn phản bác, lại không có bất luận cái gì lý do, người bệnh tim đập, đã nói cho hắn, người bệnh vô pháp thừa nhận power tiếp tục tiêm vào. Người có biện pháp trị liệu sao? Trương Huyền gật gật đầu, hắn kinh mạch ngăn cách, liên quan đến nhân thể mạch lạc, bản thân chính là Tây Y đoạn bản, ta đều không phải là cho rằng Tây Y không được, chỉ là thực sự cầu thị,
có một nói một, Trung Quốc và phương Tây y tồn tại, bản thân chính là lấy thừa bù thiếu, nếu là ngay từ đầu, chúng ta ở đây này vài vị lão y sư, chỉ cần sử dụng châm cứu hoặc là xoa bóp, nhiều nhất ba cái đợt trị liệu là có thể khỏi hẳn, bất quá hiện tại, hắn thái dương kinh mạch đã chịu ảnh hưởng, lâu ngày khó hiểu. Tắc nghiêm trọng, cần thiết thì lấy mạnh mẽ, phiền toái cho ta tìm đem búa tạ tới. Búa tạ, một chúng bác sĩ, bao gồm Hoa Hạ vài tên bác sĩ nghe được Trương Huyền nói, đều có chút khó hiểu, này muốn búa tạ cớ gì. Tuy là khó hiểu, nhưng cũng lập tức làm người lấy một phen búa tạ lại đây. Trương Huyền đem cây búa đặt ở trong tay ước lượng vài cái, cũng không tệ lắm, trọng lượng vừa vặn tốt, khuynh hướng cảm xúc cũng còn hành. Đang lúc mọi người cho rằng Trương Huyền phải dùng này búa tạ làm gì đó thời điểm, liền thấy Trương Huyền làm người bệnh đi xuống giường bệnh đứng lên, đem này hai tay đặt ở bụng nhỏ trước, bàn tay thành quyền trạng, theo sau đem chùy sinh sôi nhét vào người bệnh trong tay. Trương Huyền cười hướng người bệnh nói, ngươi nhưng đến nắm chặt, nếu cây búa ngã xuống, từ vật lý học góc độ tới nói, sẽ tạp đến ngươi chân phải ngón giữa, căn cứ cây búa trọng lượng, ngươi kia nền móng ngón chân, tuyệt đối sẽ gãy xương, này ngón chân gãy xương có bao nhiêu đau, hẳn là không cần ta ở trần thuật đi. Giờ phút này, Trương Huyền trên mặt tươi cười, tại đây danh người bệnh trong mắt, giống như là ác ma mỉm cười, cái này làm cho hắn cổ động toàn bộ lực lượng, gắt gao bắt lấy trong tay búa tạ, nhưng cánh tay hắn kinh mạch cách trở, căn bản là làm hắn phát huy không ra nhiều ít sức lực, lấy không xong này đem búa tạ, làm này ở trong tay lung lay sắp đổ. Đông đảo bác sĩ nhìn trước mắt một màn, đều cảm giác một trận lo lắng, nghĩ đến búa tạ rớt xuống tạp đến ngón chân một màn, đều không khỏi đánh cái run run. Tiểu thần y, người đây là muốn làm cái gì? Mã hội trưởng nhìn không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi ra tới. Ở đây đông đảo bác sĩ, cũng đều cẩn thận nghe. Trương Huyền đi đến một bên trên bàn, cầm lấy một bao ngân châm, lấy ra một cây, nhắm ngay người bệnh thái dương kinh mạch, một châm đâm, đồng thời mở miệng nói, trung y chú ý một cái trong ngoài kiêm hợp, cái gọi là trong ngoài kiêm hợp, đều không phải là chỉ thi phương thuốc pháp, càng quan trọng, là dựa vào người bệnh tự thân nỗ lực, có câu nói, người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, cùng lý, người cũng y không hảo một cái chính mình đều từ bỏ hy vọng người. Trương Huyền vừa nói, một bên chuyển động trong tay ngân châm. Nhân thể kinh mạch là quan trọng, nhưng máu lực lượng, càng là không thể khinh thường, hắn hiện tại động tác, đã dùng sức phương thức, sẽ dẫn tới máu dâng lên, trở thành một đạo đột phá khẩu. Đương Trương Huyền trong miệng cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn bỗng nhiên rút ra ngân châm, liền thấy một đạo thật nhỏ huyết trụ từ người bệnh thái dương kinh mạch chỗ phun ra mà ra, tại đây đồng thời, người bệnh trong tay bổn lung lay sắp đổ búa tạ, bị chặt chẽ bắt lấy. Chương 696 đến 3 cái đợt trị liệu. Người bệnh chảo ổn trọng chùy một màn, bị rất nhiều bác sĩ xem ở trong mắt, Kiều Ân bác sĩ theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng. Tên này người bệnh, Kiều Ân bác sĩ đã xem qua không ít hồi, cho tới nay, ở Kiều Ân bác sĩ trong mắt, loại này bệnh căn bổn vô pháp hữu hiệu trị liệu, chỉ có thể dựa dược vật tới kéo dài duy trì, hắn chưa từng nghĩ đến, thế nhưng có thể lấy như vậy phương thức trị liệu. Người bệnh thái dương kinh mạch phun ra máu một màn, nhìn có chút thấm người, nhưng kết quả, lại là làm hắn phá lệ vui sướng. Bác sĩ, ta đây là hảo sao? Người bệnh biểu hiện phi thường kích động. Này 3 năm tới, hắn thường xuyên sẽ lo lắng, chính mình nói không chừng ngày nào đó cánh tay liền sẽ phát bệnh, đột nhiên sử không thượng lực, cái này làm cho hắn ngày thường sinh hoạt đều thật cẩn thận, không dám lái xe, không dám đi lấy trọng vật, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, này cho hắn sinh hoạt, tạo thành phi thường đại bối rối. Giờ phút này, hắn có một loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ, bất đồng với phía trước Kiều Ân bác sĩ trị liệu khi bộ dáng, hắn có một loại trực giác, chính mình cánh tay có thể là hoàn toàn hảo. Trương Huyền nhìn người bệnh vẻ mặt hy vọng biểu tình, lắc lắc đầu, trung y chỉ là y thuật, lại không phải cái gì thần tiên pháp thuật, sao có thể như vậy liền hảo. Người bệnh vừa nghe lời này, kia kích động thần sắc lập tức liền uể oải đi xuống. Kiều Ân bác sĩ phía sau vài tên châu Âu nghe được lời này, trên mặt không cấm lộ ra một tia đắc ý, nếu trung y muốn thật như vậy liền đem người trị hết, kia chính mình không phải có vẻ quá lạc hậu sao, bất quá hiện tại xem ra, trung y cũng không trong tưởng tượng như vậy lợi hại a. Trương Huyền đem người bệnh trong tay búa tạ lấy lại đây, phóng tới hắn mặt khác một bàn tay chung, vẫn là cầm vừa mới kia chi ngân châm, đối người bệnh thiên tuyền huyệt đột nhiên đâm tới, một lần trị liệu, đương nhiên không có khả năng chữa khỏi, người này bệnh đọng lại thời gian lâu lắm, về sau mỗi tuần, tới tiến hành một lần châm cứu, nói hạ tình huống của ngươi,
mỗi một người trung y đều biết sẽ như thế nào thí, ấn ba vòng một đợt trị liệu, ba cái đợt trị liệu sau, ngươi là có thể khỏi hẳn, thời gian này đoạn. Bệnh của ngươi sẽ không lại lần nữa tái phát. Trương Huyền nói xong, đột nhiên đem ngân châm rút ra, người bệnh thiên tuyền huyệt lại lần nữa phun ra huyết trụ, theo huyết trụ phun ra, hắn này một bàn tay, cũng có thể tự do khống chế. Trương Huyền cấp Mã hội trưởng đưa mắt ra hiệu, Mã hội trưởng vội vàng hiểu ý, lấy ra băng gạc vì người bệnh cầm máu. Trương Huyền tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, người muốn ăn kiêng cay độc, kỵ rượu, ăn nhiều chút cao lòng trắng trứng đổ vật, minh bạch sao? Minh bạch, người bệnh liên tục gật đầu, chỉ cần ba cái đợt trị liệu liền khỏi hẳn, này ba cái đợt trị liệu thêm lên, cũng mới hơn 2 tháng A, hơn nữa bác sĩ nói, chính mình bệnh trong lúc này sẽ không tái phát, nguyên bản đã đánh mất hy vọng người bệnh, lúc này lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Vừa mới còn có chút đắc ý vài tên châu Âu bác sĩ, giờ phút này nghe được lời này sau, sắc mặt lại trở nên khó coi lên, mà đứng ở đằng trước Kiều Ân bác sĩ, còn lại là mắt mang kính nể nhìn Trương Huyền. Ở trong mắt hắn, này căn bản chính là một cái vô pháp trị tận gốc bệnh, lại bị trước mặt người thanh niên này, hai châm liền cấp trị hết. Trung y bên này, một người trung niên nam bác sĩ cầm trương danh thiếp đưa cho người bệnh, ta là nơi này bác sĩ, ngươi tới trị liệu trước, nhớ rõ trước tiên cho ta gọi điện thoại. Hảo, hảo, người bệnh vẻ mặt kích động tiếp được danh thiếp, đồng thời vươn ngón tay cái, trung y, thật sự lợi hại, ta sẽ cho các ngươi hảo hảo tuyên dương, Hoa Hạ quả nhiên danh bất hư truyền. So với chúng ta Tây y muốn lợi hại. Trương Huyền cười lắc lắc đầu, tuyên truyền có thể, bất quá này cũng không phải thuyết minh Trung y so Tây y lợi hại, chỉ là ở trị liệu ngươi loại này bệnh tật thời điểm, Trung y so Tây y càng có ưu thế mà thôi. Trương Huyền này một phen lời nói, nghe được Kiều Ân bác sĩ là cảm thấy hổ thẹn, thấp hèn đầu. Diêm Lập đại sư cùng Mã hội trưởng đám người, còn lại là đầy mặt tươi cười, thầm nghĩ trong lòng Trương Huyền tới kịp thời, nếu không phải Trương Huyền kịp thời xuất hiện. Lần này giao lưu tỉ thí, bọn họ phải bị này đó Tây y áp thượng một đầu, xem này đó châu Âu bác sĩ vừa mới cách làm, đều có thể nghĩ đến bọn họ nếu thắng, sẽ nói ra chút nói cái gì tới. Hôm nay trận này y thuật giao lưu, lấy Trương Huyền đã đến, làm trung y lấy người thắng tư thái kết thúc. Vài tên châu Âu bác sĩ sắc mặt khó coi rời đi, tên kia người bệnh, càng là hưng phấn trực tiếp ở ứng dụng mạng xã hội thượng chia sẻ chính mình vui mừng chi tình. Kiều Ân bác sĩ đi đến Mã hội trưởng mấy người trước người, thật sâu cúc một cung, Mã bác sĩ, ta vì ta phía trước hành động cảm thấy phi thường xin lỗi, các người Hoa Hạ nói, nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, hôm nay ta xem như minh bạch đạo lý này, y học vốn không nên phân trên dưới, chẳng phân biệt biên giới, hết thảy, bất quá là vì người bệnh. Trương Huyền đầy mặt tươi cười nhìn này hết thảy, xem ra cái này Kiều Ân bác sĩ, đều không phải là cái loại này vô cớ gây rối hạng người. Chỉ là các quốc gia văn hóa sai biệt, làm cho bọn họ ở tư tưởng thượng cho tới nay đều đã chịu ảnh hưởng, cho rằng trung y không được, hiện tại nhìn thấy trung y thần kỳ chỗ sau, cái này Kiều Ân bác sĩ, cũng coi như là dứt bỏ rồi cái loại này ăn sâu bén dễ tư tưởng. Mã hội trưởng vẫy vẫy tay, Kiều Ân bác sĩ, ngươi có thể như vậy tưởng, thật sự là một may mắn lớn, y học một đạo, căn bản chính là vì trị người, hy vọng chúng ta về sau có thể nhiều hơn giao lưu. Nhất định, nhất định. Mã hội trưởng đám người cùng Kiều Ân bác sĩ khách sáo vài câu, liền rời đi. Tiểu thần y, lần này thật là ít nhiều ngươi a. Vừa ra phòng bệnh, Diêm Lập liền vẻ mặt cảm kích hướng Trương Huyền nói, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, chúng ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Diêm đại sư, các ngươi bất quá là tư tưởng tiến vào một cái lầm khu mà thôi. Trương Huyền lắc lắc đầu, nếu không phải ngay từ đầu liền nghe được cơ bắp co rút, các ngươi cũng sẽ có biện pháp trị liệu. Diêm đợi một tí người nghe được Trương Huyền lời này, cho nhau đối diện vài lần, đều âm thầm lắc lắc đầu, bọn họ rõ ràng, Trương Huyền lời này, là cho chính mình lưu mặt mũi, nếu là chính mình y thuật, liền tính biết người bệnh trạng là kinh mạch ngăn cách, một chốc một lát cũng sẽ không có cái gì quá tốt phương pháp, càng miễn bàn một châm thấy hiệu quả. Kia trung niên nữ bác sĩ không còn có phía trước coi khinh, hướng Trương Huyền mở miệng, tiểu huynh đệ, người y thuật thật là làm ta bội phục, nếu là ta... tuyệt đối không thể tưởng được làm người bệnh trong cơ thể khí huyết dâng lên tới khơi thông gân mạch phương pháp. Một khác danh trung niên nam bác sĩ nói tiếp nói, liền tính có thể nghĩ đến, chỉ sợ cũng vô pháp nghĩ đến giống tiểu huynh đệ ngươi như vậy, làm người bệnh chính mình đi lấy cái cây búa, tới bức bách người bệnh, chỉ có thể dùng một ít lão phương pháp, hôm nay tiểu huynh đệ ngươi cách làm, thật là làm ta trước mắt sáng ngời a. Trương Huyền ha hả cười, trung y một đạo,
chú ý chăm khoanh vẫn quanh một đốm, ở đạt tới mục đích căn bản hạ, chúng ta có thể áp dụng bất luận cái gì có thể nghĩ đến biện pháp. Vài tên y sư, đều cảm thấy thực may mắn, trung y giới ra như vậy một người tuổi trẻ người, lần này giao lưu hội, đó là phát huy có hy vọng a. Đang lúc vài tên y sư còn muốn nói gì thời điểm, liền thấy một cái hoa hạ người trẻ tuổi đi nhanh chạy tới. Diêm đại sư, không hảo, bên kia đã xảy ra chuyện. Chương 697 hỏi khám giao lưu. Vài tên y sư một chút liền đem ánh mắt phóng tới chạy tới người thanh niên này trên người. Làm sao vậy, đừng có gấp. Diêm Lập mở miệng. Chạy tới thanh niên bác sĩ duỗi tay chỉ vào một bên, vẻ mặt nôn nóng, bên kia, hỏi khám người quá nhiều, đinh bác sĩ đã xem bất quá tới, các ngươi mau qua đi nhìn xem đi. Diêm Lập vừa nghe, lập tức nhấc chân, đi, đi xem. Hỏi khám, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng. Mã hội trưởng hướng Trương Huyền mở miệng nói, tiểu thần y, biên đi ta biên cho ngươi giải thích. Đoàn người một đường cửa trước khám phương hướng đi đến. Mã hội trưởng ở trên đường nói cho Trương Huyền, lần này Trung ngoại y học giao lưu hội, chia làm vài cái phương hướng tới cử hành, trừ bỏ mã hội trưởng mấy người ngoại, còn có rất nhiều khác y sư, đều ở làm khác hạng mục giao lưu. Mã hội trưởng nói chính là giao lưu, nhưng mọi người đều minh bạch, đây là tỉ thí. Phòng khám bệnh đinh bác sĩ, tốt nghiệp ở quốc nội tốt nhất Trung y viện nghiên cứu, lần này phòng khám bệnh, chia làm Trung y cùng Tây y hai cái phòng khám bệnh. Mỗi phương cắt ra một người bác sĩ tiến hành ngồi khám. Mã hội trưởng nói đến này thời điểm, mọi người đã tới rồi phòng khám bệnh chỗ. Phòng khám bệnh là một cái phi thường đại đại sảnh, giờ phút này, phòng khám bệnh đại sảnh bày biện hai cái bàn, này hai cái bàn thượng, phân biệt ngồi một nam một nữ hai gã bác sĩ, đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, phi thường tuổi trẻ. Trong đó nam bác sĩ là phương Tây gương mặt, mang một cái ống nghe bệnh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, phi thường soái khí. Là cái tiêu chuẩn phương Tây soái ca, ở trước mặt hắn, bài đại khái có mười mấy cá nhân đội ngũ. Mặt khác một cái bàn, ngồi một người hoa hạ gương mặt nữ bác sĩ, ngũ quan tú lệ, lưu trữ một đầu tóc dài, ngồi ở chỗ kia, cho người ta một loại cảm giác điềm tĩnh, nữ bác sĩ trước mặt, bài gần 30 người hàng dài, đều đang đợi chờ hỏi khám. Nữ bác sĩ đem tay đặt ở người bệnh mạch đập thượng, trước tiến hành một phút xem mạch, theo sau quan sát người bệnh bên ngoài thân, lại khai phương thuốc. Này hai gã hỏi khám bác sĩ phía sau, đều đứng vài tên trợ thủ, phụ trách cấp người bệnh bốc thuốc. Mã hội trưởng, này nhìn dáng vẻ, nhìn chúng y người, so tây y người muốn nhiều a. Trương Huyền nhìn thoáng qua, mở miệng nói. Không phải như thế, mã hội trưởng lắc lắc đầu, lần này hỏi khám giao lưu, là xem hỏi khám tốc độ cùng với chuẩn xác độ, hiện tại xem ra, tây y muốn so với chúng ta này mau thượng không ít. Ở tây y bên kia. Bác sĩ chỉ cần hỏi hạ người bệnh có cái gì bệnh trạng, là có thể trực tiếp khai dược, nếu là hơi chút nghiêm trọng điểm, yêu cầu dùng tới ống nghe bệnh, tốc độ thực mau, cơ bản Trung y hào cái mạch thời gian, Tây y liền đem phương thuốc viết ra tới, mà Trung y bên kia, tắc rườm rà rất nhiều. Bao gồm, Tây y dùng dược, đều là một ít phối phương dược, thuộc về bao con nhộng hoặc là hạt một loại, bốc thuốc phi thường phương tiện, mà Trung y bốc thuốc, còn lại là muốn một khắc đi cân. Nghe mã hội trưởng nói, Trương Huyền có chút khó hiểu hỏi, này Trung y hỏi khám, bản thân liền so Tây y muốn chậm, rốt cuộc hai bên trị liệu chính là hai cái phương hướng, Tây y lấy hiệu quả trị liệu mau sưng, như thế nào có thể làm giao lưu. Mã hội trưởng thở dài, lắc lắc đầu nói, tuy rằng chúng ta rõ ràng đạo lý này, nhưng đại chúng không rõ ràng lắm, tiểu thần y, nói cái tương đối hổ thẹn nói, lần này giao lưu hội, bên trong ẩn chứa không ít thương nghiệp nguyên tố, cho nên mỗi phương diện, đều yêu cầu tiến hành giao lưu a. Hành đi, Trương Huyền sờ sờ mũi, mã hội trưởng nói đồ vật, hắn đều có thể lý giải, huống hồ, này giao lưu hội tuy rằng là ở Trung y viện cử hành, nhưng rốt cuộc mà chỗ châu Âu, là người ta sân nhà, người khác tưởng giao lưu cái gì, vậy muốn giao lưu cái gì, nếu không thể so, vậy xem như nhận thua, dưới tình huống như vậy, truyền thông phóng viên có rất nhiều đồ vật có thể viết. Có thể nhìn đến, hỏi khám trên chỗ ngồi, tên kia soái khí nam bác sĩ trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh. Mà hoa hạ nữ bác sĩ, cái trán mồ hôi còn lại là càng ngày càng nhiều, nhìn trước mắt xếp thành hàng dài người bệnh, nữ bác sĩ cũng là trong lòng nôn nóng, tại đây loại nôn nóng cảm xúc ảnh hưởng hạ, nàng ngược lại không có thể đề cao tốc độ, hơn nữa sự hỏi khám hiệu suất càng ngày càng chậm. Diêm đại sư, vậy phải làm sao bây giờ a? Tên kia đem mọi người kêu lên tới tuổi trẻ nam bác sĩ sốt ruột hỏi. Diêm đợi một tí người toàn lắc lắc đầu, không có biện pháp,
Trung y hỏi khám tốc độ bản thân liền so tây y muốn chậm, đây là sự thật, Đinh bác sĩ đã xem như trẻ tuổi một thế hệ nhân tài kiệt xuất, nàng hỏi khám tốc độ, ở quốc nội bệnh viện cũng là tương đương nổi danh. Nhưng, tuổi trẻ nam bác sĩ há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì, sắc mặt phi thường khó coi, ở giao lưu trước, những cái đó châu Âu bác sĩ liền nói rất nhiều không dễ nghe lời nói, này muốn thật làm cho bọn họ thắng, mặt sau không chừng còn có thể nói cái gì đâu. Trương Huyền nhìn Đinh bác sĩ vài giây, ra tiếng nói, vị này Đinh bác sĩ trạng thái, đã không thích hợp tiếp tục hỏi khám, nàng thủ đoạn có mỏng manh run rẩy, xem mạch chuẩn xác suất sẽ hạ thấp, này sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán, làm ta đi thôi. Ngươi đi, kia tuổi trẻ nam bác sĩ vừa nghe lời này, vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Huyền. Diêm Lập vừa nghe, trên mặt lộ ra vui mừng, tiểu thần y, vậy phiền toái ngươi. Trương Huyền bước đi qua đi, đi vào Đinh bác sĩ phía sau. Đinh bác sĩ trước mặt, cũng vừa vặn ngồi xuống một người bệnh. Cái gì bệnh trạng? Đinh bác sĩ mở miệng hỏi, nàng thanh âm thực nhu hòa, nhưng giờ phút này lại mang theo một loại như có như không nôn nóng cảm. Ngồi xuống người bệnh không nói gì, mà là chỉ chính mình giọng nói, phát ra a a a thanh âm. Tới, duỗi tay, Đinh bác sĩ tay trái dẫn theo chính mình tay phải cổ tay áo, tay phải tắc vươn hai ngón tay, ý bảo người bệnh đem bàn tay lại đây, chuẩn bị xem mạch. Không cần hào, hắn há mồm thời điểm, có thể nhìn đến nuốt hãm hại bị loét, yết hầu bộ phận có sưng đỏ phá hội cập phân bố vật, hiện tại nói không nên lời nói, đều không phải là nội tật sở dẫn tới, hẳn là lúc trước bị phỏng hoặc là bị dị vật chọc thương gây ra. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, từ Đinh bác sĩ sau lưng vang lên. Đinh bác sĩ vẫn luôn nôn nóng trước mắt bài khởi hàng dài người bệnh, cũng không có phát hiện chính mình phía sau khi nào xuất hiện một người, quay đầu nhìn thoáng qua. Đương nhìn đến là cái người trẻ tuổi sau, đương trường nhíu mày, như cũ đem ngón tay đặt ở người bệnh mạch đập thượng, một phút sau, lại làm người bệnh há mồm, nàng được đến chẩn bệnh kết quả, cùng vừa mới Trương Huyền nói giống nhau như đúc. Đinh bác sĩ vừa mới cũng thấy được người bệnh khoang miệng chung khác thường, nhưng nàng lại sợ là thiếu âm khách nhiệt khiến cho nuốt đau, cho nên bảo hiểm khởi kiến vẫn là đem hạ mạch, rốt cuộc này hai người chứng bệnh tương đối tương tự, dễ dàng khám sai. Đinh bác sĩ nghĩ nghĩ, nhắc tới bút. Viết nổi lên phương thuốc, vừa mới viết một nửa, liền thấy một bao dược đã bao hảo, đặt ở chính mình trước mặt. Trương Huyền thanh âm, lại lần nữa từ Đinh bác sĩ phía sau vang lên, miệng vết thương còn không có khép lại, chút ít uống chút nước lạnh, bỏ thuốc kỵ rượu kỵ cay độc, bảo trì khoang miệng thanh đạm, đem này đó dược lấy về đi, xứng 500ml nước trong, lửa nhỏ chiên thành 200ml, đem tra xóa, một ngày ba lần, sau khi ăn xong dùng, hai ngày có thể thấy hiệu quả. Chương 698 quang xem là được. Trương Huyền ở Đinh bác sĩ còn không có đem phương thuốc viết tốt thời điểm, liền đem dược chảo xong, giao cho người bệnh, tốc độ so với Đinh bác sĩ tới, nhanh rất nhiều. Một bên, tên kia tuổi trẻ nam bác sĩ nhìn đến Trương Huyền ở Đinh bác sĩ phía sau cách làm, nhịn không được hướng Diêm Lập hỏi, Diêm Lập đại sư, người kia là ai a? Diêm Lập trên mặt mang theo tươi cười, các ngươi cần phải nhớ hảo hắn, nếu ngươi cả đời này đều làm trung y ngành sản xuất nói. Hắn sẽ là người cả đời này giữ cột mốc lịch sử. Diêm đứng ở nói những lời này thời điểm, trong mắt cũng mang theo nồng đậm kính nể. Cột mốc lịch sử, tuổi trẻ nam bác sĩ trong miệng lẩm bẩm này ba chữ. Hỏi khám trước bàn, Đinh bác sĩ lại lần nữa nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Đinh bác sĩ, người hôm nay thân thể có chút không thoải mái, để cho ta tới đi. Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh bác sĩ bả vai. Ngươi, Đinh bác sĩ có chút hồ nghi nhìn Trương Huyền. Vừa mới tên kia người bệnh, xem như một loại thực thường thấy bệnh tật, nếu là vừa bắt đầu hỏi khám thời điểm, nàng chính mình cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra, hơn nữa nhanh chóng cấp ra phương thuốc, nhưng hiện tại đã ngồi ở chỗ này mấy cái giờ, thể xác và tinh thần quá mức mỏi mệt. Trương Huyền không có trả lời Đinh bác sĩ, mà là hướng trước người bài hàng dài người bệnh nói, tiếp theo cái. Kế tiếp người bệnh là trung niên nam tử, chỉ thấy hắn thân hình gầy ốm, sắc mặt ố vàng, tay che lại bụng. Thanh âm có chút suy yếu nói, bác sĩ, ta đã nửa tháng không hảo hảo ăn cơm, khoảng thời gian trước dạ dày có vấn đề, có chút táo bón, liền ăn một ít thông liền dược, kết quả bắt đầu bụng trướng đau, cơm đều ăn không vô đi, trong khoảng thời gian này ăn không ít trợ tiêu hóa dược, không có bất luận cái gì hiệu quả. Đinh bác sĩ duỗi tay đặt ở người bệnh mạch đập thượng, một phút sau, đối phía sau trợ thủ mở miệng nói, lấy quế chi 3 lượng, cam thảo 2 lượng, thược dược 6 lượng, đại táo 12 cái. Sinh khương 3 lượng. Đinh bác sĩ nói xong, lại hướng người bệnh nói, sau khi trở về, đem sinh khương cắt miếng,
lấy 6 thăng nước trong, lửa nhỏ chiên nấu dược liệu, đem này nấu đến hổ nhão trạng, loại trừ tạp chất dùng là được. Người bệnh nghe xong, gật gật đầu. Lại thêm một mặt dược đi, Trương Huyền cũng không quay đầu lại từ phía sau hòm thuốc bắt đem dược, lại đến 2 lượng đại hoàng. Đại hoàng, Đinh bác sĩ quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Trương Huyền, ra tiếng nói, ta dược chung khai thực dược, người khai đại hoàng, là có ý tứ gì? Thêm một mặt đại hoàng xác thật dược tề thiên về, nhưng là hắn cái này bệnh trạng cần thiết đến tăng lớn hoàng, người phương thuốc trị nghi ôn dương lung lay, lực khó đảm nhiệm, tăng lớn hoàng lấy tả thật đạo trệ, như vậy hiệu quả càng dai. Nói hưu nói vượn, Đinh bác sĩ gầm lên một tiếng, hắn này bệnh bổn thuộc về thái dương chứng bệnh chờ, bởi vì Lâm Phục đánh hạ dược, tà hãm thái âm, tìm mất chí khí trệ lạc ứ, đến nỗi phát sinh bụng mãn đau đớn chờ bệnh trạng. Trương Huyền lắc lắc đầu, Đinh bác sĩ, cho nên ta nói, người hôm nay là quá mệt mỏi, vị này người bệnh nói chuyện thời điểm, tay vẫn luôn ở xoa bụng nhỏ, giảm bớt đau đớn, này thuyết minh, người bệnh đều không phải là đau từng cơn, mà là liên tục làm đau đi. Đúng đúng, người bệnh liên tục gật đầu, ta này thật là vẫn luôn ở đau. Vậy đúng rồi, Trương Huyền gật đầu, tăng thêm đại hoàng, tuy rằng khả năng sẽ xuất hiện, choáng váng đầu, ghê tởm, nôn khan mà tình huống, nhưng lại có thể nhanh nhất giảm bớt giật mình đau, đạt tới lấy độc trị độc hiệu quả, đại hoàng là như một chi tuyển. Đinh bác sĩ vừa nghe, biểu tình ngẩn ra, nàng vừa mới thật đúng là không chú ý tới người bệnh cái này chi tiết, nếu thật là nói như vậy, chính mình phương thuốc không tăng lớn hoàng. Hiệu quả thật sự sẽ không quá rõ ràng, tuy rằng cũng có thể trị liệu hảo, nhưng sẽ làm người bệnh nhiều chịu mấy ngày khổ. Vì sao làm nghề y, đơn giản là vì giảm bớt người bệnh ốm đau, này nhiều chịu mấy ngày khổ cùng thiếu chịu mấy ngày khổ, ở bác sĩ trong mắt, là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đinh bác sĩ, nghe tiểu thần y nói, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đi, hôm nay là vất vả ngươi. Diêm Lập từ một bên đi lên tới. Tiểu thần y, Đinh bác sĩ vừa nghe Diêm Lập nói. Sắc mặt biến đổi, Diêm đại sư, người nói hắn, chính là cái kia phía trước ở Ngân Châu mở tọa đàm thần y. Thần y không dám nhận, Trương Huyền cười cười, chẳng qua là nhìn nhiều chút thư. Biết Trương Huyền thân phận Đinh bác sĩ, lại xem Trương Huyền ánh mắt đã không phải lúc trước như vậy, trong mắt mang theo chút kính nể, làm lần này y học viện nghiên cứu kiệt xuất nhất sinh viên tốt nghiệp, nàng phía trước liền nghe nói về Ngân Châu tiểu thần y sự, vốn dĩ lần trước tọa đàm nàng cũng muốn nghe đâu. Nhưng trong nhà có việc làm nàng thật sự thoát không khai thân, vẫn luôn đều làm nàng trong lòng lưu có tiếc nuối, không nghĩ tới, hiện tại tiểu thần y liền đứng ở chính mình phía sau. Đinh bác sĩ vội vàng đứng dậy, đem hỏi khám vị trí nhường cho Trương Huyền. Một bên, kia phương Tây tuổi trẻ bác sĩ thấy trung y bên này thay đổi người, cười lạnh một tiếng, thay đổi người thì thế nào, trung y trước sau là trung y, làm sao có thể cùng ta Tây y so sánh với. Đối, tuổi trẻ bác sĩ trước mặt người bệnh. Cũng là một người châu Âu gương mặt, chúng ta Tây y mới là tốt nhất, Trung y là cái gì? Nếu không phải Lan bác sĩ hôm nay tại đây hỏi khám, ta cũng không biết còn có Trung y như vậy vừa nói. Này người bệnh trong miệng Lan bác sĩ, chính là trước mặt hắn cái này tuổi trẻ bác sĩ. Lan bác sĩ cùng này châu Âu người bệnh nói, tức khắc đưa tới một trận cười vang thanh, tuy rằng nơi này là Trung y Việt, nhưng trước sau là ở châu Âu, vẫn là phương Tây gương mặt càng nhiều một ít, văn hóa sai biệt. Tự nhiên là cái nào địa phương người, liền hy vọng phía chính mình càng ưu thế một chút, loại này tư tưởng ở toàn thế giới đều không ngoại lệ. Trương Huyền không để ý đến những cái đó cười vang thanh, ngồi xong lúc sau, hướng trước mặt người bệnh mở miệng, tiếp theo cái. Đưa người bệnh ngồi vào Trương Huyền trước người sau, chủ động duỗi tay, làm Trương Huyền xem mạch, tên này người bệnh vừa mới ở phía sau đã xem đến rất rõ ràng, trung y xem bệnh, đều yêu cầu xem mạch. Bất quá Trương Huyền. Cũng không có cấp người bệnh xem mạch, mà là mở miệng, trung y một đạo, bác đại tinh thâm, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, sách giáo khoa thượng, có hy vọng khám vừa nói, cái gọi là vọng khám, chủ yếu phân chỉnh thể vọng khám, bộ phận vọng khám, vọng lưỡi, vọng bài xuất vật, vọng tiểu nhi vân tay năm đại bộ phận, trong đó chỉnh thể vọng khám chủ yếu coi trọng vọng thần, vọng sắc, vọng hình thể, vọng tư thái. Trương Huyền lời này còn chưa nói xong, đã bị một trận tiếng cười to đánh gãy. Buồn cười. Thật là buồn cười, mong rằng khám, trung y quả thực chính là lừa gạt người đồ vật A, liền người bệnh chứng bệnh đều không hỏi, chỉ là xem, là có thể nhìn ra cái gì tới. Các ngươi hoa hạ người, thật đúng là sẽ nói mạnh miệng. Này tiếng cười chủ nhân, đúng là đến từ chính Trương Huyền bên cạnh cách đó không xa Lan bác sĩ. Một ít phương Tây gương mặt người bệnh, trên mặt cũng là mang theo ý cười,
này ý cười giữa, tràn ngập coi khinh. Tên kia phía trước đem Diêm đợi một tí người tìm tới Hoa Hạ tuổi trẻ nam bác sĩ, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, Trương Huyền nói vọng khám, hắn đương nhiên nghe nói qua, đây là trung y sách giáo khoa cơ bản nhất đồ vật, mà khi học thật lâu lúc sau, này vọng khám cũng dùng không đến, một ít có thể sử dụng xem liền nhìn ra tới tiểu bệnh, căn bản không cần đi chẩn bệnh, cũng đều không phải quang xem là có thể nhìn ra tới bệnh trạng. Chương 699 quỷ dị một màn. Ngồi ở Trương Huyền trước mặt người bệnh, tắc có chút không vui, bác sĩ, ta là tới tìm ngươi xem bệnh, cũng không phải tới tìm ngươi nghe chút đầu trâu mặt ngựa cách nói, ngươi nếu không thể xem liền nói, ta đi tìm Lan bác sĩ nhìn, nếu không phải cửa mấy người kia cực lực mời ta tới nếm thử một chút trung y, ta mới lười đến tới đâu. Này người bệnh nói, liền đứng dậy chuẩn bị chiều bên cạnh Tây Y đi đến, này người bệnh vừa mới đứng dậy, liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên. Ngươi tâm thì không tốt, tính cách quá mức táo bạo, thường xuyên mất ngủ. Thả hoạn có nghiêm trọng đau nửa đầu, hơn nữa sẽ thường thường cảm thấy eo đau, có khi thậm chí liền eo đều thẳng không đứng dậy, đúng không? Tên này mới vừa đứng dậy phải đi người bệnh, ở Trương Huyền lời này hạ, tức khắc sửng sốt, bởi vì Trương Huyền nói bệnh trạng, cùng trên người hắn bệnh trạng, là giống nhau như đúc. Cái này làm cho tên này người bệnh sắc mặt có chút xấu hổ lại lần nữa ngồi xuống, muốn nghe Trương Huyền mặt sau còn sẽ nói cái gì, đồng thời, tên này người bệnh trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Này chỉ dùng xem đều có thể nhìn ra chính mình chứng bệnh, cũng quá thần kỳ đi. Người bệnh một lần nữa ngồi xuống này một động tác, cũng nói cho ở đây rất nhiều người, trước mặt cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi, nói đúng. Chẳng lẽ, trung y thật sự chỉ dùng xem là có thể khám bệnh? Kia tuổi trẻ Hoa Hạ nam tính bác sĩ, giờ phút này cũng là há to miệng, nhìn Trương Huyền làm hết thảy, đừng nói ở những cái đó không hiểu trung y người trong mắt. Chính là ở trong mắt hắn, cũng là cảm thấy phi thường giật mình. Trương Huyền nhìn người bệnh liếc mắt một cái, hỏi, ngươi loại bệnh trạng này, xem như tự làm tự chịu, bất quá cũng may thời gian so đoạn, theo ta phỏng đoán, ngươi nên là gần nhất mới có cảm xúc biến hóa đi. Đúng vậy, người bệnh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, khoảng thời gian trước công tác thường gặp được vấn đề, dẫn tới ta bị sa thải, cho nên trong khoảng thời gian này, luôn là dễ dàng phát hỏa, ta ái nhân cũng cùng ta cãi nhau đi rồi. Trương Huyền lắc lắc đầu, loại này chứng bệnh, ta chỉ có thể cho ngươi khai chút an thần dược, chính yếu vẫn là yêu cầu chính ngươi khống chế cảm xúc, hiện tại chỉ là đau đầu, eo đau, là ngươi cảm xúc dẫn tới ngươi thần kinh giao cảm hưng phấn, tim đập nhanh hơn, huyết áp lên cao, cơ tim háo oxy lượng rõ ràng gia tăng, do đó ảnh hưởng đến cái khác khí quan, thật sự nếu không khống chế, thực dễ dàng sẽ có bệnh tim điềm báo. Trương Huyền quay đầu lại, bắt chút an thần thảo dược lại đây, mỗi ngày ngao thượng một chút. Nhàn không có việc gì liền uống hai khẩu, sẽ làm ngươi cảm giác thoải mái rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Người bệnh gật đầu, đem thảo dược tiếp được, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, gọi lại tên này người bệnh. Bác sĩ, còn có cái gì muốn giao đãi sao? Người bệnh giờ phút này thái độ, so với phía trước, đã có 180 độ đại xoay ngược lại. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, mau cùng người ái nhân liên hệ đi. Hảo hảo cùng nàng nói lời xin lỗi, nam nhân sao, rộng lượng một chút. Tên này người bệnh cũng lộ ra tươi cười, bác sĩ, cảm ơn ngươi, nếu có cơ hội, ta cùng ta ái nhân, nhất định phải thỉnh ngươi ăn cơm. Tên này người bệnh nói xong, cố ý đi bên cạnh dò hỏi một chút Trương Huyền tên, lúc này mới đi nhanh rời đi. Một khắc danh người bệnh ngồi vào Trương Huyền trước người, còn không có mở miệng, Trương Huyền liền trước tiên ra tiếng. Hoạn có cường độ thấp xa dạ dày, ứng phục thêm vị bổ trung ích khí canh. Trương Huyền nói xong, cũng không quay đầu lại, đem bàn tay đến phía sau hòm thuốc chung, trực tiếp bắt một bộ dược ra tới. Đinh bác sĩ vẫn luôn không đi, liền đứng ở Trương Huyền phía sau, bản thân là tưởng cấp Trương Huyền đánh cái xuống tay, giúp hắn bốc thuốc gì đó. Kết quả Đinh bác sĩ phát hiện, Trương Huyền căn bản là không cần chính mình hỗ trợ bốc thuốc, hắn thậm chí xem đều không xem một cái. Là có thể chuẩn xác chảo lấy mỗi một mặt dược liệu dược lượng, phóng tới cân thượng, chút nào không kém. Tên này vừa mới ngồi xuống người bệnh, cầm lấy dược sau, nói thanh cảm ơn, liền đứng dậy rời đi. Lại một người bệnh đi tới, còn không có ngồi xuống, liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên, xương cổ bệnh, dẫn tới choáng váng đầu, ngực buồn, đổ mồ hôi, nhưng phục dễ sắn canh, sau khi ăn xong nhưng tiến hành 10 phút tả hữu đảo đi. Trương Huyền nói xong. Đem bàn tay đến phía sau, lại là chào hảo một bộ dược liệu, theo sau ánh mắt nhìn về phía tiếp theo danh người bệnh. Trường kỳ kinh nguyệt không điều, thức đêm nghiêm trọng,
phục tiêu giao tán là được. Dạ dày vô dụng, bạn có bệnh kén ăn trạng. Há mồm, bữa lưỡi trắng nón, yết hầu có dị vật, tinh thần vô dụng, là nhút nhát đàm nhiệt gây ra mất ngủ tim đập nhanh, ứng phục ôn gan canh. Người hô hấp dồn dập, nhịp tim không đồng đều. Giờ phút này, ở Trương Huyền hỏi khám trước bàn, xuất hiện thực quỷ dị một màn, sợ tới xem bệnh người bệnh, cơ hồ mới vừa đi đến Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền liền đem này bệnh trạng nói ra, này đó người bệnh tội liên đới đều không ngồi, cầm Trương Huyền khai ra tới dược liền đi rồi, chỉ có rất ít người bệnh, Trương Huyền yêu cầu đơn giản xem mạch. Nguyên bản, xếp hạng trung y hỏi khám bên này người bệnh, có hơn 30 người, kết quả đương Trương Huyền ngồi khám sau, nhân số càng ngày càng ít, đương cuối cùng một người bệnh hỏi khám xong, tây y bên kia, còn bài 5-6 cá nhân. Trương Huyền hỏi khám tốc độ, thật sự là quá nhanh, mỗi một cái người bệnh, chỉ nói một lời, đang nói chuyện trong quá trình, dược liền cấp chào hảo, cố tình hắn nói, còn tất cả đều đối, này đó hỏi khám sau người bệnh, trên mặt đều là lộ ra vừa lòng thần sắc. Nguyên bản còn xếp hạng tây y bên này người bệnh, vừa thấy Trương Huyền bên kia đều xem xong rồi, lại kiến thức đến trung y này chỉ xem một cái là có thể nhìn ra chứng bệnh thần kỳ chỗ, từ bỏ bài nửa ngày đội tây y, trong chiều y bên này đi tới. Trương Huyền lại là chỉ xem vài lần, liền nhìn ra người bệnh chứng bệnh. Bác sĩ, người thật sự là quá lợi hại, ta trên người có không thoải mái địa phương, phía trước xem bệnh, cũng không biết nên như thế nào cấp bác sĩ hình dung, hiện tại ngươi vừa thấy, chính mình liền minh bạch, trung y lợi hại a. Một người châu Âu người bệnh, nhịn không được ra tiếng nói, duỗi khởi ngón tay cái. Trương Huyền cười cười, lợi hại hay không trước không nói, ngươi chú ý chính mình bệnh tình, tận lực tránh cho làm cảm xúc quá mức kích động. Hảo, hảo, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Lan bác sĩ nghe bên người vang lên tiếng ca ngợi, sắc mặt phi thường khó coi, nguyên bản ở phía chính mình xếp hàng người bệnh, đều đi nhìn trung y, này đối chính mình tới nói, chính là lớn nhất vũ nhục. Tên kia hoa hạ tuổi trẻ bác sĩ, lúc này đối Trương Huyền, đó là lòng tràn đầy bội phục. Đứng ở Trương Huyền phía sau đinh bác sĩ, cũng là bội phục không thôi, khó trách trước mặt người này, được xưng là tiểu thần y, chính mình cùng hắn tuổi tác giống nhau, nhưng hắn y thuật, lại là viễn siêu chính mình phía trên. Diêm Lập cùng Mã hội trưởng đám người, càng là cười miệng đều khép không được, nguyên bản phải thua hai chàng giao lưu hội, đều bởi vì Trương Huyền đã đến, mà lấy thắng lợi chấm dứt, bọn họ không để bụng trung y có thể hay không đem tây y áp xuống đi, chỉ nghĩ không hiểu biết trung y người, không hề đối trung y sinh ra hiểu lầm, này liền vậy là đủ rồi. Trương Huyền bên này hỏi khám tốc độ cùng phương pháp, một chút liền truyền bá đi ra ngoài, làm rất nhiều người đều mộ danh mà đến, tìm Trương Huyền hỏi khám. Trương Huyền đến bệnh viện thời điểm, đều đã giữa trưa, hiện tại suốt một buổi trưa thời gian, tất cả đều bận rộn hỏi khám, tuy rằng Trương Huyền hỏi khám tốc độ thực mau, nhưng không chịu nổi người bệnh quá nhiều, có một số người, chỉ là cảm giác có điểm đau đầu, vì kiến thức một chút Trương Huyền này vọng khám phương pháp, đều chuyên môn xếp hàng lại đây xem một chút. So sánh với Trương Huyền bên này kín người hết chỗ, Lan bác sĩ bên kia, liền ít ỏi mấy cái người bệnh. Chương 700 nhiều thân cận. Này một buổi chiều hỏi khám quá trình, đối Lan bác sĩ tới nói, chính là một loại dày vò, mắt thấy này tới rồi tan tầm thời gian, Lan bác sĩ một phút cũng chưa nhiều đãi, buông ống nghe bệnh, trực tiếp liền rời đi. Lan bác sĩ này xám xịt rời đi bộ dáng, xem tên kia hoa hạ tuổi trẻ nam tính bác sĩ là cảm thấy hả giận, đang hỏi khám trước, này Lan bác sĩ chính là nói không ít khó nghe nói đâu. Tiểu thần y, thật là vất vả ngươi a. Diêm Lập bước đi đi lên, này một buổi chiều thời gian, Trương Huyền liền một ngụm thủy cũng chưa uống, liền vội vàng hỏi khám. Đinh bác sĩ xem Trương Huyền thời điểm, mắt đẹp chung cũng là nổi lên tia sáng kỳ dị. Một ngày giao lưu, đến đây cũng coi như là kết thúc, Trương Huyền cùng Mã hội trưởng đoàn người cùng nhau ra bệnh viện, đồng hành còn có rất nhiều y sư, lần này trung ngoại y học giao lưu hội, hoa hạ tới không ít người, trong đó có hơn một nửa, phía trước đều tham gia quá Trương Huyền tọa đàm, phát biểu quá học thuật luận văn, lần này nhìn thấy Trương Huyền, đều biểu hiện phi thường kích động, một đám cổ giả y sư, nhìn thấy Trương Huyền khi, đều bày ra một bộ học sinh tư thái, làm phía trước tên kia hoa hạ tuổi trẻ nam bác sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương Huyền nghe những người này nói chuyện với nhau, hôm nay tổng cộng cùng Tây Y làm mười mấy y học chủng loại giao lưu, có thua có thắng, rốt cuộc Trung Quốc và phương Tây Y chi gian văn hóa tồn tại rất lớn kinh ngạc, có yêu có kém, thả lần này hoa hạ tới y sư, kia đều là Trung Y giới lão tiền bối, thủ pháp tinh vi, kiến thức rộng rãi, cũng không thể so Tây Y kém cái gì. Lần này giao lưu chung,
Tây y là muốn chiếm một ít ưu thế, Tây y chú ý một cái hiệu quả trị liệu mau, ở hiện tại xã hội này, người bệnh phần lớn sẽ coi trọng hiệu quả trị liệu, ngược lại giống trung y loại này hiệu quả trị liệu chậm lại càng trị tận gốc, chậm rãi không bị coi trọng, cũng may hôm nay giao lưu, có Trương Huyền xuất hiện, vì trung y thắng hạ hai chàng, làm trung y ở hôm nay giao lưu hơn một chút, ngừng rất nhiều Tây y lên án công khai lời nói. Buổi tối khách sạn, y học sẽ phụ trách cấp an bài, vì chúc mừng hôm nay thắng hiểm, mọi người còn chuyên môn cử hành liên hoan, trong lúc không ngừng có người hướng Trương Huyền lãnh giáo một ít trung y loại vấn đề, Trương Huyền cũng không keo kiệt, nhất nhất giải đáp. Trương bác sĩ, ta kính ngươi một ly, hôm nay ta thái độ có chút vấn đề, thật sự là xin lỗi. Đinh bác sĩ bưng một chén rượu, đi đến Trương Huyền trước mặt. Hiện tại Đinh bác sĩ, rút đi kia thân bác sĩ áo dài, thay một thân hưu nhàn trang, thiếu kia phân điềm tĩnh khí chất, nhưng thật ra nhiều vài phần nghịch ngợm ra tới, xem nàng hiện tại bộ dáng, ai đều sẽ không cùng cái kia ổn trọng nữ bác sĩ liên hệ đến cùng nhau. Ha ha, Tiểu Du, người cần phải nhiều cùng tiểu thần y thân cận a, đều là người trẻ tuổi, ở bên nhau có đề tài sao? Một người y học viện nghiên cứu lão giáo thụ vỗ vỗ Đinh bác sĩ bả vai, kia thân cận bốn chữ, cắn phi thường trọng. Đinh bác sĩ nghe được mặt đẹp đỏ lên. Trương Huyền đứng ở nơi đó, cũng có vẻ có chút xấu hổ. Được rồi, các người này đó cổ giả cũng đừng đánh tiểu thần y chủ ý. Mã hội trưởng đi rồi đi lên, phất phất tay giúp Trương Huyền giải vây nói, tiểu thần y chính là đã kết hôn. Tên kia mới vừa nói chuyện lão giáo thụ nghe vậy, thở dài, ai, thật là đáng tiếc a. Này đáng tiếc hai tự, cấp Đinh bác sĩ nói mặt đỏ lợi hại hơn. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, đừng nói chúng ta là người trẻ tuổi. Chư vị cũng không hiện lão a, tới, ta trước làm. Trương Huyền cầm lấy chén rượu, cùng Đinh bác sĩ trong tay chén rượu đối chạm vào một chút, phát ra thanh thúy thanh âm, cũng coi như là cấp Đinh bác sĩ giải vây. Đinh bác sĩ cảm kích nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, mặt đẹp đỏ bừng bưng lên chén rượu, đặt ở môi đỏ biên. Buổi tối tụ hội, ở một trận sung sướng không khí chung kết thúc, hai ngày này đều đang nhìn núi đá khai thác, không có hảo hảo nghỉ ngơi Trương Huyền, cũng là nương men say. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, lại cùng Mã hội trưởng đám người cùng nhau đi trước bệnh viện, giao lưu tổng cộng phải tiến hành 2 ngày thời gian. Trương Huyền lần này tới, cũng không phải làm chủ yếu giao lưu nhân viên, hắn ở đây, đơn giản là cho lần này tiến đến các y sư khởi đến một cái thuốc an thần tác dụng, có Trương Huyền làm hậu thuẫn, này đó các y sư, liền có thể yên tâm lớn mật đại triển quyền cước. Mà Trương Huyền hôm nay cũng không có nhàn rỗi, ngày hôm qua một buổi trưa thời gian. Hắn kia hỏi khám thủ pháp xem như hoàn toàn lan truyền đi ra ngoài, lại trải qua cả đêm thời gian lên men, này Trương Huyền vừa mới đến bệnh viện, liền nhìn đến đã có không dưới 100 người xếp hàng, cho tìm hắn hỏi khám, thả này đó xếp hàng người, phần lớn đều là phương Tây gương mặt, tới cảm thụ trung y thần kỳ chỗ. Đứng ở Trương Huyền bên cạnh Đinh bác sĩ thấy như vậy một màn, che miệng khẽ cười nói, Trương bác sĩ, nhìn dáng vẻ, người hôm nay phải có vội. Có nhiều người như vậy đối trung y cảm thấy hứng thú, đảo cũng đáng. Trương Huyền cười cười, đem ánh mắt phóng hướng một bên Mã hội trưởng. Mã hội trưởng, người an bài vài người đi, hôm nay ta một bên hỏi khám, một bên cho đại gia giảng một chút về vọng khám phương pháp. Hảo hảo, Mã hội trưởng vừa nghe lời này, vội vàng gật đầu, Trương Huyền chịu tự mình hiện trường dạy học, đó là cầu còn không được a. Lần trước một cái tọa đàm, thật có thể nói là không còn chỗ ngồi. Rất nhiều lão giáo thụ muốn nghe liền môn còn không thể nào vào được. Đinh bác sĩ chờ tuổi trẻ bác sĩ, cũng biểu hiện phi thường vui vẻ, ngày hôm qua Trương Huyền vọng khám sự, bọn họ có hiện trường nhìn đến, cũng có nghe nói, lúc này may mắn học tập, kia tuyệt đối là đối chính mình một đại tăng lên. Hơn 10 người hoa hạ trung y lĩnh vực tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đều cùng cái ngoan bảo bảo giống nhau, đứng ở Trương Huyền phía sau, bao gồm Đinh bác sĩ cũng là như thế, cẩn thận nhớ kỹ Trương Huyền nói mỗi một câu. Tới một người bệnh, Trương Huyền liền nói cho mọi người nên từ cái nào phương diện đi xem người bệnh bệnh trạng, chú ý này đó chi tiết, muốn có gan lớn mật suy đoán, tiến hành bài trừ chờ, nghe được mọi người là thu hoạch rất nhiều. Trương Huyền hỏi khám tốc độ thực mau, nhưng cũng mau bất quá tới này xem bệnh người, toàn bộ phòng khám bệnh, đã là kín người hết chỗ, mà trung y thanh danh, cũng ở Trương Huyền này vọng khám trong quá trình, nhanh chóng truyền bá. Buổi chiều 2 điểm, Trương Huyền vừa mới kết thúc nghỉ trưa. Tiếp tục tiến hành hỏi khám, lúc này mới vừa ngồi xuống, liền nghe một trận nôn nóng thanh âm truyền đến, không hảo, không hảo, Trương thần y, người mau đi xem một chút đi, đã xảy ra chuyện. Tới kêu Trương Huyền,
đúng là ngày hôm qua tên kia hoa hạ tuổi trẻ nam bác sĩ. Trương bác sĩ, bên kia ra vấn đề, người mau đi xem một chút đi. Trương Huyền thấy này đối phương như vậy nôn nóng, cũng không hỏi nhiều cái gì, đi theo đối phương liền chiều một bên chạy tới. Này tuổi trẻ nam bác sĩ mang Trương Huyền đi địa phương, đúng là phòng khám bệnh trên lầu phòng cấp cứu. Giờ phút này, phòng cấp cứu cửa sáng lên đèn đỏ, đang có không ít người vây quanh ở nơi này, khuôn mặt nôn nóng, ở trong đám người, truyền đến từng trận khóc tiếng la. Trương Huyền quét mắt, tại đây phòng cấp cứu ngoài cửa, còn đứng vài tên phương Tây bác sĩ, ngày hôm qua cùng Đinh bác sĩ tỉ thí hỏi khám Lan bác sĩ, cũng đứng ở này. Bất đồng với cửa rất nhiều người trên mặt nôn nóng, cùng với phát ra khóc kêu, này Lan bác sĩ trong mắt, ngậm một mạt ý cười. Chương 701 trung y trị người chết. Tiểu thần y, người đã đến rồi, mau vào đi xem đi. Một người trung niên nữ bác sĩ ở phòng cấp cứu cửa nôn nóng chờ đợi, đương nhìn đến Trương Huyền sau, không ngọn nguồn nhẹ nhàng thở ra. Trương Huyền tiến hành nhanh chóng toàn thân tiêu độc, theo sau đi vào phòng cấp cứu chung, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở phẫu thuật trên đài bệnh hoạt. Đây là một người hơn 70 tuổi lão nhân, đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn, giờ phút này nằm ở phẫu thuật trên đài. Hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Mã hội trưởng, Diêm đợi một tí rất nhiều trung y giới tiền bối, giờ phút này đều vây quanh ở giải phẫu đài bên, bận trước bận sau. Hiện tại tình huống như thế nào? Trương Huyền bước nhanh đi tới, ra tiếng hỏi. Mã hội trưởng nhìn mắt Trương Huyền, lắc đầu nói, người bệnh lâm vào hôn mê, trái tim đình chỉ nhảy lên 136 giây. Phía trước có bệnh gì? Tình huống như thế nào dẫn tới hôn mê? Trương Huyền đi ra phía trước. Nắm lên lão nhân thủ đoạn, đem ngón tay đặt ở lão nhân mạch đập thượng, cảm thụ vài giây, Trương Huyền đem đối phương thủ đoạn buông ra, nhíu mày. Mã hội trưởng nhanh chóng trả lời, người bệnh phía trước não bộ còn có tích dịch, áp bách thần kinh, khiến hôn mê. Tích dịch áp bách thần kinh, các ngươi như thế nào làm? Trương Huyền cầm lấy một cây ngân châm, không chút suy nghĩ, bay thẳng đến người bệnh ngực trái chát đi. Chúng ta lấy ngân châm kích thích người bệnh đầu duy cùng huyền ly nhị huyệt, tiến hành khí thông. Theo sau lấy huyệt bách hội cho thần kinh kích thích. Nghe được Mã hội trưởng lời này, Trương Huyền mày nhăn càng khẩn, bởi vì Mã hội trưởng cách làm là hoàn toàn chính xác. Trương Huyền lột ra người bệnh khoang miệng nhìn vài giây, theo sau mở ra người bệnh mí mắt. Đồng tử có chút tán loạn, lấy trường châm cho ta. Trương Huyền duỗi ra tay, Diêm lập tức truyền đạt một cây trường châm. Trương Huyền xong chỉ niết châm, tự người bệnh mục cửa sổ huyệt một kim đâm hạ, người bệnh đang ở tan rã đồng tử. Với Trương Huyền này một châm hạ, đình chỉ biến hóa. Này một châm, xem ở đây y sư là thân thể chấn động. Đoạt mệnh 13 châm, được xưng có thể cùng Diêm Vương đoạt mệnh châm pháp. Diêm Lập kinh ngạc cảm thán một tiếng. Diêm Lập cùng Mã hội trưởng hai người, là biết Trương Huyền sẽ đoạt mệnh 13 châm. Phía trước Trương Huyền ở mở tọa đàm thời điểm, cũng cấp mọi người thi triển quá. Nhưng này vẫn là bọn họ đầu một hồi thấy Trương Huyền ở thực tế giữa ứng dụng ra tới. Này chỉ ở tàn tịch chung ghi lại châm pháp, thế nhưng bị dùng như thế thuần thục. Trương Huyền thấy người bệnh đồng tử đình chỉ khuếch tán sau, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoạt mệnh 13 châm, đây là nói các ngươi trung y một châm đi xuống, liền cấp người bệnh y đã chết sao. Một đạo cười nhạo thanh, từ một bên vang lên. Trương Huyền lúc này mới chú ý tới, ở phòng cấp cứu trong một góc, còn đứng hai gã phương Tây bác sĩ, lúc này liền cùng xem náo nhiệt giống nhau đứng ở nơi đó. Cái gọi là trung y, bất quá chính là một ít gạt người xiếc, cái gì hỏi khám, đều bất quá là một ít lừa gạt người đồ vật mà thôi. Đúng vậy, bằng không, hảo hảo một cái người bệnh, như thế nào liền mau bị trung y chỉ đã chết đâu. Ha ha ha, hai gã phương Tây bác sĩ bốn phía tán gẫu. Này hai người là đang làm gì? Trương Huyền ánh mắt chán ghét nhìn này hai gã phương Tây bác sĩ liếc mắt một cái. Thân là bác sĩ, này hai người đứng ở phòng cấp cứu chung. Không những không hỗ trợ, ngược lại còn phát ra tùy ý làm bậy tiếng cười, có thể nói là không hề y đức. Mã hội trưởng hướng Trương Huyền nói, tiểu thần y, tên này người bệnh, chính là từ bọn họ trong tay tiếp nhận tới, bọn họ nói chính mình y thuật vô pháp đem người bệnh não bộ tích dịch bài xuất, không dám khai lô, làm chúng ta tới thí. Này người bệnh phía trước có bệnh gì xử sao? Trương Huyền tuy rằng đối hai người chán ghét, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, rốt cuộc này liên quan đến người bệnh sinh tử. Một người phương Tây bác sĩ trợn trắng mắt, các người trung y chính mình liền sẽ không tra sao. Mã hội trưởng vội la lên, bình thường não tích dịch, lấy bình thường phương thức khơi thông, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này tim đập sậu đình tình huống,
nếu các ngươi không nói cho chúng ta biết người bệnh bệnh sử, sẽ cho trị liệu gia tăng khó khăn, gia tăng không xác định tính. Các ngươi trung y không phải rất lợi hại sao? Còn có cái tiểu tử quang xem liền biết người bệnh được bệnh gì, vậy các ngươi chính mình đi xem bái, hỏi chúng ta muốn cái gì bệnh sử. Kia phương Tây bác sĩ đôi tay ôm ngực, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Vậy thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi, Trương Huyền lạnh lùng nói. Phương Tây bác sĩ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến phòng cấp cứu cửa, đem đại môn kéo ra, đồng thời lớn tiếng nói, ngươi cho chúng ta nguyện ý đãi bên trong giống nhau, đừng kết quả là các ngươi này đàn trung y đem người chị đã chết, còn lại đến trên đầu chúng ta. Hiện tại phòng cấp cứu môn kéo ra, tên này phương Tây bác sĩ thanh âm lại rất lớn, làm hắn nói rõ ràng truyền tới vây quanh ở phòng cấp cứu trước cửa mọi người trong tai. Có một nam một nữ, nghe được phương Tây bác sĩ nói, lập tức gào khóc lên. Bác sĩ, có ý tứ gì a? Cái gì kêu trung y đem người chị chết? Một người người bệnh người nhà còn tính chấn định, ra tiếng hỏi, nhưng hốc mắt cũng là hồng hồng, cố nén nước mắt. Còn có thể có ý tứ gì? Kia phương Tây bác sĩ bĩu môi, nguyên bản người bệnh não bộ tích dịch, áp bách thần kinh, khai lô nói, có 30% xác suất thành công, hiện tại khen ngược, này đó trung y mấy châm đi xuống, người bệnh trái tim đều ngừng. Này bác sĩ lời nói vừa ra, trước mặt mấy người sắc mặt tức khắc mãnh biến, kia gào khóc hai người, càng là sắc mặt trắng bệch. Chị người chết, trung y chị chết người. Đứng ở bên ngoài lan bác sĩ hô to một tiếng, thanh âm ở toàn bộ trong đại sảnh tiếng vọng. Này một tiếng, có thể nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, rất nhiều đang ở nơi khác đứng người, nghe thấy cái này tin tức sau, tất cả đều chiều bên này đi tới. Từ phòng cấp cứu ra tới phương Tây bác sĩ mở miệng nói, các ngươi chuẩn bị thông chi luật sư đi, lúc này đây, này đó trung y trốn không thoát trách nhiệm, bọn họ căn bản là không làm rõ ràng người bệnh tình huống. Liền tùy tiện trị liệu. Này phương Tây bác sĩ tiếng nói vừa dứt, đang ở phòng cấp cứu trung Trương Huyền đám người, tức khắc đưa tới một trận phẫn nộ ánh mắt. Lang băm, các ngươi này đàn lang băm, ta muốn cáo các ngươi trung y, chính là một đám chó má, ta phụ thân phải có chuyện gì, các ngươi tất cả đều chạy không được. Kia lúc trước biểu hiện còn tính chấn định người bệnh người nhà, duỗi tay chỉ vào phòng cấp cứu nội hét lớn. Trương Huyền lạnh lùng nhìn tên kia phương Tây bác sĩ liếc mắt một cái. Không để ý đến người bệnh người nhà tiếng quát mắng, kéo lên phòng cấp cứu môn, chuẩn bị đóng cửa. Các ngươi làm gì? Muốn đóng lại phòng cấp cứu môn, bị kích động người bệnh người nhà một phen kéo ra. Làm gì? Đương nhiên là cứu người, người hiện tại gây trở ngại chúng ta, hậu quả ngươi tự nguyện gánh vác sao? Trương Huyền lạnh lùng nói. Cứu người, các ngươi trung y là tưởng tiếp tục hại người đi, trái tim đều đã đình chỉ nhảy lên, các ngươi lấy cái gì cứu? Ta xem các ngươi chính là muốn chạy trốn tránh trách nhiệm. Kia phương Tây bác sĩ la lớn. Chính là, ta xem các ngươi là tưởng đóng cửa làm điểm cái gì đi, đến lúc đó đem trách nhiệm đẩy tá, liền cho rằng việc này cùng các ngươi không có quan hệ. Lan bác sĩ cũng mở miệng. Nói cho các ngươi trung y trị người chết một màn, ta là tận mắt nhìn thấy đến. Phương Tây bác sĩ thanh âm rất lớn, lần này, các ngươi cần thiết phải cho đại gia một cái giao đãi. Chương 702 không thể tưởng tượng. Phương Tây bác sĩ nói chuyện thời điểm, đều không phải là đối mặt Trương Huyền đám người, mà là mặt hướng đông đảo nghe tiếng tiến đến vây xem người, hắn nói, càng như là nói cho vây xem mọi người nghe. Nghe phương Tây bác sĩ trong miệng nói, vây xem này đó không biết tiền căn hậu quả người, cũng đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, thật đương Trương Huyền đám người làm cái gì thiên nộ nhân oán sự giống nhau. Đúng vậy, các ngươi đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Kia người bệnh người nhà tiến lên một bước, giữ chặt Trương Huyền ống tay áo, quát lớn. Trương Huyền hít sâu một hơi, cố nén trụ trong lòng tức giận, mở miệng nói, ta hiện tại nói cho ngươi, bên trong người bệnh còn có thể cứu chữa, bất quá ngươi muốn lại như vậy chậm trễ ta thời gian, cứu không tốt, nhưng chính là ngươi trách nhiệm. Nghe nói Trương Huyền lời này, người bệnh người nhà sửng sốt, bắt lấy Trương Huyền tay cũng dần dần buông ra. Đừng nghe hắn, Lan bác sĩ lớn tiếng mở miệng nói. Hắn hiện tại chính là muốn chạy trốn tránh trách nhiệm, người bệnh tim đập đình chỉ đến bây giờ đã vượt qua 5 phút. Bọn họ trung y căn bản không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu cứu giúp thi thố, người bệnh đã có thể phán định não tế bào tử vong, người phóng hắn đi vào, chính là cho hắn một cái tìm lấy cớ cơ hội. Trương Huyền đột nhiên trừng hướng Lan bác sĩ, trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại người liền không cần lại cứu. Lan bác sĩ bị Trương Huyền sắc bén ánh mắt trừng đến một cái giật mình. Lấy lại bình tĩnh nói, cứu không sống, còn cứu cái gì? Ta nói cho ngươi, việc này không để yên.
Người bệnh người nhà vừa mới thả lỏng tay, lại lần nữa bắt lấy Trương Huyền ống tay áo, nếu không phải các ngươi trung y, ta phụ thân không có khả năng chết. Ngươi hiện tại cần thiết cho ta một cái giao đãi. Người bệnh người nhà lời này âm vừa ra, phòng cấp cứu nội, liền vang lên Mã hội trưởng thanh âm, tiểu thần y, châm nhảy ra ngoài. Trương Huyền vừa nghe lời này, không còn có cùng cửa người vô nghĩa cái gì, một phen ném ra người bệnh người nhà tay, đi nhanh chiều phòng cấp cứu nội đi đến, liền môn đều không kịp quan. Này đoạt mệnh 13 châm, chính là ở cùng Diêm Vương đoạt thời gian, Trương Huyền vừa mới dùng một cây ngân châm khóa trụ người bệnh một đường sinh cơ, nhưng ngân châm không thể vẫn luôn phong tỏa kia nói khí. Trương Huyền đi đến giải phẫu đài biên, mở ra người bệnh mí mắt, người bệnh đồng tử lại lần nữa phát sinh thong thả khuếch tán. Châm, Trương Huyền đem tay hướng bên cạnh một phóng, nói ra bốn cái con số, 4, 7, 9, 12. Trương Huyền nói ra này bốn cái con số sau một giây, Mã hội trưởng liền đem bốn căn ngân châm đặt ở Trương Huyền trong tay, Trương Huyền nói con số, đúng là ngân châm chiều dài. Ở bắt được ngân châm nháy mắt, Trương Huyền tay như ảo ảnh giống nhau, phân biệt chát hướng người bệnh thân thể khắp nơi bất đồng huyệt vị. Tiểu thần y, người đây là, Mã hội trưởng nhìn Trương Huyền hạ châm địa phương, há to miệng, không thể tin tưởng, bởi vì, giờ phút này Trương Huyền sở chát khắp nơi huyệt vị, đều là nhân thể tử huyệt. Ta nói rồi rất nhiều lần, học y muốn dung hối, sau đó nối liền, người bệnh thân thể tức chết. Trương Huyền nói đến lúc này, lại lần nữa duỗi tay, tam, 11, 14. Mã hội trưởng hiểu ý, đem ngân châm đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận ngân châm sau, một bên hạ châm, một bên tiếp tục nói, thân thể tức chết, không thể một mặt khơi thông, này chỉ biết dẫn tới người bệnh trong cơ thể một hơi càng mau thiếu hụt, chúng ta phải làm, là đổ. Đổ, Mã hội trưởng nghi hoặc. Trương Huyền một bên hạ châm, một bên duỗi tay vuốt người bệnh ngực chỗ, mỗi người thần kinh, đều mang theo phản xạ có điều kiện, khi chúng ta đem cả người trong cơ thể sở hữu thần kinh đều phong kín sau, ở cởi bỏ trong nháy mắt, nhân thể thần kinh sẽ tiến hành phản xạ, đây là nhân thể cơ năng cầu sinh dục vọng mạnh nhất thời điểm, châm, 14, 14, 14. Phòng cấp cứu ngoại, phương Tây bác sĩ đi đến Lan bác sĩ trước người, nhỏ giọng mở miệng, dược hạ liều thuốc đối với sao. Yên tâm. Lan bác sĩ khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, lần này, thượng đế tới cũng vô dụng. Vậy hành, phương Tây bác sĩ khóe miệng cũng xuất hiện một mặt cười lạnh, đôi tay ôm ngực, như vậy kế tiếp, liền xem này đó hoa hạ người như thế nào ra khứu đi, trung y, một cái sớm nên bị đào thải đồ vật, dựa vào cái gì đột nhiên toát ra tới. Hừ, Lan bác sĩ ánh mắt khói mù nhìn mắt đang ở thi châm Trương Huyền, ngày hôm qua dám làm ta như vậy nan kham. Hôm nay ta xem hắn như thế nào xong việc. Phòng cấp cứu ngoại, người bệnh người nhà nhìn giải phẫu đài bên Trương Huyền, hỏi hướng phương Tây bác sĩ, người nói bọn họ có thể cứu hảo ta phụ thân sao? Phương Tây bác sĩ lắc lắc đầu, ta lấy một cái bác sĩ chuyên nghiệp góc độ nói cho ngươi, không có bất luận cái gì khả năng, bọn họ hiện tại, bất quá là ở cố làm ra vẻ, ngươi đã có thể thông chi luật sư. Người bệnh người nhà vừa nghe lời này, mặt xám như cho tàn giống nhau. Giải phẫu đài bên, ở ngắn ngủn thời gian nội, Trương Huyền đã ở người bệnh bên ngoài thân chát đầy ngân châm, từ lúc ban đầu phong tỏa tử huyệt, đến bây giờ, người bệnh trên người 40% huyệt vị, đều chát đầy ngân châm. Như vậy một màn, xem Diêm đợi một tí người, là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhanh chóng như vậy thả tinh chuẩn hạ châm, không riêng phải đối nhân thể huyệt vị có cực cao nhận chi, đối với tinh thần cùng thể lực tới nói, cũng là thật lớn tiêu hao. Diêm đợi một tí người tự hỏi. Chính mình là tuyệt đối vô pháp làm được như vậy. Trương Huyền hít sâu một hơi, như vậy trị liệu phương pháp, hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử, dĩ vãng hắn, tuy rằng cũng có thể làm được như vậy ghim kim, nhưng bước tiếp theo, lại không cách nào thi triển. Trương Huyền phải làm, là phong tỏa nhân thể đại bộ phận huyệt vị, sau đó ở cùng thời gian phóng thích, lấy nhân thể tự thân thần kinh phản xạ, tới điều khiển người bệnh trái tim tiếp tục nhảy lên, phía trước hắn, liền tính chát mãn này đó châm. Cũng vô pháp làm được ở cùng thời gian lấy ra. Nhưng hiện tại, bất đồng. Trương Huyền hít sâu một hơi, tay bộ cơ bắp cổ động, bụng khí xoáy tụ chung, phân ra một sợi dòng khí, Trương Huyền nhắm ngay người bệnh ngực, bỗng nhiên một chưởng chụp được. Ở Trương Huyền một chưởng này chụp ở người bệnh ngực nháy mắt, một cổ dòng khí lấy Trương Huyền lòng bàn tay vì nguyên điểm, chiều bốn phía bộc phát ra tới. Dòng khí nơi đi qua, những cái đó chát ở người bệnh bên ngoài thân ngân châm. Đồng thời bị bài trừ người bệnh trong cơ thể. Cũng liền tại đây một khắc, nguyên bản nhắm chặt hai mắt lão nhân, bỗng nhiên đem hai mắt mở,
hắn nguyên bản đều ở khuếch tán đồng tử, trong nháy mắt này, lại lần nữa phát sinh ngưng tụ. Một người canh giữ ở điện tâm đồ trước bác sĩ, cũng vào lúc này phát ra kinh hỉ thanh âm, có. Điện tâm đồ có phản ứng. Nằm thẳng ở phẫu thuật trên đài lão nhân, bỗng nhiên ngồi dậy tới, đại hút một hơi. Phốc, một ngụm máu đen, từ lão nhân trong miệng phun tới, sái một giường đều là, này màu đen máu phát ra một cổ mãnh liệt tanh tưởi, nháy mắt liền che kín toàn bộ phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu ngoại phương Tây bác sĩ cùng Lan bác sĩ thấy như vậy một màn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sao có thể? Người bệnh người nhà, kia cho tàn sắc mặt, cũng lập tức xuất hiện kinh hỉ. Phòng cấp cứu nội diêm đợi một tí người, nhìn ngồi dậy lão nhân, trong mắt đều là tràn ngập chấn động. Này, đây là thần tiên thủ pháp sao? Diêm lập mọi người lại xem Trương Huyền ánh mắt, đã không phải kính nể đơn giản như vậy. Chương 703 ngươi không có làm nghề y tư cách. Trương Huyền nhìn đến ngồi dậy lão nhân, cũng là đại tùng một hơi, vừa mới hắn làm, đơn giản là một loại nếm thử, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, hết thảy khả năng tính, đều là thành lập ở chính mình đối nhân thể lý giải mặt trên, hiện tại xem ra, chính mình tưởng không sai. Ở Trương Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lão nhân trong miệng phun ra màu đen máu, làm Trương Huyền lòng có chút phát lạnh, Trương Huyền liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tại đây máu đen chung, ẩn chứa rất nhiều độc tố. Có người cố ý cấp người bệnh hạ độc, sau đó lấy này tới làm xú trung y. Này hai điểm, mặc kệ là cho người bệnh hạ độc, vẫn là cố tình làm xú trung y, đều đủ làm Trương Huyền phẫn nộ rồi. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét vây quanh ở phòng cấp cứu ngoại đám người, căn cứ người bình thường tâm lý, hạ độc người, tuyệt đối sẽ tại đây, chờ đợi kết quả. Đương Trương Huyền đem ánh mắt nhìn đến Lan bác sĩ thời điểm, hắn ở Lan bác sĩ trong mắt, bắt giữ tới rồi một tia rất nhỏ hoảng loạn. Tuy rằng Lan bác sĩ tự nhận là đã che giấu thực hảo, nhưng vẫn là trốn bất quá Trương Huyền đôi mắt. Lan bác sĩ trong mắt này mặt hoảng loạn, làm Trương Huyền 80% có thể xác định, này độc, tuyệt đối cùng hắn trốn không thoát can hệ. Mã hội trưởng, lại cấp kiểm tra một chút đi. Trương Huyền lau cái trán mồ hôi, vừa mới như vậy hết sức chăm chú ghim kim, đối hắn cũng là một loại cực đại tiêu hao. Mã hội trưởng gật gật đầu, đi ra phía trước, đầu tiên là vì người bệnh xem mạch. Theo sau lại kiểm tra rồi một chút người bệnh não bộ, ở Trương Huyền vừa mới mạch lạc phong tỏa hạ, người bệnh não bộ áp bách thần kinh tích dịch cũng đã bị giải khai. Vài phút sau, Mã hội trưởng cũng đã xác định, hơn nữa lớn tiếng nói, y hảo. Này y hảo ba chữ, từ phòng cấp cứu bên trong cánh cửa truyền ra, làm đứng ở phòng cấp cứu ngoại mỗi người, đều nghe được rành mạch. Người bệnh người nhà lại lần nữa rơi lệ, bất quá không phải phía trước cái loại này cuồng loạn, mà là hỉ cực mà khóc. Trung y thật sự lợi hại như vậy sao? Tim đập đình chỉ 5 phút đều có thể y hảo. Nếu thật là như vậy, có thể nhiều cứu sống bao nhiêu người a? Vây xem người, ở nhìn thấy trung y đều không phải là chính mình vừa mới sở nghe được như vậy khi, sôi nổi thay đổi quan điểm, bọn họ có thể nhanh như vậy thay đổi quan điểm, cũng cùng hai ngày này Trương Huyền hỏi khám có quan hệ. Một cái quang xem là có thể nhìn ra người bệnh chứng bệnh y học, làm rất nhiều người đều cảm thấy thần kỳ. Hiện tại đã bị Tây y nhận định tử vong người bệnh, sinh sôi bị Trung y cứu trở về, lại lần nữa làm người kiến thức tới rồi Trung y thần kỳ chỗ. Bản thân Lan bác sĩ cố ý kêu gọi, là tưởng kêu càng nhiều người tới, ở càng nhiều người trước mặt làm xú Trung y, hiện tại ngược lại vì Trung y tạo thế. Hoa Hạ công phu lợi hại, Hoa Hạ y thuật càng thêm lợi hại. Một người châu Âu gương mặt trung niên nam nhân vươn chính mình ngón tay cái, nói sứt sẹo tiếng Trung. Lúc này đây, Hoa Hạ y thuật thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Thật muốn đi xem, Hoa Hạ bệnh viện giữa, có phải hay không nơi nơi đều có như vậy thần tiên. Các loại tán thưởng thanh âm không dứt bên tai, nghe được Lan bác sĩ trong tai, làm hắn trong lòng sắp phát điên. Ngày hôm qua, Lan bác sĩ hỏi khám thời điểm, hắn liền nghe được rất nhiều tán dương trung y nói, giờ phút này, lại nghe thế sao nhiều. Đều đủ rồi, Lan bác sĩ cuối cùng không có nhịn xuống, giống to ra tới, chuyện này. Bản thân chính là bọn họ trung y chính mình làm ra tới, đem người y hư, lại đem người y hảo, ta cảm thấy, bọn họ chính là cố ý như thế, nhắc tới cao bọn họ trung y mức độ nổi tiếng. Không tồi, tên kia phương Tây bác sĩ cũng đi theo mở miệng, bọn họ làm như vậy, chính là cố ý làm đại gia cảm thấy bọn họ trung y lợi hại. Là, bọn họ danh tiếng kiếm được, nhưng này đối người bệnh tới nói, có cái gì ý nghĩa đâu. Rõ ràng một chút là có thể y tốt chứng bệnh. Một hai phải làm ra nhiều chuyện như vậy tới, trừ bỏ làm người bệnh nhiều chịu khổ,
làm người nhà nhiều lo lắng bên ngoài, ý nghĩa ở đâu? Lan cùng tên này phương Tây bác sĩ nói, làm rất nhiều người bỗng nhiên sửng sốt, chẳng lẽ, này đó trung y thật là như vậy tưởng? Nếu là như thế này, kia bọn họ cách làm, quả thực quá tà ác. Lan bác sĩ nhìn thấy chung quanh người rốt cuộc không phải một mặt khen trung y hảo khi, cuối cùng cảm giác thoải mái không ít. Tới, xin tránh ra. Một đạo tiếng quát, từ vây xem đám người phía sau vang lên, ngay sau đó, liền thấy một người thân xuyên màu trắng áo dài bác sĩ, mang theo bốn gã thân hình cao lớn cảnh sát, đẩy ra đám người, bước nhanh đi tới. Bác sĩ đi đến đám người phía trước nhất, nhìn quét phòng cấp cứu nội mã hội trưởng mọi người, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Trương Huyền trên người, duỗi tay một lóng tay, mở miệng nói, chính là hắn, thỉnh đem hắn bắt giữ. Bốn gã thân hình cao lớn cảnh sát vừa nghe, lập tức rút ra cảnh côn, chiều Trương Huyền đi đến. Trương Huyền bên người Diêm Lập Thần sắc biến đổi, lập tức đứng ở Trương Huyền trước người, hướng vừa mới đã đến áo blau trắng bác sĩ mở miệng nói, nội ngươi bác sĩ, ta không rõ, ngươi đây là có ý tứ gì. Chúng ta cũng không có xúc phạm bất luận cái gì pháp luật. Nội ngươi bác sĩ khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, mở miệng nói, Diêm, các ngươi lần này đi theo tới giao lưu y sư đoàn, đều yêu cầu đưa ra các ngươi hợp pháp làm nghề y tư cách chứng, thực xin lỗi, ở ta điều tra giữa. Nội ngươi duỗi tay một lóng tay Trương Huyền, hắn cũng không có đang lúc làm nghề y tư cách, căn cứ chúng ta pháp luật, hắn yêu cầu đã chịu trừng phạt. Về Trương Huyền có không có đức hạnh y tư cách sự, cái này nội ngươi y sư, ở ngày hôm qua liền bắt đầu điều tra, rốt cuộc Trương Huyền kia vọng khám thủ pháp, tạo thành lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Này một cha, thật đúng là làm nội ngươi bác sĩ điều tra ra không ít đồ vật, cái này Trương Huyền, chẳng những không có tiến hành làm nghề y đăng ký. Ngược lại liền nhập cảnh ký lục đều tìm không thấy, cái này làm cho nội người bác sĩ mừng rỡ như điên, trước tiên lựa chọn báo nguy, mang theo người tìm lại đây. Tiên sinh, người không có làm nghề y tư cách vào hành làm nghề y, ở trên pháp luật không cho phép, chúng ta phải đối người tiến hành 10,000 Âu trừng phạt, cùng với 1 năm dưới giam cầm, người có thể thông chi người đại sứ quán, nhưng hiện tại xin theo chúng ta trở về. Một người cảnh sát nói, trực tiếp duỗi tay bắt được Trương Huyền bả vai. Trương Huyền giờ phút này, có thể rõ ràng nhìn đến cái này nội người bác sĩ, cùng với Lan bác sĩ, còn có một cái khác phương Tây bác sĩ trên mặt cười lạnh. Xin lỗi, nội người bác sĩ, chúng ta chỉ là còn không có tới kịp đăng ký, nhưng làm nghề y tư cách là có. Diêm Lập liên tục mở miệng, theo sau hướng Trương Huyền nói, tiểu thần y, người làm nghề y tư cách chứng đánh số là nhiều ít. Trương Huyền nhún vai, ta ở Hoa Hạ, thật đúng là không làm nghề y tư cách chứng. À. Diêm Lập vừa nghe, đường trường có chút ngốc lăng, ở hắn xem ra, Trương Huyền tốt như vậy y thuật, tuyệt đối là Hoa Hạ trung y đệ nhất nhân, sao có thể không làm nghề y tư cách chứng đâu. Nội người bác sĩ có thể nghe hiểu 1-2 câu Hoa Hạ ngữ, nghe tới Trương Huyền chính mình đều thừa nhận không có làm nghề y tư cách chứng khi, trên mặt tươi cười càng sâu. Bốn vị cảnh sát, chính hắn đều thừa nhận không có làm nghề y tư cách, có thể đem hắn mang đi. Nội người bác sĩ mở miệng nói. Trương Huyền cười cười. Ta chỉ nói ta không có Hoa Hạ làm nghề y tư cách chứng, cũng không đại biểu, ta không có nơi này làm nghề y tư cách chứng A. Chương 704 Chí cao vô thượng người thống trị. Nơi này làm nghề y tư cách chứng. Trương Huyền nói, làm ở đây người, bao gồm Diêm đợi một tí người, đều là không hiểu ra sao. Nơi này làm nghề y tư cách chứng. Nội người bác sĩ khinh thường cười, tiểu tử, đây là Đức Quốc, người có cái gì tư cách, bắt được chúng ta làm nghề y tư cách chứng. Ở phía trước 2 năm thời gian, Đức Quốc làm nghề y tư cách chứng, có thể nói là trên thế giới khó nhất lấy cũng không quá. Cái này khó nhất lấy, không bao gồm bổn quốc người, mà là nhằm vào người nước ngoài, ở phía trước chính sách, phi liên bang thành viên, là vô pháp bắt được làm nghề y tư cách chứng. Cái này chính sách cũng là gần 2 năm mới sửa đổi, nhưng cũng hạn chế phồn đa, muốn bắt được làm nghề y tư cách, khó khăn thật mạnh. Nếu Hoa Hạ người muốn bắt được Đức Quốc làm nghề y tư cách chứng, trong đó đệ nhất hạng, chính là muốn có được bổn quốc làm nghề y tư cách chứng, nhưng hiện tại, Trương Huyền là không có bổn quốc làm nghề y tư cách chứng. Cảnh sát, phiền toái không cần nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, hắn hiện tại đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi chúng ta làm nghề y trật tự, thỉnh đem hắn mang đi. Nội người bác sĩ lại lần nữa ra tiếng nói. Trương Huyền đứng ở nơi đó, lại lần nữa mở miệng, ta làm nghề y đánh số là OZDY010, các ngươi có thể đi tra một chút. Nguyên bản khinh thường nội người bác sĩ nghe được lời này, sắc mặt đổi đổi, tiểu tử này dám nói đi ra ngoài y chứng đánh số,
chẳng lẽ hắn thật là có làm nghề y chứng không thành? Tên kia bắt lấy Trương Huyền bả vai cảnh cáo nhìn về phía nội ngươi bác sĩ, hỏi, tiên sinh, yêu cầu nghiệm chứng sao? Không cần, nội ngươi bác sĩ trực tiếp lắc đầu, đem hắn đưa tới cục cảnh sát ở điều tra đi. Nội ngươi bác sĩ hiện tại trong đầu tưởng thực minh bạch, mặc kệ cái này Trương Huyền cụ thể có hay không làm nghề y tư cách chứng, đều tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục tại đây đãi đi xuống, đến nỗi mặt sau, chẳng sợ hắn có, cùng lắm thì là ra tới nói lời xin lỗi sự. Nhưng chờ cụ thể điều tra rõ ràng thời điểm, lần này giao lưu hội cũng liền kết thúc, hiện tại hết thảy đều lấy thắng hạ giao lưu hội là chủ. Cảnh sát, nếu chúng ta có làm nghề y tư cách chứng, ngươi là không thể tùy tiện bắt người. Diêm Lập đứng ở Trương Huyền trước người, mở miệng nói. Trực tiếp chảo, nếu có bất luận cái gì dị nghị, đi ta văn phòng khiếu nại. Một đạo hét lớn một tiếng từ phía sau vang lên, liền thấy, một người thân xuyên Âu phục châu Âu trung niên nam nhân. Bước nhanh đi tới. Vừa thấy tên này trung niên nam nhân, bốn gã cảnh sát, đồng thời nghiêm, theo sau hướng trung niên nam nhân kính cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn lễ, bố lỗ người bá tước tiên sinh. Bố lỗ người hướng bốn gã cảnh sát gật gật đầu, duỗi tay một lóng tay Trương Huyền, đem người này mang đi đi, có chuyện gì làm cho bọn họ đại sứ quán lại đây giao thiệp. Các người này căn bản không hợp pháp, Diêm Lập lớn tiếng mở miệng. Nội người bác sĩ, Lan bác sĩ. Cùng với tên kia phương Tây bác sĩ vừa nghe lời này, toàn liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một loại buồn cười thần sắc, dám cùng bố lỗ người bá tước nói loại này lời nói, kia chẳng phải là tìm chết sao. Bố lỗ người bá tước sửa sang lại một chút áo trên cổ áo, lấy ra một cây xì gà tới ngậm ở ngoài miệng bậc lửa, lảo đảo lắc lư đi đến Diêm dựng thân trước, hơi hơi loan hạ lưng đến, trên cao nhìn xuống nhìn Diêm Lập, theo sau trong miệng phun ra một luồng khói sương mù đến Diêm Lập trên mặt, vươn một ngón tay, điểm Diêm Lập ngực. Hoa hạ người, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cùng ta cách nói, ngươi có biết hay không, này một mảnh địa vực, là về ai tới quản? Pháp, bố lỗ người bá tước như là nghe được cái gì buồn cười sự giống nhau, trong mắt toàn là hài hước, ta nói cho ngươi, nếu ta nguyện ý, hôm nay, các ngươi này đàn hoa hạ người, tất cả đều đến cho ta đến đại lao bên trong ngồi xổm đi. Bố lỗ người nói xong những lời này, nhìn đến Diêm đợi một tí người trên mặt kia phúc vô pháp tiếp thu biểu tình khi. Lại lần nữa phát ra đắc ý tiếng cười. Tới, hiện tại đem người, cho ta mang đi. Bố lỗ người bá tước lại lần nữa hét lớn một tiếng. Lúc này đây, bốn gã cảnh sát không có chần chờ, một phen đẩy ra che ở Trương Huyền trước người Diêm Lập, lôi kéo Trương Huyền muốn đi. Diêm đợi một tí nhân tâm trung tiêu cấp vạn phần, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, này ở dị quốc tha hương, bọn họ căn bản xử không tiền nhiệm gì sức lực, chẳng sợ tìm tới đại sứ quán, kia cũng là mặt sau sự. Đang lúc Diêm Lập lấy ra di động, chuẩn bị lập tức liên hệ đại sứ quán là lúc, từng đợt pha lê rách nát thanh, đột nhiên vang lên. Toàn bộ phòng khám bệnh đại sảnh lầu 2 cửa sổ, ở cùng thời gian phát sinh vỡ vụn, bao gồm phòng cấp cứu trước cửa cửa sổ, cũng là như thế. Cùng với này từng trận pha lê vỡ vụn thanh, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh, từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào, những người này, mỗi một cái đều toàn bộ võ trang, súng vác vai, đạn lên nòng. Đột nhiên xuất hiện, dọa ở đây mọi người nhảy dựng. Bốn gã bắt lấy Trương Huyền cảnh sát trước tiên liền chiều này đó phiên tiến bệnh viện thân ảnh nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến những người này trên người huân chương, xuất thuộc về châu Âu tối cao hoàng thất thẳng quản thời điểm, trên mặt đều lộ ra kính ý, có thể vào tuyển này chi bộ đội, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Một người cảnh sát lập tức đi tới, hướng trong đó một người mở miệng nói, trưởng quan, ta là. Lui ra phía sau, một đạo hét lớn một tiếng. Từ cảnh sát trước người vang lên, đồng thời, kia tối om, tản ra lạnh băng hơi thở họng súng, cũng thẳng tắp nhắm ngay tên này cảnh sát trên mặt. Vô số rậm rạp tia hồng ngoại nhắm chuẩn đi, cũng tại đây một khắc tỏa định ở phòng cấp cứu trước cửa bốn gã cảnh sát trên người. Như vậy một màn, làm này bốn gã cảnh sát hai chân nhũn ra. Bố lỗ người bá tước sắc mặt biến đổi, hắn không rõ, này xuất thuộc về châu Âu tối cao hoàng thất đội cận vệ, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ngoài cửa sổ, vang lên phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng ồn, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, bên ngoài cảnh tượng, làm người trợn mắt há hốc mồm. Mấy chục giá võ trang phi cơ trực thăng, toàn bộ xoay quanh ở bệnh viện trên không. Bệnh viện Đại Môn, lúc này cũng đại đại rộng mở, một chiếc lại một chiếc xe thiết giáp, xe tăng, chậm rãi xử tiến bệnh viện giữa, đem chỉnh đống phòng khám bệnh lâu vây quanh lên, kia ngăm đen pháo khổng, có thể ở trước tiên, đem chỉnh đống lâu oanh sụp. Lui ra phía sau. Toàn bộ lui ra phía sau. Từng trận hét lớn một tiếng,
từ phòng khám bệnh đại sảnh trước cửa vang lên. Mấy trăm súng vác vai, đạn lên nòng tinh anh binh lính, cầm súng từ cửa vọt lại đây, theo sau chạm thành hai liệt, giống như nghênh đón mỗ vị đại nhân vật giống nhau. Một giá tạo hình khoa trương hoàng kim xe ngựa, ở phòng khám bệnh lâu trước ngừng lại. Ở nhìn đến này chiếc hoàng kim xe ngựa nháy mắt, bố lỗ người bá tước trên mặt, tức khắc che kín cung kính chi sắc, là một người bá tước, hắn phi thường rõ ràng, này chiếc hoàng kim xe ngựa chủ nhân là ai, có thể cưỡi này chiếc hoàng kim xe ngựa, chỉ có một người. Đó là áp đảo toàn bộ liên bang phía trên hoàng thất, chẳng sợ có được tảng lớn lãnh thổ công tước, tại đây hoàng kim xe ngựa chủ nhân trước mặt, cũng chỉ là một nô bộc. Này thuộc về một cái cổ xưa gia tộc, cái này gia tộc tồn tại, thậm chí so liên bang tồn tại còn muốn đã lâu, bọn họ cường đại đến làm người vô pháp đi nghĩ lại, bởi vì ai cũng vô pháp đi phỏng đoán cái này gia tộc thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Đại gia biết đến chỉ có một chút, ở cái này quốc gia, ở cái này liên bang, tại đây phiến lục địa phía trên, cái này gia tộc, có được chí cao vô thượng địa vị. Chương 705 Norman gia tộc. Norman gia tộc. Một cái vô luận liên bang người thống trị là ai, vô luận ra sao niên đại, đều hoành hành tại đây phiến đại địa gia tộc. Mà, trước mắt này hoàng kim xe ngựa, chính là Norman gia tộc hạ nhậm người thừa kế, Locker Hoàng chuyên trúc tọa giá. Cũng chỉ có Locker Hoàng, mới có thể cưỡi này hoàng kim xe ngựa. Đường xe ngựa môn mở ra, thân xuyên hắc hồng áo choàng tóc đỏ, từ trên xe đi xuống tới. Đường nhìn đến tóc đỏ thời điểm. Bố lỗ người cảm giác chính mình hô hấp đều có chút khó khăn, đây là từ tinh thần thượng truyền đến áp bách, từ tư tưởng thượng truyền đến áp bách, ở bố lỗ người trong lòng, trước mắt thanh niên này, chính là trời sinh người thống trị, mà chính mình, trời sinh sẽ vì thần, trước mặt thanh niên này nói, đó là chính mình thiên. Bố lỗ người phía trước kiêu ngạo, ở tóc đỏ xuất hiện lúc sau, hoàn toàn toàn biến mất vô tung. Tóc đỏ ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở lầu 2 phòng cấp cứu trước cửa Trương Huyền, khóe miệng lộ ra tươi cười. Theo sau đi nhanh chiều lầu 2 đi tới. Tiểu tử này, khi nào đều thích làm này đại phô trương A. Trương Huyền nhìn chung quanh này vô số tinh anh binh lính, kia đầy trời phi cơ, đầy đất xe tăng đại pháo, có chút bất đắc dĩ. Tóc đỏ đã đến, tự nhiên chính là Trương Huyền thông chi, đương nội người bác sĩ mang theo cảnh sát xuất hiện thời điểm, Trương Huyền liền cảm giác không thích hợp. Theo sau, nội người bác sĩ khăng khăng muốn cho cảnh sát bắt người khi, Trương Huyền liền cấp tóc đỏ đã phát cái tin tức. Tin tức rất đơn giản. Tới một chuyến bệnh viện, bằng không ta đã có thể phải bị người bắt đi. Cùng này tin tức cùng nhau phát quá khứ, còn có một cái định vị tin tức. Tóc đỏ sở trụ địa phương, liền ở Bách Thị, đương thu được Trương Huyền tin tức nháy mắt, một đường phi cơ xe tăng mở đường, bằng mau tốc độ, đi vào bệnh viện. Tóc đỏ thượng đến lầu 2, bố lỗ người bá tước run run rẩy rẩy đi ra phía trước, sắc mặt cung kính mở miệng, Locker Hoàng đại nhân, ta là... Câm miệng, tóc đỏ thần sắc không vui hừ lạnh một tiếng, này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Bố lỗ người bá tước bị quát lớn lập tức câm miệng, trên mặt cũng không có bất luận cái gì tức giận hoặc là xấu hổ linh tinh biểu tình, bởi vì hắn biết, chính mình đích xác không tư cách này, chỉ là làm bố lỗ người bá tước nghi hoặc, Locker Hoàng, vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đang lúc bố lỗ người bá tước nghi hoặc thời điểm, liền thấy tóc đỏ đi đến Trương Huyền trước người, thật mạnh cho Trương Huyền một cái ôm, lớn tiếng mở miệng. Lão đại, người cũng quá không nghĩa khí đi, tới cũng không nói cho ta một tiếng. Trương Huyền cười cười, cân nhắc tới xử lý chút việc liền đi rồi đâu, ai làm tiểu tử ngươi mỗi lần làm lớn như vậy phô trương. Kỳ thật ta nội tâm cũng rất cự tuyệt, chỉ là trong nhà đám kia người bảo thủ một hai phải như vậy yêu cầu, nói lão đại, ngươi này nhiều ít năm không có tới, nhà ta kia lão đông tây chính là thường xuyên nhắc mãi ngươi, rượu ngon đều cho ngươi lưu trữ đâu, hôm nay muốn hay không đi uống một chén. Tính, Trương Huyền vẫy vẫy tay, bên này sự vội xong ta liền chạy nhanh đi trở về. Hành đi, tóc đỏ gật đầu. Một bên đứng bố lỗ người bá tước, nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, mặt đều thanh, Locker Hoàng, thế nhưng kêu cái này hoa hạ người kêu chính là lão đại. Hơn nữa xem hai người bộ dáng, quan hệ còn phi thường muốn hảo, hơn nữa, cái này hoa hạ thanh niên còn nhận thức Locker Hoàng phụ thân, cũng chính là Norman gia tộc, đương đại gia chủ. Một cổ nùng liệt điểm xấu dự cảm. Tràn ngập ở bố lỗ ngươi trong đầu. Lan bác sĩ đám người cũng cảm giác được đại sự không ổn. Bọn họ tuy rằng địa vị không bằng bố lỗ ngươi bá tước, không rõ ràng lắm này tóc đỏ thanh niên rốt cuộc ra sao thân phận, nhưng xem đối phương đi ra ngoài tư thế, cũng biết này tuyệt đối là chính mình không thể trêu vào người. Tóc đỏ cùng Trương Huyền tự ôn chuyện,
liền đem ánh mắt phóng tới bốn gã cảnh sát trên người, quát lớn nói, ai cho phép các ngươi bắt người? Các ngươi bắt người lý do là cái gì, nói cho ta. Bốn gã cảnh sát ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng thống nhất đem ánh mắt phóng tới bố lỗ người bá tước trên người, nếu không phải bố lỗ người bá tước xuất hiện, khăng khăng muốn bắt người, bọn họ chỉ biết theo nếp hành sự, đi tra Trương Huyền làm nghề y tư cách chứng hào. Ngươi làm chảo người, tóc đỏ đem ánh mắt phóng tới bố lỗ người bá tước trên người. Ở tóc đỏ ánh mắt nhìn qua nháy mắt, bố lỗ người bá tước phía sau lưng đã bị mồ hôi cấp ướt nhẹp, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch một mảnh. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi làm chảo người? Tóc đỏ ngữ khí bình đạm, nhưng lại mang cho bố lỗ người bá tước như núi áp lực. Bố lỗ người bá tước gian nan gật gật đầu. Nói cho ta, lý do. Tóc đỏ nhẹ nhàng mở miệng. Ta, bố lỗ người bá tước run run môi, cho chính mình tìm lấy cớ, ta hoài nghi hắn không có làm nghề y tư cách chứng. Không phải như thế, Diêm Lập đương trường phát ra tiếng. Tiểu thần y rõ ràng đã nói cho hắn làm nghề y tư cách chứng đánh số, là hắn khăng khăng muốn bắt người. A, à, tóc đỏ nhẹ nhàng nhếch miệng, theo sau, một cái tát chiều đến bố lỗ người bá tước trên mặt, làm nghề y tư cách chứng. Ta lão đại làm nghề y tư cách chứng, là các ngươi người lãnh đạo cầu ta lão đại nhận lấy, ngươi nói ta lão đại không có làm nghề y tư cách chứng. Bố lỗ người bá tước vừa nghe lời này, hai chân run run càng thêm nghiêm trọng, hắn thực minh bạch, Locker Hoàng nói người lãnh đạo. Là cái dạng gì thân phận, đó là liên minh quốc lớn nhất quan chính lãnh tụ. Thanh niên này làm nghề y tư cách chứng, thế nhưng là bị cầu nhận lấy, hắn rốt cuộc là người nào? Chính mình rốt cuộc chọc cái dạng gì tồn tại a? Bố lỗ người bá tước trong ánh mắt tràn ngập hận ý chừng mắt nhìn trong mắt người bác sĩ, nếu không phải người này, chính mình như thế nào sẽ qua tới tìm này đó phiền toái, hiện tại cho chính mình cũng đáp đi vào, hiện tại bố lỗ ngươi, đều không thể tưởng tượng. Chính mình muốn gặp phải cái dạng gì hậu quả, không nói cái này hoa hạ thanh niên thân phận thật sự là cái gì, chỉ là Locker Hoàng đại ca này một thân phận, liền cũng đủ hủy hoại chính mình cả đời. Đánh gãy tứ chi đi, tóc đỏ nhẹ nhàng mở miệng, theo sau, đem lập mộ bia địa phương thông chi cho bọn hắn người nhà, người này, là tưởng xúi dục một hồi chính biến. Chính biến, bố lỗ người bá tước hai chân mềm nhún, thình thịch một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất, chính biến hai chữ. Đủ để phán hắn vô số lần tử hình. Locker Hoàng đại nhân, cầu xin ngài, tha ta một lần đi, đây đều là hắn, là nội ngươi làm ta làm như vậy a. Bố lỗ ngươi giờ phút này bất chấp cái gì tình cảm, lại đại tình cảm, có thể có chính mình mệnh quan trọng sao? Tóc đỏ mày nhăn lại, nội ngươi lại là ai? Bố lỗ ngươi vội vàng đem ngón tay hướng một bên. Bị bố lỗ ngươi chỉ vào nội ngươi. Sắc mặt biến đổi, ấn mưu sách phản quốc xử lý đi. Hai gã binh lính đi lên trước, căn bản không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp giơ súng lên thác, hung hăng nện ở nội người bác sĩ trên đùi. Nội người bác sĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất. Đúng rồi, Trương Huyền đột nhiên ra tiếng. Làm sao vậy, lão đại, tóc đỏ quay đầu lại. Làm người điều tra một chút, kia hai người, ai cấp phòng cấp cứu bên trong người bệnh dùng dược. Trương Huyền duỗi tay chỉ Hạ Lan bác sĩ cùng tên kia phương Tây bác sĩ. Chương 706 Trúc Gia bị giết. Lan bác sĩ cùng tên kia phương Tây bác sĩ thấy lửa đốt tới rồi trên người mình, sắc mặt một chút khó coi tới rồi cực điểm. Đặc biệt là Lan bác sĩ, hắn trong lòng run lên, cái này hoa hạ người, như thế nào sẽ biết dược sự. Tóc đỏ phất phất tay, lập tức đi ra vài tên binh lính, chạy về phía phòng khám bệnh các nơi. Gần 2 phút sau. Hai gã dáng người nhỏ sinh phương Tây hộ sĩ bị hai gã binh lính áp lại đây, này hai gã tiểu hộ sĩ đều là sắc mặt hoảng loạn, một lại đây, liền chỉ vào Lan bác sĩ, là hắn làm chúng ta cấp người bệnh dùng mà cao tân. Mà cao tân, hộ sĩ trong miệng thốt ra ba chữ, làm ở đây trung y, đồng thời phát ra tiếng kinh hô, mà cao tân loại này dược vật, cùng đại bộ phận trung thảo dược, đều có rất mạnh bài xích tính, nếu hỗn hợp ăn vào nói, thực dễ dàng sinh ra độc tố. Là dùng mà cao tân, vẫn là tiêm vào mà cao tân. Trương Huyền cố tình hỏi một tiếng. Tiêm vào, là tiêm vào. Tên kia hộ sĩ liên tục đáp. Trương Huyền cười nói, người bệnh não bộ tích dịch, áp bách thần kinh khiến hôn mê. Chúng ta ở trị liệu thời điểm, sẽ chọn dùng sa nhân cùng mộc hương này hai loại trung thảo dược làm phụ dược. Tới ức chế người bệnh thần kinh bị áp bách khi dạ dày xuất hiện bất lương phản ứng. Địa phương cao tân cùng sa nhân cùng mộc hương hai loại dược vật kết hợp khi... sẽ sinh ra kịch độc, ta tưởng, đây mới là vừa mới khiến người bệnh hôn mê bất tỉnh nguyên nhân đi.
một cái qua hoa giáp chi năm lão nhân, như thế nào có thể thừa nhận chủ loại này kịch độc. Lan bác sĩ sắc mặt đổi đổi, theo sau cổ một ngạnh, nói, ta như thế nào sẽ biết các ngươi sẽ dùng đến sa nhân cùng mộc hương. Ha ha, Trương Huyền cười cười, ngươi hiện tại giống như còn không làm rõ ràng một sự kiện. Chuyện gì, Lan bác sĩ theo bản năng hỏi. Trương Huyền vươn một ngón tay, ta hiện tại, cũng không phải ở cùng ngươi giảng đạo lý, ta chỉ cần biết, độc là ai hạ là được. Ngươi, Lan bác sĩ sắc mặt mãnh biến, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ, nếu nói độc, cũng là ta trước dùng dược, các ngươi trung y hạ độc. Lan bác sĩ, ngươi lời này có vấn đề đi. Diêm Lập ra tiếng, ta muốn hỏi, vị này người bệnh là có cái gì bệnh trạng, yêu cầu ngươi dùng mà cao tân đâu. Hơn nữa vẫn là sử dụng tiêm vào phương thức. Lan bác sĩ biểu tình ngẩn ra, vấn đề này, hắn vô pháp trả lời, bởi vì này mà cao tân, chính là hắn vì làm người bệnh trong cơ thể sinh ra độc tố mới tiêm vào, tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ, hắn sao đều sẽ không nghĩ đến, chuyện này thế nhưng có thể bại lộ. Hảo a ngươi, ngươi quả thực chính là cái xúc sinh. Tên kia người bệnh người nhà một cái bước nhanh xông lên, một quyền liền chiều Lan bác sĩ trên mặt huy đi, ngươi luôn miệng nói trung y không phải, kết quả là, thế nhưng là ngươi cố ý hạ độc hại ta phụ thân. Nếu không phải này đó phương đông thần y, ta phụ thân đã bị ngươi hại chết, ngươi không xứng làm một cái bác sĩ. Vây xem quần chúng, cũng đều biểu hiện dị thường kích động. Tóc đỏ phất phất tay, không nói gì, lập tức đi ra hai gã binh lính, trực tiếp áp trụ Lan bác sĩ. Lan bác sĩ kia trương soái khí khuôn mặt một mảnh trắng bệch, hắn đem đầu vặn hướng một bên phương Tây bác sĩ, là ngươi. Đều là ngươi làm ta làm này hết thảy, nếu không có ngươi, này hết thảy căn bản là sẽ không phát sinh. Tóc đỏ cười một tiếng, thiếu chút nữa lậu chảo một cái, cũng cùng nhau bắt đi, giống nhau ấn kế hoạch phản quốc tội xử lý. Vài tên binh lính đi lên tới, đè lại này mấy người đầu, trực tiếp đem này mấy người kéo đi xuống. Lan bác sĩ phát ra xin tha thanh âm, nhưng căn bản sẽ không có người để ý đến hắn. Bác sĩ, thực xin lỗi, phía trước là ta trách oan các ngươi. Người bệnh người nhà đi đến Trương Huyền trước mặt, hướng Trương Huyền thành khẩn nói lời cảm tạ. Mã hội trưởng đám người tâm tình, có thể nói là biến đổi bất ngờ, nguyên bản cho rằng người bệnh không được, Trương Huyền đã đến, kia thần kỳ y thuật, làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi, nhưng người bệnh sự tình vừa mới kết thúc. Nội người bác sĩ lại vì thắng hạ lần này giao lưu hội, đi ra muốn bắt giữ Trương Huyền, kết quả không nghĩ tới, Trương Huyền ở châu Âu, thế nhưng có một người có thể làm bá tước đều tất cung tất kính bằng hữu, giải quyết trước mắt nan đề. Hơn nữa, vừa mới cái kia giải phẫu, bởi vì phòng cấp cứu môn không quan nguyên nhân, bị người ghi lại xuống dưới, vô cùng thần kỳ châm pháp, đã bị truyền tới trên mạng, lần này tử, trung y không hỏa đều không được. Lão đại, ta có chuyện phải đối ngươi nói. Tóc đỏ ở Trương Huyền bên tai thấp giọng nói. Trương Huyền gật gật đầu, hỏi hướng Mã hội trưởng, này giao lưu hội từ từ liền kết thúc phải không? Mã hội trưởng gật gật đầu, rất có ánh mắt nói, đúng vậy, còn thừa cuối cùng 3 cái giờ, tiểu thần y ngươi phải có sự nói, liền đi trước vội đi. Hành, các ngươi về nước cũng không cần chờ ta, ta chính mình liền đi trở về. Trương Huyền cùng Mã hội trưởng nói một tiếng, theo sau hướng Diêm đợi một tí người phất phất tay. Cùng tóc đỏ cùng nhau rời đi phòng khám bệnh đại sảnh. Đại sảnh ngoại, 4 gã xinh đẹp chân dài mắt to phương Tây Mỹ nữ chờ ở xe ngựa bên, đương Trương Huyền cùng tóc đỏ đi tới sau, 4 người vội vàng đem cửa xe mở ra, mặt mang cung kính cong lưng. Trương Huyền nhìn trước mắt này vàng dòng xe ngựa, mở miệng nói thật, ta thật sự không nghĩ thượng ngươi này giá tràn ngập tội ác cảm xe ngựa. Đi thôi lão đại, trên xe có người ái uống rượu ngon. Tóc đỏ đứng ở một bên. Trương Huyền lắc lắc đầu, bước lên xe ngựa. Tóc đỏ thấy Trương Huyền lên xe, lúc này mới đi lên. Xe ngựa trước 4 gã mỹ nữ, trong mắt đều mang theo khiếp sợ, cái này hoa hạ nam nhân rốt cuộc là ai, ngay cả Locker Hoàng, đều đến chờ hắn lên xe, mới có thể đi lên. Lên xe sau, Trương Huyền cùng tóc đỏ phân biệt ngồi ở thùng xe hai bên. Tóc đỏ từ thùng xe sau ám cách chung, lấy ra một lọ giá trị 100 vạn rượu ngon, trực tiếp vặn ra nắp bình đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận tóc đỏ truyền đạt bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, hỏi, ngươi nói đi, chuyện gì? Lão đại, ngươi nghe thấy cái này tin tức sau, đừng kích động. Tóc đỏ nhìn Trương Huyền gương mặt. Ngươi nói, Trương Huyền trong mắt mang này đó nghi hoặc. Trúc gia, tóc đỏ nói ra này hai chữ sau, cố ý chú ý một chút Trương Huyền biểu tình, theo sau mới chậm rãi mở miệng nói, Trúc gia,
bị người diệt. Phanh! Một đạo vỡ vụn tiếng vang lên. Trương Huyền trong tay kia giá trị trăm vạn rượu ngon mới uống một ngụm, đã bị hắn bóp nát cái chai, vẩy đầy trên xe ngựa phô sang quý thảm. Trong nháy mắt này, tóc đỏ chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều giảm xuống mười mấy độ, làm chính mình có một loại như trụy hầm băng cảm giác. Vài giây sau, loại này làm tóc đỏ đều cảm thấy sợ hãi khí thế mới rút đi. Trương Huyền hít sâu một hơi, chuyện khi nào? Liền ở ngươi đi Vân Tỉnh ngày đó, ta hôm nay mới được đến tin tức. Tóc đỏ thấy Trương Huyền cũng không có trong tưởng tượng bạo nộ, mới yên lòng. Hoa Hạ mấy đại cổ võ thế gia, muốn nói cùng Trương Huyền giao tình tốt nhất mấy người, trong đó liền có Trúc Gia Lão Gia Tử, Trúc Nguyên Cửu. Biết là ai làm sao? Trương Huyền mở miệng hỏi, thanh âm có vẻ có chút khàn khàn. Trúc Thị, đứng hàng thứ 9 thị tộc. Chương 707 viện phúc lợi bị hủy đi. Trương Huyền nghe tóc đỏ mang đến tin tức, bình tĩnh hơn nửa ngày, mới hỏa hoãn xuống dưới tâm tình. Có biết hay không nguyên nhân? Không rõ ràng lắm, tóc đỏ lắc lắc đầu, chỉ là lão đại, ta phải đến một tin tức, gần nhất một đoạn thời gian, toàn thế giới, đều có che giấu thế lực lui tới, đối một ít đỉnh cấp ngầm thế lực động thủ, nhưng Hoa Hạ, Trúc gia này vẫn là trường hợp đầu tiên. Trương Huyền chau mày, nhìn về phía xe ngựa ngoài cửa sổ, Hoa Hạ có bao nhiêu thế lực biết chuyện này? Tạm thời không ai biết, lần này tin tức, đối phương làm phi thường ẩn nấp, đối với Trúc gia, có thể nói hoàn toàn diệt khẩu, chúng ta cũng là mới được đến tin tức này. Trương Huyền lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu, mới ra tiếng, an bài phi cơ đưa ta về nước đi. Đi đâu? Về trước Ngân Châu, Trương Huyền thở sâu, ngươi làm người an bài một chút, mọi người, chú ý, ta nói chính là mọi người, chuẩn bị tập hợp. Lão đại, ngươi đây là, tóc đỏ há to miệng. Trúc lão nhân cùng ta nói như thế nào cũng là lão giao tình, kia Trúc thị. Trương Huyền nghĩ đến phía trước ở Trúc gia khi, đột nhiên xuất hiện những cái đó thần bí nam nữ, nếu Trúc gia hoàn toàn bị giết, tổng phải có cái thị tộc, vì bọn họ chôn cùng đi, rốt cuộc, Trúc gia đi theo Lục lão nhân cả đời a. Tóc đỏ vẻ mặt chính xác gật gật đầu, ta hiểu được lão đại. Trương Huyền gõ bên trong xe ngựa một chương giản dị gấp bàn vuông, thị tộc lần này, công nhiên xuất thế, dám diệt Trúc gia. Thuyết minh có làm cho bọn họ kiêng kỵ đồ vật biến mất, hoặc là nói, có nào đó làm cho bọn họ không tiếc đại giới, đều phải xuất thế đồ vật, đã hiện thế, nếu không, lấy ta đối thị tộc hiểu biết, bọn họ sẽ không như vậy xuất hiện, càng sẽ không đột nhiên liền đối Trúc gia động thủ. Lão đại, ý của ngươi là, hoặc là, Trúc thị người, là diệt Trúc gia, tới thử nào đó người thái độ, hoặc là, chính là Trúc gia, đã biết một ít thị tộc không nghĩ làm người biết đến sự. Trương Huyền gật gật đầu. Người sau khả năng tính lớn hơn nữa, thị tộc lánh đời không ra nhiều năm như vậy, liền tính là phải thử một chút nào đó người thái độ, cũng sẽ không một chút liền làm ra tiêu diệt Trúc gia loại sự tình này, nhìn dáng vẻ, Trúc Nguyên Cửu lão nhân này, vẫn luôn cũng chưa từ bỏ quá a. Lúc trước, chính là Trúc Nguyên Cửu tìm được Trương Huyền, cấp Trương Huyền nói khí tồn tại, cũng là ở Trúc gia tổ mộ phía dưới, Trương Huyền kiến thức tới rồi kia phúc thứ kiếm đồ, lần đầu tiên hiểu biết khí đáng sợ. Trúc Nguyên Cửu lúc ấy liền nói cho Trương Huyền, có thần bí thế lực ở ngo ngoe dục dịch, Trúc Nguyên Cửu cũng là toàn bộ cổ võ thế gia giữa, đối mấy thứ này nhất hiểu biết người. Trương Huyền dựa vào xe ngựa trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, trong miệng nói nhỏ, Trúc lão nhân a Trúc lão nhân, người rốt cuộc là đã biết cái gì, mới có thể làm thị tộc bất kể đại giới động thủ. Nửa giờ sau, một trận thuộc về châu Âu hoàng thất tư nhân phi cơ, bay lên trời cao, phóng lên cao, thẳng đến Ngân Châu. Tổng cộng yêu cầu gần 16 tiếng đồng hồ hành trình. Hoa Hạ so châu Âu bên này thời gian, muốn mau 6 tiếng đồng hồ. Trên đường, Trương Huyền đều ở suy tư, rốt cuộc là thứ gì, sẽ dẫn tới Trúc Thị đột nhiên làm ra lớn như vậy động tác tới, có thể làm một cái đứng hàng thứ 9 thị tộc như thế kích động. Lúc trước, Trúc Thị nhân vì gì muốn cố ý lầm đạo ta, che giấu khí chân thật uy lực, còn có, bọn họ có được Lục lão đầu tín vật, cùng Lục lão nhân lại có cái dạng nào liên hệ. Tầng tầng sương mù nảy lên Trương Huyền trong lòng, làm Trương Huyền chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Tiếp cận 16 tiếng đồng hồ phi hành, Trương Huyền ở giữa trưa một chút thời điểm, xuất hiện ở Ngân Châu sân bay. Trương Huyền đánh chiếc xe, thẳng đến Lâm Thị tập đoàn, lúc này đây, Trương Huyền đã xác định, sẽ cùng Trúc Thị sinh ra xung đột, mà ở này phía trước, Trương Huyền đầu tiên yêu cầu giải quyết một chút Lâm Thanh Hạm an toàn vấn đề. Thị tộc lực lượng, bất đồng với bình thường ngầm thế lực. Thị tộc thần bí, Trương Huyền đến bây giờ, đều không biết một vài, một trận chiến này sẽ phát sinh cái dạng gì sự,
Trương Huyền trong lòng cũng chưa phổ, nhưng lại cần thiết muốn đánh. Đệ nhất, mặc kệ là Trương Huyền cùng Trúc Nguyên Cửu giao tình, vẫn là Trúc Nguyên Cửu cùng Lục Lão Nhân chi gian quan hệ, hoặc là Lục Lão Nhân sinh thời thân phận, đều không thể làm Trương Huyền cái này hoa hạ cổ võ người thủ hộ duy nhất truyền nhân, đi ngồi xem mặc kệ. Đệ nhị, Trương Huyền tự thân cũng muốn làm rõ ràng, này rốt cuộc là vì cái gì? Thị tộc xuất hiện, mang cho Trương Huyền cực đại áp lực, thị tộc thái độ, tạm thời không trong sáng, Trương Huyền tuy rằng đã tiêu diệt Triệu thị cùng Hoàng thị hai cái thị tộc, nhưng cũng không cho rằng sở hữu thị tộc đều là địch nhân, đương nhiên, cũng sẽ không đem những cái đó thị tộc trở thành bằng hữu. Bằng hữu cùng địch nhân chi gian, nói trắng ra là, chỉ là một cái ích lợi thay đổi. Đường thị nguyện ý cùng Trương Huyền cùng Trung Linh Thạch sử dụng phương pháp, đại gia chính là bằng hữu. Mà Hoàng thị tắc muốn cùng Trương Huyền tranh đoạt kia tòa núi đá, tắc đã bị Trương Huyền diệt trừ. Người trưởng thành thế giới, bằng hữu cùng địch nhân, chính là đơn giản như vậy. Trương Huyền ngồi ở xe hàng phía sau, nhìn ngoài cửa sổ xe, nghĩ nên như thế nào mới có thể tốt nhất bảo toàn Lâm Thanh Hạm an toàn. Một chiếc đại hình máy ủi đất xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Tài xế, dừng xe. Trương Huyền đột nhiên hô to một tiếng. Tài xế đột nhiên một cái phanh lại, đem xe đình hảo. Trương Huyền trực tiếp vứt ra 100 đồng tiền, không chờ tài xế thối tiền lẻ, liền mở cửa xe vọt đi xuống. Ở sân bay đi trước Lâm thị trên đường, vừa vặn đi ngang qua viện Phúc Lợi. Hiện tại Trương Huyền liền đứng ở Xuân Đằng viện Phúc Lợi cửa, nguyên bản viện Phúc Lợi phòng ở, giờ phút này đã biến thành một mảnh phế tích, kia chiếc đại hình máy ủi đất đang ở đối viện Phúc Lợi phế tích tiến hành tháo dỡ. Phía trước Trương Huyền phiền lòng khi liền sẽ đi ngồi ngồi tiểu mộc đình, giờ phút này cũng đã bị san thành bình địa, liền vụn gỗ đều nhìn không thấy. Như vậy một màn, làm Trương Huyền hoàn toàn lăng ở nơi này. Này rốt cuộc, tình huống như thế nào? Trương Huyền nhìn nguyên lai mộc đình vị trí, trong miệng lẩm bẩm. Cái kia mộc đình, là lúc trước Trương Huyền cùng này mẫu thân cùng nhau đáp tốt, cũng có thể nói, là Trương Huyền nhất có thể cảm thụ mẫu thân còn tại bên người địa phương, giờ phút này, hủy ở này máy ủi đất hạ. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía một bên, một cái viết có Khải Tấn thi công 4 cái chữ to thẻ bài, đứng ở nơi đó. Khải Tấn thi công, còn không phải là Lâm thị cấp dưới đơn vị sao? Trương Huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm thị, như thế nào sẽ làm người tới hủy đi viện Phúc Lợi đâu? Là có người giả mạo Lâm thị người. Trương Huyền đi qua, một cái thi công đội đang đứng ở chỗ này. Các ngươi là cái nào công ty? Ai cho các ngươi tới hủy đi? Trương Huyền còn chưa tới này thi công đội trước mặt, liền lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi là từ đâu ra? Ai làm ngươi tiến vào? Một người thi công đội lãnh đạo nhìn thấy Trương Huyền, phản quát lớn nói. Ta hỏi các ngươi, ai cho các ngươi tới hủy đi? Trương Huyền tăng thêm thanh âm, Trúc gia bị giết tin tức, vốn dĩ khiến cho hắn tâm tình cực kém, hiện tại một chút phi cơ, lại nhìn đến như vậy một màn, làm hắn trong lòng đã không song thấu, nếu không phải thành thục lý trí sở khắc chế, Trương Huyền hiện tại, tuyệt đối sẽ làm ra cái gì chuyện khác người. Khi nào đến phiên ngươi tới hỏi chúng ta, đây là công trường, đi ra ngoài, thi công đội thành viên quát lớn nói. Trương Huyền siết chặt nắm tay. Trương tiên sinh, Trương tiên sinh, một bên, một đạo tiếng kêu vang lên. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy công ty bí thư lý, chính đại bước hướng quá chạy tới. Trương 708 hiểu lầm cũng là chuyện tốt. Trương tiên sinh, công ty bí thư lý thở hổn hển chạy đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền vừa thấy bí thư lý, trong lòng liền dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, này viện Phúc Lợi, là ai làm hủy đi? Là, bí thư lý có chút không dám nhìn tới Trương Huyền. Nhỏ giọng nói, là Lâm Tổng. Nàng hủy đi viện Phúc Lợi làm gì? Trương Huyền cố nén trong lòng lửa giận. Kiến, bí thư lý cúi đầu, không dám nói lời nào. Trương Huyền hét lớn một tiếng, kiến cái gì? Bí thư lý ngẩng đầu nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, lại vội vàng đem cúi đầu, kiến thương trường, Lâm Tổng đem này nhất chỉnh phiến mà đều mua tới, muốn đem nơi này cải tạo thành một cái thương vòng. Trương Huyền siết chặt nắm tay, trực tiếp xoay người. Đi nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới, trực tiếp ngăn lại một chiếc xe taxi, đi Lâm thị, mau. Trương tiên sinh, bí thư lý đi theo Trương Huyền phía sau kêu một tiếng, thấy Trương Huyền cũng không có để ý tới chính mình, vội vàng khai lên xe, đuổi theo. Lâm thị cao ốc tầng cao nhất. Lâm Thanh Hạm văn phòng chung, vài tên bộ môn giám đốc đang đứng ở Lâm Thanh Hạm trước người hội báo công tác. Liền nghe phanh một tiếng, văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra, khóa cửa trực tiếp hư rớt.
vẻ mặt tức giận Trương Huyền, liền đứng ở văn phòng cửa. Lâm Thanh Hạm ở nhìn thấy Trương Huyền nháy mắt, trong mắt hiện lên vui mừng, bất quá thực mau liền biến mất, nàng hướng trước người vài tên bộ môn giám đốc phất phất tay, các người đi trước vội đi. Này đó bộ môn giám đốc một chút liền nhìn ra hiện trường tình huống không thích hợp, vội vàng rời đi. Lâm Thanh Hạm từ làm công ghế đứng lên, cầm lấy một hộp lá trà, nhéo vài miếng, bỏ vào một cái chén trà chung, vừa trở về. Như thế nào không nói một tiếng, ta làm cho người đi tiếp ngươi. Trương Huyền một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, viện phúc lợi là ngươi làm người hủy đi. Ngươi đều đã biết, Lâm Thanh Hạm cố ý hỏi một câu, kỳ thật, nàng ở nhìn đến Trương Huyền này phúc phẫn nộ biểu tình thời điểm, cũng đã nghĩ tới. Trương Huyền chất vấn nói, vì cái gì hủy đi viện phúc lợi? Kiếm tiền bái, còn có thể vì sao? Lâm Thanh Hạm cầm lấy ấm nước, đem nước sôi ngã vào chén trà chung. Thôi viện trưởng cùng bọn nhỏ đâu? Ta an bài địa phương cho bọn hắn trước trụ hạ, chờ thêm đoạn thời gian, một cái tân viện phúc lợi là có thể một lần nữa cái lên. Lâm Thanh Hạm bưng chén trà đi hướng Trương Huyền, tới, uống trước nước miếng đi. Trương Huyền xem cũng không xem Lâm Thanh Hạm truyền đạt chén trà liếc mắt một cái, ngươi thực thiếu tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi, 1 tỷ, chục tỷ, 100 tỷ. Đây là Trương Huyền, lần đầu tiên hướng Lâm Thanh Hạm phát hỏa, cũng là hắn lần đầu tiên, chân chính sinh Lâm Thanh Hạm khí. Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng cười, ngươi cho ta tiền, cùng ta chính mình kiếm tới tiền, là hai loại khái niệm, ngươi cũng làm quá đầu tư, hẳn là minh bạch, cơ hội ở trước mắt, liền không nên. Ngươi đánh giám, Trương Huyền hét lớn một tiếng, hủy đi viện phúc lợi kiếm tiền. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy sao một loại phương pháp? Bằng không đâu, Lâm Thanh Hạm đem chén trà tùy tay một phóng, nửa dựa vào chính mình bàn làm việc trước, như vậy một miếng đất đặt ở nơi đó, ta không lấy, sớm muộn gì có người lấy, này tiền ta không kiếm, sớm muộn gì có người sẽ đi kiếm. Chẳng lẽ, ta làm một cái thương nhân, muốn xem người khác bạch bạch đem này tiền cất vào trong túi. Trương Huyền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, ở Trương Huyền trong mắt, tràn ngập nghi ngờ cùng khó hiểu. Hiện tại Lâm Thanh Hạp, hoàn toàn liền không phải chính mình trong ấn tượng cái kia thiện lương bộ dáng, nàng không hề giống như ngày đó xử giống nhau, mang đến ấm áp, ngược lại như là đến xương trời đông giá rét. Trương Huyền đột nhiên cười, lắc lắc đầu, xoay người, từ Lâm Thanh Hạm văn phòng cửa đi ra ngoài. Trương Huyền vừa mới ra văn phòng môn, vẻ mặt nôn nóng bí thư Lý liền chạy tới. Trương tiên sinh, ngươi, Lý Na nhìn nhìn sải bước Trương Huyền, lại nhìn nhìn văn phòng nội Lâm Thanh Hạm. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Trương Huyền rời đi Lâm thị cao ốc, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mê mang, nhìn nhìn treo ở không trung mặt trời rực rỡ, Trương Huyền chiều một cái bình thường khu nhà phố đi đến, sờ sờ túi quần, mở ra một gian bình thường cửa phòng, phòng ốc thực sạch sẽ, góc chung hai bồn chớ quên ta đã khai thịnh diễm, bất quá Trương Huyền biết, này hai bồn hoa, cũng liền lại có thể khai một tháng, liền phải héo tàn. Vì hoa rót thủy, Trương Huyền ngồi ở trên sofa, một cổ thật sâu mỏi mệt cảm nảy lên trong lòng. Trong lòng kia cổ bực bội càng ngày càng thịnh, hắn hiện tại chỉ nghĩ ngồi ở chỗ này, cái gì đều không đi quản, cái gì cũng đều không thèm nghĩ. Buổi chiều 6 giờ, thời tiết chuyển lạnh một ít, Trương Huyền mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, lấy ra di động nhìn thoáng qua, mặt trên có bí thư Lý phát tới một cái địa chỉ, là thôi viện trưởng cùng bọn nhỏ hiện tại nơi địa phương. Trương Huyền tìm địa chỉ tìm qua đi, là một nhà tam tinh cấp khách sạn. Này khách sạn liền thuộc về Lâm Thị Kỳ Hạ. Chỉnh gian khách sạn, hiện tại đều bay lên không ra tới, cấp viện phúc lợi bọn nhỏ trụ. Trương Huyền tiến khách sạn đại sảnh, liền nhìn đến bọn nhỏ đang ở đại sảnh chơi đùa, đầu tóc hoa dâm thôi viện trưởng ngồi ở một bên. Trương Huyền ca ca. Qua, Trương Huyền ca ca tới rồi. Trương Huyền một lộ diện, liền nghênh đón bọn nhỏ nhiệt tình tiếng hô. Trương Huyền xoa xoa này đó tiểu gia hỏa nhóm đầu, chiều thôi viện trưởng đi qua đi. Tiểu Huyền, người đã đến rồi. Thôi viện trưởng nhìn thấy Trương Huyền, trên mặt lộ ra một nụ cười. Viện trưởng, khổ các ngươi. Trương Huyền thực xin lỗi hướng thôi viện trưởng nói, khách sạn hoàn cảnh tuy hảo, nhưng trước sau không bằng viện phúc lợi. Rốt cuộc kia viện phúc lợi đã như vậy nhiều năm, đã sớm bị thôi viện trưởng cùng bọn nhỏ trở thành ra. Thôi viện trưởng lắc lắc đầu, chúng ta có cái gì có khổ hay không, Thanh Hạm kia hài tử cho chúng ta an bài hảo chỗ ở, cũng sẽ tân kiến viện phúc lợi. Chúng ta chỉ là đổi cái chỗ ở mà thôi, nhưng thật ra ngươi, Tiểu Huyền, ngươi nếu muốn khai một chút. Thôi viện trưởng thở dài một hơi, người cũng muốn học được đi phía trước xem, kia tòa mộc đình, không có cũng liền không có, Thanh Hạm kia nha đầu,
khẳng định cũng không phải cố ý, đó là cái hảo hài tử, ngươi cùng nàng hảo hảo ở bên nhau, ngàn vạn đừng bởi vì chuyện này cãi nhau, phu thê chi gian a, đều có sinh ra hiểu lầm thời điểm. Mộc Đình, Trương Huyền trong đầu nhớ lại dĩ vãng chính mình cùng mẫu thân cộng đồng dựng Mộc Đình một màn. Lâm thị cao ốc chung, tới rồi 6 giờ, công nhân cũng đều tan tầm, nhất nhất rời đi chính mình công tác cương vị. Lâm Thanh Hạm như cũ ngồi ở chính mình văn phòng chung, nhìn đã hư rớt khóa cửa, hãy còn ngây người. Văn phòng cửa phòng bị mở ra, một thân hưu nhàn trang Tần Nhu từ cửa đi đến, đều tan tầm, còn không quay về sao. Mụ mụ, nên về nhà lạp, mỗi ngày chạy chậm lại đây, giữ chặt Lâm Thanh Hạm cánh tay. Lâm Thanh Hạm trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, vội đã quên, này liền hồi. Tần Nhu nhìn Lâm Thanh Hạm trên mặt kia miễn cưỡng cười vui bộ dáng, ra tiếng nói, ngươi vì cái gì không đem sự thật nói cho hắn. Ngươi nếu chuyên môn lưu lại kia tòa Mộc Đình, các ngươi hai người chi gian, liền không nên có nhiều như vậy hiểu lầm, chuyện này thực dễ dàng nói rõ ràng. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, có đôi khi, hiểu lầm cũng là chuyện tốt.